chương 2181 thế giới thụ cùng quy khư vị trí tại trong vũ trụ là vĩnh hằng bất biến. Lão Hán nói, xác định thế giới thụ cùng quy khư vị trí đằng sau, có tham khảo liền có thể đem kỳ thứ 16 đạo thụ bản đồ phân bố cùng kỳ thứ 17 trung cực hư không từng cái đối ứng. Có những này tìm được thái dịch chỗ, không khó lắm. Tần mục gật đầu, tâm thần thư sướng, cười nói, tìm được thái dịch, thái dịch hẳn là có biện pháp để người bại liệt tỉnh lại. Ta sẽ giải quyết mảnh rừng bia này liền có thể giải cứu ra người bại liệt hắn mặc dù nói đến rất là nhẹ nhõm nhưng là lão hán cùng lão ẩu đều biết trong đó khó xử thái dịch không có bị chấn áp ở chỗ này khẳng định là bị chấn áp tại nơi khác nơi này có thái dịch phá tan cấm chế nhưng là nơi đó nhưng không có bởi vậy cần tần mục đi phá giải cấm chế chuyến này có thể sẽ gặp nguy hiểm để tiểu thương cùng ngươi tiến đến lão hán nói tiểu thương mặc dù là lấy giết thành đạo nhưng cũng không phải là người lạm sát có hắn đi theo, công tử chuyến này liền thiếu đi rất nhiều nguy hiểm. Mà lại hắn biết rõ cây phân bố, có thể giúp công tử càng mau tìm hơn đến thái dịch. Tần mục gật đầu, mang theo thương quân rời đi nơi này với hắn mà nói hẳn không phải là rất khó khăn. Như vậy, hắn nhìn chung quanh một vòng, mỉm cười nói, chư quân có thể nói cho ta biết, gốc đạo thụ thứ 8 là ai đạo thụ đi. Trong thôn trang tính cả con heo kia cùng người bại liệt, chỉ có 7 người, nhưng là đạo thụ lại có 8 khỏa, hiển nhiên nơi này ngoại trừ bảy người này bên ngoài còn có người thứ tám phụ nhân kia cười nói công tử lại đang nói đùa nơi này chỉ có chúng ta nơi nào có người thứ tám tần mục kinh ngạc nhìn về phía những người khác nhà đầu bím tóc sừng dê nói nơi này xác thực không có người thứ tám trong mâm đầu heo nói chúng ta sẽ không lừa gạt công tử nơi này xác thực không có như lời ngươi nói người thứ tám chẳng những không có người thứ tám cũng không có cây đạo thụ thứ tám lão ẩu trong lòng khẽ nhúc nhích vội vàng nói công tử lúc trước một mực nói tám cây đạo thụ hẳn là công tử không phải đang lừa chúng ta nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha tần mục bật cười nói ta đã sớm nói qua cho các ngươi ta thích hay làm việc thiện là đầy cõi lòng từ bi người tốt ta sao lại lừa các ngươi chờ một chút các ngươi không biết trong thôn các ngươi có tám cái cây lão ẩu sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu những người khác cũng nhao nhao gật đầu bầu không khí có chút kiềm chế lão hán nói cho tới nay, chúng ta đều coi là công tử là đang lừa chúng ta, cho nên mới nói có 8 cái cây. Nhưng là tại chúng ta trong mắt, nơi này chỉ có 7 cái cây, bị chấn áp ở chỗ này, cũng chỉ có chúng ta 7 người. Tần mục trong lòng sinh ra một tia cảm giác không ổn, trầm giọng hỏi, các ngươi không nhìn thấy cái cây thứ 8. Đám người nhao nhao lắc đầu, bầu không khí trở nên càng tăng áp lực hơn ức. Tần mục có thể nhìn thấy cây đạo thụ kia, là bởi vì hắn mi tâm mắt dọc quả thực cường đại, thậm chí ngay cả hỗn độn đều có thể xem thấu mà bọn hắn nhưng không có cường đại như thế thần nhãn. Nhà đầu kia đột nhiên cười nói, công tử, ngươi là đang nói đùa đúng hay không? Ngươi không cần dọa nha nha. Trong mâm đầu heo đột nhiên đánh cái run rẩy, hai cái tai lợn rán sát vào con mắt, lại lộ một đường, vụng trộm nhìn bốn phía. Tần mục tâm niệm vừa động, thu hồi kiếm đạo của mình, vị chư thần này lập tức cảm giác được ngăn trở mình nhục thân phục hồi, như cũ kiếm thương biến mất, vội vàng đem nhục thân chắp vá đứng lên. Tần mục cười nói, hơn phân nửa thuật số của ta là võ đấu thiên sư chặt trà dạy, tính sai. Ta có thể mang theo một người rời đi nơi này, đem các ngươi đều mang đi ra ngoài, thì cần muốn phá giải phương tiêm bia lâm, ta bây giờ còn không có có thực lực này. Chỉ có thể làm phiền chư vị tiếp tục lưu lại nơi đây, chờ đến ta có đầy đủ thực lực, trở lại phá giải phương tiêm bia lâm, cứu chư vị. Lão Hán đi đến dưới một gốc cây, mặt ù mày trao, cười khổ nói, ta lưu tại nơi này mục đích đúng là vì giữ vững người bại liệt, người bại liệt không tỉnh, ta liền không thể rời đi coi như công tử phá giải rừng bia ta cũng không thể rời đi nơi đây hắn ngồi tại trên tảng đá đốt lên làn khói cộp cộp quất lấy thuốc lào mắt già mờ thỉnh thoảng hướng tần mục nhìn tới lão ẩu run rẩy đi vào dưới một cây khác cười hắc hắc nói lão quái ta lưu tại nơi này bồi tiếp ngươi nàng ngồi xuống lười biếng phơi nắng đưa tay đem trên đầu châm gài tóc gỡ xuống thương quân hướng ngoài thôn đi đến nói ta tại ngoài thôn chờ công tử công tử không cần chỉ hoãn quá lâu chu tam thông nâng lên đạo thụ của mình cười nói trận chiến này là không đánh nhau thì không quen biết ta lão chu lúc trước là sai trách công tử còn xin công tử thứ lỗi ta đi trước đem cây của ta trồng tốt nhà đầu thì bưng lấy đạo quả của chính mình nhảy nhảy nhót nhót đi vào đạo thụ của mình trước cười nói ta còn phải đem đạo quả của chính mình treo ở trên cây phụ nhân thở dài vốn là muốn xin mời công tử ăn bữa cơm rau dưa tiếc rằng phát sinh nhiều chuyện như vậy công tử ta muốn thu thập một chút người bại liệt y phục người bại liệt y phục rửa sạch, ta liền đem nó treo ở người bại liệt trên đạo thụ phơi nắng. Nàng bưng lên bồn, đi vào người bại liệt dưới đạo thụ, đem người bại liệt y phục treo ở trên đạo thụ. Làm tốt đây hết thảy, phụ nhân lại đi tới cạnh giếng cổ dưới cây, lấy ra chảy gỗ gõ mặt khác y phục. Cửa thôn, thương quân đứng tại dưới đạo thụ của mình, trên tay gân xanh từng chiếc văng lên. Trong tay hắn chỉ còn lại có nửa ngụm đao, mặc dù đao bị tần mục chặt đứt, nhưng đối với hắn thực lực ảnh hưởng cũng không lớn. Nhà đầu thì từ trong tán cây đạo thụ của mình nhô đầu ra, thần sắc khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm tần mục cử động. Lão hán quất lấy thuốc lào, lão ẩu chảy tóc, chu tam thông đem đạo thụ của mình cắm xuống, hóa thành lợn rừng đen dùng lỗ mũi và răng nanh ủi lấy bùn đất, đem đất nện vững chắc, mắt nhỏ lại đảo quanh loạn chuyển. Phụ nhân thì tại không có thử một cái gõ lấy y phục, lại quên đi thêm nước. Trong mắt bọn hắn, tần mục xê dịch bước chân, đi vào một chỗ đất trống, nơi đó không có vật gì, nhưng mà tần mục lại tay giơ lên nhẹ nhàng hướng về phía trước với tới đám người tinh thần lập tức khẩn trương cao độ đột nhiên tần mục giống như là chạm đến cái gì gốc đạo thụ thứ tám che giấu kia tần mục đầu ngón tay vừa mới chạm đến cây đạo thụ kia sáu cái thân ảnh đột nhiên bạo khởi nhà đầu từ trên cây đập xuống như chìm én xét nước thân hình kề sát mặt đất mũi chân điểm một cái lập tức kề sát đất bay lên bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái đạo huyết phun ra bôi trên đạo quả trong tay đạo quả hào quang tỏa sáng phụ nhân vung lên chảy gỗ bước chân thác động thân hình xoay tròn như gió quát lớn liên tục vũ động chảy gỗ hung hăng hướng tần mục tiếp xúc chỗ đập xuống chu tam thông gầm thét rút lên chính mình vừa mới gieo xuống đạo thụ hóa thành đỉnh thiên lập địa lợn rừng đen trồm người lên vung lên đạo thụ hướng tần mục ngón tay chỗ quét tới cùng lúc đó thương quân đào gãy lão hàn ống thuốc lào lão ẩu châm gài tóc đồng thời công sáu người thi triển toàn lực uy thế sau vừa rồi vây công tần mục cũng không kém chút nào bọn hắn biết rõ chính mình chỉ có một kích cơ hội, đạo thụ giấu ở giữa bọn hắn này, đã ẩn giấu đi mấy chục ức năm lâu, một mực không có bị bọn hắn phát giác, có thể thấy được thực lực của đối phương quả thực cao thâm mặt chắc. Nếu rơi vào tay đối phương có chỗ phòng bị, chỉ sợ bọn họ liên thủ cũng khó có thể làm sao đối phương mảy may. Bởi vậy một kích này, bọn hắn phải tất yếu phá hủy đối phương đạo thụ, tiêu diệt đối phương đạo quả, hủy đi đối phương đạo hạnh. Oanh! Không gì sánh được chấn động kịch liệt truyền đến, phong bạo quét sạch, để đứng tại cây đạo thụ kia bên cạnh tần mục quần áo bay phất phới bị bức phải không ngừng lùi lại tần mục một đường lui lại chống cự cỗ trùng kích cường hoành này đợi cho phong ba tán đi chỉ gặp hắn đã thối lui đến ngoài thôn hắn mở ra mi tâm mắt dọc nhìn lại chỉ gặp cây đạo thụ kia còn đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích đạo thụ bốn phía không thấy bóng dáng tần mục trong lòng giật mình tinh tế tìm kiếm chỉ gặp nha đầu bị treo ở trên đạo thụ của mình một chân lộ ở bên ngoài trong tay còn đang nắm đạo quả của chính mình ngất đi phụ nhân cắm đến chính mình trong giếng, gắt gao bắt lấy chảy gỗ, chảy gỗ kẹt tại miệng giếng. Thương quân ngã chồng vó ngồi tại dưới đạo thụ của mình, tay cầm đao hổ khẩu đổ máu, hai mắt mờ mịt, trong tay đao gãy đã vỡ vụn, chuôi đao biến thành mảnh vụn. Lão ẩu châm gài tóc cắm ở mi tâm của mình, hơi thở mong manh, lão hàn ống thuốc lào vỡ tan, đầu của hắn đâm vào chính mình thường xuyên ngồi trên khối đá lớn kia, đầu rơi máu chảy. Mà Chu Tam thông răng nanh toàn bộ đoạn đi, ôm đạo thụ của mình ngất đi. Tần Mục ngạc nhiên, ngắn ngủi trong nháy mắt này, Lục Đại kẻ thành đạo liền toàn bộ bị thua, toàn bộ thụ thương. Đại công tử, lão hán run rẩy ngồi dậy, cánh tay đang run rẩy, cố gắng muốn hít làn khói, nhưng mà ống thuốc là lại phá, yên thủy chảy ra. Thanh âm hắn khàn khàn, trong mắt có sợ hãi cũng có được tức giận, là đại công tử đạo thụ. Hắn vẫn luôn ở chỗ này. Hắc hắc, lão âm hàng này. Tần mục nhìn bốn phía, ánh mắt đột nhiên rơi vào treo cao ở trên màn trời trên vầng mặt trời kia vầng mặt trời kia hỏa lực hừng hực, đã thiêu đốt sợ là 10 kỷ vũ trụ, không biết mấy trăm triệu năm, từ kỷ thứ bảy một mực thiêu đốt đến bây giờ. Dựa theo quy luật, mặt trời đã sớm hẳn là dập tắt, tử vong, bốc hơi, cuối cùng biến thành hư không, nhưng mà vầng mặt trời này vẫn còn sống đến bây giờ, không thể không làm cho người hoài nghi. Đại công tử cũng không ở chỗ này. Tần mục đột nhiên nói, hắn chỉ là đem con mắt cùng mình đạo thụ của chính mình lưu tại nơi này. Lão hán dãy dụa đứng dậy, nhìn lên trên màn trời vầng mặt trời kia, Chán nản thở dài, thanh âm khàn khàn nói, ta bị chấn áp ở chỗ này quá lâu, sớm đã so ra kém hắn, hắc hắc, năm đó cùng hắn nổi danh, bây giờ lại so ra kém hắn một con mắt. Hắn rất là cô đơn. Hắn bởi vì một câu hứa hẹn, trông coi người bại liệt 10 kỳ vũ trụ, 10 kỳ vũ trụ này, hắn đã hoang phế tu hành, còn kém rất rất xa năm đó cùng hắn nổi danh đại công tử, trong lòng thất là có thể nghĩ. Kỳ thật Tần Mục cũng nhìn ra được, lão hắn bị người nơi này tôn làm lão quái hẳn là hắn niên đại kia cực kỳ nổi danh nhân vật, thậm chí rất nhiều người nghe qua truyền thuyết của hắn. Nhưng mà trong thôn trang nhỏ này tất cả mọi người, thực lực mạnh nhất cũng không phải là hắn, ngược lại là thương quân. Thương quân mặc dù chỉ có một viên đạo quả một gốc đạo thụ, nhưng thực lực đã bao trùm tại trong thôn trang những kẻ thành đạo khác phía trên. Đây cũng là tần mục muốn mang theo thương quân rời đi nguyên nhân. Tần mục tiến lên, nhổ lão ẩu mi tâm châm gài tóc, vì nàng trị liệu đơn giản một chút thương thế, lại vỗ vỗ lão hán đầu vai, lão hán lấy lại tinh thần, tiêu điều nói, ta không thể đưa công tử. Những người khác riêng phần mình dãy ruộng đứng dậy, đem tần mục đưa đến cửa thôn. Thương quân miễn cưỡng đứng lên, trầm mặc một lát, nói, ta đã không có đau, chỉ sợ không cách nào giúp ngươi làm bao nhiêu sự tình. Mà lại ta sát tính quá nặng, cừu ra rất nhiều, ta chỉ làm cho ngươi đưa tới tai họa. Tần mục cười nói, xảo vô cùng, ta cừu ra cũng rất nhiều, chỉ sợ so kẻ thù của ngươi còn nhiều hơn được nhiều. Thương quân trần chờ một chút, Tần Mục sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn, lấy giết thành đạo thương quân, ngươi khiếp đảm. Ngươi e ngại ngoại giới nguyên nhân, cũng không phải là ngươi bại bởi đại công tử, mà là ngươi e ngại trở lại ngoại giới. Thương quân trầm mặc. Cho dù ngươi lấy giết thành đạo, tu thành sát đạo 36 trọng thiên, ngươi hay là đạo tâm có thiếu. Tần Mục ánh mắt sắc bén, nói, ngươi cảm thấy kỳ thứ 16 là hủy ở trong tay của ngươi, ngươi vì vậy mà cảm giác được áy náy, tự trách, cảm thấy không mặt mũi nào đi ra nơi này, phong bế ngươi, chấn áp ngươi, cũng không phải là đại công tử, mà là chính ngươi cho mình tìm kiếm được một cái lồng giam, đem chính mình nhốt lại. Ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước lấy giết thành đạo thương quân, ngươi coi như đi ra nơi này, ngươi cũng vô pháp để cho mình đạo lạc ấn trung cực hư không, trở thành kẻ thành đạo. Thương quân thanh âm khàn khàn, như vậy ngươi còn cần ta sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần mục từ bên cạnh hắn đi tới, cười nói, tự nhiên cần, Ta cần ngươi giúp ta tìm được thái dịch, ta còn cần một cây đao thế gian sắc bén nhất. Ngươi bây giờ đã không phải là thanh đao kia, bất quá ta có thể đem ngươi mài thành đao như thế. Đi theo ta, ta có thể cho ngươi đi tới. Thương Quân nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, như cùng hắn bóng dáng. Rất nhanh, bọn hắn đi vào phương Tiêm Bia Lâm, Thương Quân giấu ở hắn trong bóng tối, hai người đi lại giống nhau, đồng thời bước chân, đồng thời rơi xuống bước chân, mang theo giống nhau rung động, dần dần biến mất tại trong rừng bia ngoài thôn trang, mọi người thấy hai người biến mất. Chu Tam Thông đột nhiên nói, Di La Cung thất công tử, là một cái người kỳ quái. Thật sự là hắn là một cái người kỳ quái. Lão ẩu thở dài, rõ ràng là thế lực đối địch, nhưng lại để cho người ta rất khó đối với hắn hận đến đứng lên. Không những không hận nổi, ngược lại rất muốn cùng hắn làm bằng hữu. Phụ nhân cười nói, dạng này người kỳ quái, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đáng tiếc thành thân, nếu không nha nha cũng có thể tìm một nhà chồng tốt, nha đầu gắt một cái mắc cỡ đỏ mặt trốn đến phía sau cây đám người cười ha hả cười cười lại kịch liệt ho khan thương quân nhắm mắt theo đuôi đi theo tần mục tần mục đi hướng nào hắn liền đi hướng đó hắn không cần suy nghĩ đường tần mục đi có chính xác không cũng không cần suy nghĩ tần mục là như thế nào lợi dụng hồng mông phù văn cùng hồng mông nguyên khí lừa gạt phương tiêm bia lâm hắn chỉ cần đi theo tần mục là đủ đoạn đường này đi tới vừa đi vừa nghỉ nếu như là tần mục chính mình đi ra rừng bia vậy liền đơn giản hơn nhiều mà mang theo thương quân vậy liền phức tạp vô số lần phương tiêm bia lâm là đại công tử sáng tạo dùng để chấn áp người bại liệt nhục thân cùng những kẻ thành đạo khác trong này liền có thương quân muốn che đậy phương tiêm bia lâm cần tần mục lấy hồng mông phủ văn cơ cấu đem thương quân tự thân đại đạo khí thức che đậy lúc này mới có thể mang theo hắn đi ra nơi đây hồng mông cơ cấu đối với tần mục tới nói cũng là một vấn đề rất khó khăn hắn một bên tiến lên một bên tính toán hắn tựa như là một tòa phương tiêm thạch bia đang hành động thương quân đi tại hắn trong bóng tối, phẳng phất là bị chấn áp tại tần mục trong khối phương tiêm thạch bia này, bởi vậy không có gây nên rừng bia biến hóa. Nếu như tần mục hồng mông cơ cấu sai lầm, thương quân khí thức tiết ra ngoài, như vậy hắn lập tức liền sẽ bị phương tiêm bia lâm chấn áp, trực tiếp đánh vào trong tấm bia đá chân chính. Qua không biết bao lâu, tần mục rốt cục mang theo thương quân đi ra rừng bia, quanh người hắn mồ hôi bốc hơi, trong khoảng thời gian này hắn toàn lực tính toán, đem trí tuệ của chính mình phát huy đến cực hạn, từ trong vô số biến hóa tìm kiếm ra duy nhất sinh lộ, lúc này mới đi ra rừng bia. Lúc này hắn trầm tĩnh lại, đột nhiên trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, tứ chi vô lực. Tần Mục nhắm mắt lại, kịch liệt thở hồn hển mấy hơi thở hồng hộc, đứng ở nơi đó ổn định tâm thần. Thương Quân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bia 7 lít nha lít nhít đứng sừng sững ở đó, số lượng rất nhiều, đã tìm không được đường về. Hắn dường như đã có mấy đời, nhớ tới kỷ thứ 16, nhớ tới năm đó chính mình kiên trì, nhớ tới chính mình cả đời này gặp phải cảm thấy giống như là kiếp trước đủ loại mà một thế này hắn sẽ thu hoạch được tân sinh không lâu tần mục mở mắt hướng cánh cửa này bên ngoài đi đến thương quân vẫn như cũ đi theo hắn tần mục không nói gì thương quân cũng không nói chuyện hắn giống như là hoàn toàn dung nhập vào trong bóng dáng của tần mục hắn là lấy giết thành đạo tồn tại cũng đã làm sát thủ nếu không cũng không thể tại chưa thành đạo thời điểm liền giết một tôn kẻ thành đạo hắn tiềm phục tại trong bóng dáng của tần mục người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn thậm chí ngay cả khí tức của hắn cũng không cảm ứng được mảy may. Hai người sắp đi ra cánh cửa này, đột nhiên Tần Mục dừng bước lại, Thương Quân cũng đi theo hắn dừng lại. Tần Mục cẩn thận nhìn xem bên ngoài, sau một lúc lâu, cười vang nói, cùng là Di La cung công tử, sư huynh là dự định trợ giúp lão tam lão tứ, mà chèn ép ta sao? Nghe nói sư huynh là lão sư coi trọng nhất đệ tử, nếu như là lão sư, lão sư sẽ làm như thế nào? Ngoài cửa hoàn toàn yên tĩnh, thương quân trái tim không khỏi nhảy lên kịch liệt một chút, hướng ngoài cửa nhìn lại, ngoài cửa đến tột cùng có cái gì? Vì sao tần mục lại đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ Di La Cung đại công tử giờ phút này ngay tại ngoài cửa? Lão sư có thể làm được công bằng, không khuynh hướng ta, cũng không khuynh hướng những sư huynh khác. Tần mục thản nhiên nói, người nếu như thật kế thừa lão sư y bát, người liền sẽ không ngăn cản ta, cũng sẽ không ngăn cản thương quân. Bởi vì năm đó thương quân thành đạo, lão sư cũng chưa từng ngăn cản hắn, ngoài cửa vẫn như cũ hoàn toàn yên tĩnh không có bất kỳ cái gì âm thanh thương quân khẽ nhíu mày thầm nghĩ hẳn là công tử phán đoán sai lầm bên ngoài căn bản không có người nhưng vào lúc này một tòa phương tiêm bia xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn họ phương tiêm bia kia tại hướng bên này bay tới tần mục nhẹ nhàng thở ra cất bước đi ra cửa hộ trong bóng tối thương quân đi theo hắn đi ra cửa hộ không có người ngăn cản bọn hắn chỉ có tòa phương tiêm bia kia từ bên cạnh bọn họ lẳng lặng thổi qua bay vào trong cánh cửa Tần Mục quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tòa phương tiêm bia kia đi vào nó nguyên bản vị trí, rơi xuống. Trong bóng tối thương quân trần chờ nói, công tử, lão quái bọn hắn. Tần Mục khẽ nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn nói tiếp. Theo tòa phương tiêm bia này rơi xuống, thôn trang nhỏ kia lão hán, lão ẩu, chu tam thông bọn người, chỉ sợ sẽ bị lại lần nữa chấn áp, phong ấn tại trong từng tòa phương tiêm bia không cách nào thoát thân. Mà lại, bây giờ phương tiêm bia trận liệt đã khôi phục hoàn chỉnh, không có lỗ thủng, tương lai tần mục nếu là quay về nơi đây, cũng chỉ có thể bằng vào cứng rắn bản sự cưỡng ép phá trận. Mà cái này, thì cần muốn thái dịch như vậy chiến lực. Giống như thái dịch chiến lực, tần mục khoái mắt run lên, trong lòng yên lặng nói, ta hiện tại không có, nhưng là tương lai sẽ có. Đột nhiên, trong môn hộ hai mặt đứt gãy cánh cửa bay lên, sát nhập cùng một chỗ, hóa thành một mặt hoàn chỉnh cửa, răng rắc một tiếng khảm nạm tại trên cánh cửa. Hai cánh cửa khép lại, phía trên hồng mông phù văn lưu chuyển đem cánh cửa này khóa lại đại sư huynh ngươi làm không được lão sư như thế tần mục quay người rời đi thanh âm tại trong mảnh phế khí chi địa này quanh quẩn ngươi dọc theo đường của lão sư tiếp tục tiến lên coi như có thể làm cùng lão sư giống nhau như đúc cũng khó thoát lão sư kết cục lão sư đã thất bại ngươi sao không thử một lần một con đường khác trong phế khí chi địa không có người trả lời tần mục mang theo thương quân đi xa đợi cho bọn hắn đi ra phế khí chi địa thương quân rốt cục hỏi ra nghi ngờ trong lòng nói, vừa mới đại công tử ở đâu? Hắn cũng không có cùng chân chính giáng lâm. Tần Mục lắc đầu, nói, hắn có thể là trong Di La Cung bảy vị công tử người giống Di La, cung chủ nhân nhất, nhưng chỉ là giống mà thôi. Nhất cử nhất động của hắn, thậm chí lý niệm, đều cùng Di La Cung chủ nhân đồng dạng. Ta cũng không có gặp qua hắn, nhưng từ hắn học tập hồng mông phù văn điểm này, đó có thể thấy được tính cách của hắn. Hắn áp chế bản tính của mình, để cho mình càng giống Di La Cung chủ nhân đã như vậy như vậy hắn nhất định sẽ theo di la cung chủ nhân phân phó trở lại thuộc về mình kỷ vũ trụ bởi vậy hắn tuyệt không có khả năng giáng lâm đến nơi đây thương quân có chút không hiểu hắn rất khó lý giải di la cung đại công tử loại người này hắn chỉ là chiếu ảnh giáng lâm tần mục nói lão quái bọn hắn công kích hắn đạo thụ thời điểm hay là kinh động đến hắn bởi vậy hắn chiếu ảnh sang đây xem xem xét ta nhất định phải hiểu chi lấy tình động chi lấy lý bằng không hắn liền sẽ ngay cả ta cùng một chỗ phong ấn tại trong môn hộ chính là bởi vì hắn bắt chước di la cung chủ nhân cho nên tính tình của hắn có thiếu hụt chỉ cần nắm giữ điểm này chúng ta liền có thể thoát thân hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm nói nếu như đi theo ta không phải ngươi mà là lão quái bọn hắn như vậy chúng ta liền không cách nào thoát thân chúng ta đi tổ đình xác lập thế giới thụ đối ứng trung cực hư không hắn phân biệt phương hướng hướng tổ đình đại hắc sơn mà đi u đô ngọc cơ sư tú linh thư linh uyên một cái tiếp theo một cái bị hiến tế hóa thành năng lượng từng tiến vào đi vũ trụ, mà linh quan điện chủ đạo thụ cũng bởi vậy trở nên càng ngày càng rõ ràng, trên đạo thụ đạo quả cũng càng ngày càng mạnh. Bây giờ 10 năm trôi qua, chỉ cần linh uyên chư thiên bị hiến tế hoàn thành, hắn liền có thể khôi phục lại kỷ thứ 16 thời kỳ đỉnh phong, khi đó, vũ trụ này lại không địch thủ của hắn. Linh quan điện chủ lặng lặng chờ đợi, hôm nay chính là linh uyên chư thiên bị hiến tế hoàn thành thời gian, cũng là hắn đạo thụ triệt để giáng lâm thời gian. Tuy nói hắn là đã sống 4 kỷ vũ trụ kẻ thành đạo, Đạo tâm cứng cỏi không gì sánh được, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút lên gợn sóng. Đạo thụ giáng lâm, hắn liền có thể trước Zila cung tất cả mọi người một bước, tại vũ trụ này trung cực hư không lạc ấn đại đạo của mình. Đây chính là tiên cơ. Hắn trước tất cả mọi người một bước lạc ấn đại đạo, như vậy tại vũ trụ này sụp đổ trước đó, hắn liền có khả năng tu thành chính mình đạo quả thứ tư. Theo Zila cung giáng lâm, vũ trụ này sụp đổ chính là tất nhiên, chỉ sợ so kỳ thứ 16 sụp đổ tốc độ nhanh hơn cũng không phải là tất cả mọi người đều có hy vọng tại trong vũ trụ này, tu thành một viên khác đạo quả, nhưng ta nhất định có thể làm được. Linh quan điện chủ tâm tình thật tốt, đây chính là hắn bốc lên đắc tội thất công tử tần mục, nguy hiểm cũng muốn giáng lâm nơi đây nguyên nhân. Rốt cục, linh uyên chư thiên triệt để hóa thành năng lượng, biến mất không thấy gì nữa, linh quan điện chủ chỉ cảm thấy hùng hồn không gì sánh được đại đạo chi lực, từ trong đạo thụ đạo hoa đạo quả của mình vọt tới, không khỏi thể xác tinh thần thư sướng, gọi hư thiên tôn nói, 10 năm này nhận được ngươi chiếu cố, ta cũng trở về báo ngươi, đưa ngươi tu luyện u đồ đại đạo tăng lên rất nhiều. Ta hôm nay công thành, nên đi các ngươi vũ trụ hư không, nếm thử lạc ấn ta đại đạo, thành lập ta trung cực đại la thiên. Hư thiên tôn khom người cảm ơn. 10 năm này, linh quan điện chủ chỉ điểm nàng như thế nào tu hành, để nàng thu hoạch rất nhiều, một thân thực lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, hơn xa lúc trước. Ngươi dựa theo ta dạy cho ngươi tu hành, thành đạo không phải việc khó, linh quan điện chủ đạo thụ đứng ở sau lưng, phân phó nói, nếu như thiên đế đến hỏi, người trực tiếp nói cho hắn biết, ta đi lạc ấn trung cực hư không, đợi ta ở thế giới này thành đạo, liền có thể có được hai đóa đạo hoa, ba viên đạo quả. Ta chỉ cần nhục thân tách ra, liền có thể hóa thành năm cái kẻ thành đạo trợ hắn. Hư thiên tôn trong lòng nghiêm nghị, năm vị kẻ thành đạo. Linh quan điện chủ phi thân lên, một bước một trọng thiên, 36 bước đằng sau, liền bước vào trung cực hư không. Vũ trụ tuổi trẻ này, còn không có mấy người kẻ thành đạo, đáng thương 6 tỷ năm lịch sử, vậy mà như thế phế vật. Linh quan điện chủ cảm ứng trong trung cực hư không truyền đến Đại La Thiên ba động, phân biệt ra được có mấy tòa Đại La Thiên, không khỏi lắc đầu. Hắn ngồi xuống xuống tới, bắt đầu ký thác đại đạo của mình, cho dù là trung cực hư không lãnh tịch chi phong cũng không thể làm sao hắn mảy may. Hắn tại vũ trụ quá khứ thành đạo, cũng không phải là tại vũ trụ này thành đạo, bởi vậy còn cần đem đạo của chính mình lạc ấn tại trung cực hư không mới có thể đem tu vi thực lực của mình phát huy đến cực hạn. Nếu là thời kỳ bình thường, hắn có thể sẽ lựa chọn nhập thế tu hành, lại tu hành ra một đầu cùng vũ trụ kỳ trước con đường khác, đây là Di La cung chính thống con đường tu luyện. Bất quá trong vũ trụ này có thất công tử, không cho phép ta dựa theo chính thống phương thức tu luyện. Dù sao, đó là thất công tử. Thiên đỉnh đại quân trùng trùng điệp điệp, khoảng cách nguyên giới càng ngày càng gần, nhưng đoạn đường này đi tới, đồ quân nhu tiểu hào rất lớn cho dù là thiên đình tài lực kinh người cũng khó có thể trèo trống. Càng thêm mấu chốt chính là, Duyên Khang đem tất cả kết nối thiên đình linh năng đối thiên kiều đoạn đi, để thiên đình đã mất đi đối với chư thiên vạn giới thống trị, không có chư thiên vạn giới tài nguyên làm hậu thuẫn, thiên đình xuất binh tiến đánh Duyên Khang, vẻn vẹn dọc đường tiêu hao liền có chút cố hết sức. Mạnh Vân quy phụ mệnh tiến về Nam Thiên, vơ vét Nam Thiên các đại chư thiên tài phú, Hỏa Thiên Tôn đệ tử Viêm Nhai tử vội vàng đón lấy, tự mình khoản đãi, tiếp thiên đế ý chỉ đằng sau, liền lập tức hạ lệnh để Nam Thiên các đại chư thiên đem các loại tài phú đưa tới. Mạnh Vân Quy tại Nam Thiên chờ hơn 10 ngày, viêm nhai tử đã chuẩn bị thỏa đáng, tính ra hàng trăm thuyền hàng tại trên thiên hà nhánh sông xếp thành một hàng. Viêm nhai tử cung tiễn Mạnh Vân Quy, nói nhỏ, hạ quan nghe nói thiên sư là nhân tộc, yêu thích kỳ chân dị bảo, thiên sư, cuối cùng chiếc thuyền nhỏ kia là hạ quan đưa cho thiên sư. Mạnh Vân Quy lên thuyền, trong lòng đối với viêm nhai tử có chút xem thường, đi vào trên một chiếc lâu thuyền, truyền lệnh nói, Mở ra khoang thuyền, kiểm tra đồ quân nhu, không cần thiếu cân thiếu lượng. Trên thuyền thần quan mở ra khoang thuyền, Mạnh Vân Quy hướng trong khoang thuyền nhìn lại, không khỏi ngây người, chỉ gặp trong khoang thuyền tràn đầy đều là nhân tộc, có lão nhân, cũng có thanh niên trai tráng. Mạnh Vân Quy trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, Viêm Nhai Tử vội vàng cười làm lành nói, "Thiên sư yên tâm, ta tuyệt sẽ không thiếu cân thiếu lượng." Nam thiên nhân tộc, nhưng phàm là 40 tuổi trở lên, đều bị đưa tới. Hiện tại chỉ là 200 chiếc thuyền đằng sau còn sẽ có liên tục không ngừng nô lệ thuyền đưa qua. Mạnh Vân Quy một phát bắt được cổ áo của hắn, nâng hắn lên, thanh âm khàn khàn nói, ta muốn là đồ quân nhu. Thiên sư, đây chính là đồ quân nhu. Viêm nhai tử dãy ruộng một chút, không có thể kiếm thoát, vội vàng nói, hòa tặc thời kỳ, nhân tộc 70 tuổi hiến tế, nhưng này đã là lão hoàng lịch, bây giờ tổ thần vương một lần nữa quy định, 40 tuổi liền có thể hiến tế. Thiên sư yên tâm, bọn hắn đều rất tình nguyện. Hắn quay đầu hướng trong khoang thuyền hỏi, các ngươi vui lòng sao? Trong khoang thuyền nhân tộc trăm miệng một lời, lão ra, chúng ta vui lòng. Mạnh Vân Quy hai tay vô lực đem viêm nhai tử buông xuống, vỗ vỗ đầu vai của hắn, lẩm bẩm nói, viêm nhai tử, ngươi làm được rất tốt, làm được rất tốt. Đồ quân nhu hạm đội xuất phát, Mạnh Vân Quy đứng ở trên đầu thuyền, lần lượt nắm chặt nắm đấm, nhưng lại lần lượt buông ra, hắn lần lượt quay đầu hướng thật dài hạm đội nhìn quanh, lại lần lượt quay đầu đi. Ta muốn đích thân đưa những tộc nhân này đi thiên đình trong đại quân, tự mình đưa bọn họ tới xem như thiên đình thần ma khẩu phần lương thực hắn ngơ ngơ ngác ngác đột nhiên một thanh âm lại như là ác mộng quanh quẩn tại trong đầu của hắn ta có một cái mơ ước hắc đúng là tàn khốc như vậy hắn phun nôn một ngụ máu khí sắc lại tốt lên rất nhiều viêm nhai tử đưa mắt nhìn đồ quân nhu hạm đội đi xa đang muốn trở về chuẩn bị càng nhiều nô lệ đột nhiên mạnh vân quy thanh âm chuyển đến viêm nhai tử viêm nhai tử vội vàng xoay người cười làm lành nói mạnh thiên một đạo quang mang hiện lên, đem hắn mi tâm xuyên thủng. Viêm nhai tử thế giới trước mắt sụp đổ, dần dần lâm vào hắc ám, chỉ nghe Mạnh Vân Quy thanh âm truyền đến, trong thanh âm mang theo mừng rỡ. "Lão tử!" "Phản!" Lần này Mạnh Vân Quy đến đây áp giải Đồ Quân Nhu, xuất lĩnh binh mã không nhiều, đa số đều là hắn bản bộ nhân mã, gọi là Vũ Hóa doanh. Hắn là Vũ Hóa thiên nhân tộc thần chỉ, những năm này tìm nơi nương tựa hắn nhân tộc thần nhân vậy không phải số ít, đại bộ phận đều là đến từ Vũ Hóa thiên hắn trị quân rất có thủ đoạn, dưới chứng đa số người đối với hắn trung thành tuyệt đối, nhưng là thiên đình cũng sắp xếp không ít bán thần tiến vào hắn vũ hóa doanh, giám sát cử động của hắn. Dù sao, hắn là nhân tộc, thiên đình đối với hắn hay là chẳng phải yên tâm. Hắn tại thiên đình cũng có mặt khác quân lực, tỉ như thiên đình thập vệ, nhưng những quân đội kia chỉ nghe từ thiên đế điều khiển, hắn vô lực điều động. Ngay tại Mạnh Vân quy động thủ chu sát viêm nhai từ thời điểm, trong vũ hóa doanh cũng có một trận đại thanh tẩy chờ đến mạnh vân quy chu sát viêm nhai tử dưới trướng thần ma vũ hóa doanh rất nhiều tướng sĩ lái thuyền đẫm máu đến đây thiên hà nhánh sông mặt sông đã là một mảnh huyết hồng mạnh vân quy dẫn theo kiếm đứng tại nam thiên thiên cung trong rất nhiều thi thể nhìn xem chính mình dưới trướng tướng sĩ từng chiếc thuyền nô lệ rừng sát ở bờ sông trên thuyền nhân tộc thần nhân trên thần khải thần giáp còn có vết máu chảy xuống bầu không khí trở nên ngột ngạt các ngươi hối hận không mạnh vân quy trong thanh âm không có lúc trước bày mưu nghĩ kế lực lượng lần này tạo phản, càng giống là một lần trong lúc bất chợt xúc động mà làm ra quyết định, cũng không phải là trải qua hoàn chỉnh chủ mưu hoạch sách, đối với hắn dạng này thiên sư mà nói, bị cảm xúc khống chế tuyệt đối là nét bút hỏng. Trong lòng của hắn biết rõ lần này tạo phản căn bản sẽ không thành công. Đi theo chính mình nhiều năm như vậy nhân tộc tướng sĩ, chỉ sợ đều sẽ chết. Các ngươi theo ta tạo phản, có lẽ căn bản sẽ không thành công, nghênh đón các ngươi, không có bất kỳ cái gì vinh dự, không có bất kỳ cái gì vinh quang, khả năng sẽ chỉ là từng chàng đánh bại, từng cái chiến hữu đồng liêu chiến tử mạnh vân quy nhìn xem bộ hạ của mình ánh mắt từ trên từng tấm khuôn mặt quen thuộc đảo qua trầm giọng nói năm đó ta đem các ngươi mang ra vũ hóa thiên khả năng ta không cách nào còn sống mang theo các ngươi trở lại vũ hóa thiên có lẽ các ngươi trở về chỉ là từng bộ thi thể có lẽ ngay cả thi thể cũng sẽ không lưu lại chúng ta nếu là bại thiên đỉnh chỗ ghi lại lịch sử chỉ có chúng ta ô danh chúng ta nếu là chết rồi không có mộ bia chúng ta cả đời tu hành có lẽ đổi lấy chỉ là trên chiến trường giống như chó chết vậy thi thể sau khi chết còn muốn bị người thóa mạ nhìn đây chính là phản đồ các ngươi còn muốn đi theo ta sao hắn cao giọng hỏi trên từng chiếc thuyền nô lệ vũ hóa doanh tướng sĩ giữ im lặng đột nhiên một cái tướng sĩ đẩy ra giáp mặt lộ ra một tấm cương nghị khuôn mặt thiên sư ta là ngươi từ vũ hóa thiên mang ra trung niên thần nhân kia thanh âm không lớn nhưng lại rung động lòng người ta chỉ biết là tại gặp được thiên sư trước đó ta sống còn không bằng một con chó. Năm đó thiên tai bộc phát, người chết đói khắp nơi trên đất, ta đi theo người trong thôn đi trong thành ăn xin, trên đường đi chết đói không biết bao nhiêu người. Ta sống đi vào trong thành, đói choáng váng, tại bán thần phủ đệ trong rãnh nước bẩn tìm bọn hắn vứt bỏ đồ ăn. Ta lật ra bọn hắn ăn thừa xương cốt người, ta đói hỏng, muốn ăn, là ngươi đem ta từ trong rãnh nước bẩn lôi ra tới. Người nói cho ta biết, chúng ta phải có cốt khí, không thể ăn người. Chúng ta nhân tộc, muốn sống ra một phen trò, muốn đường đường chính chính. Ngươi nói, nhân tộc không phải vừa ra đời liền nhất định làm nô lệ, cũng không phải nhất định là thần tộc đồ ăn. Ngươi nói ngươi muốn để nhân tộc sống được càng tốt hơn. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền đi theo ngươi. Một cái khác thần nhân đẩy ra giáp mặt, trên mặt lộ ra một đạo thật dài vết sẹo, giống như là do lưu lại ấn ký con rết, tiếng nói khàn khàn nói. Ta cũng là trong trận thiên tai kia một thành viên, bắt đầu từ lúc đó, ta liền đi theo ngươi. Khi đó ngươi hay là thần thông giả, ngươi hăng hái, để cho chúng ta những người đói ra lông xương cốt này thấy được hy vọng. Ta cũng là người khi đó. Lại một cái thần nhân đẩy ra giáp mặt, chúng ta đi theo người xuất sinh nhập tử, có rất nhiều đồng bạn đi, nhưng chúng ta sống tiếp được. Còn có ta, ta cũng vậy. Ta không phải, cha ta là. Cha ta trước khi chết để cho ta đi theo thiên sư, không rời không bỏ. Còn có rất nhiều thần nhân, cũng không phải là vũ hóa thiên thiên tai thời kỳ đi theo Mạnh Vân Quy, nhưng đều là nương tựa theo lý niệm cùng đối với Mạnh Vân Quy, tín nhiệm đi tới hiện tại, Ngươi dạy chúng ta lý cùng nghĩa, nói cho chúng ta biết, lý chi sở tại, nghĩa vô phản cố. Một vị lão tướng quân cười nói, bây giờ, chính là lý chi sở tại, cho nên chúng ta nghĩa vô phản cố. Chúng ta, hắn ở trên bong thuyền một gối chạm đất, thanh âm to, thề chết cũng đi theo thiên sư. Trên từng chiếc thuyền nô lệ, vũ hóa doanh các tướng sĩ đồng loạt một gối chạm đất, thanh âm tại trên thiên hà nhánh sông qua lại khuấy động, thề chết cũng đi theo thiên sư. Mạnh vân quy nhiệt huyết sôi trào, giơ kiếm chỉ phía xa thiên đình, cười ha ha nói, chư quân không phụ ta, ta tất không phụ chư quân. Chư quân xin đứng lên, hôm nay theo ta tạo phản, phản thiên đình. Thiên hà phong ba gấp, cuồng phong ngợi lên lấy sóng lớn, đập từng chiếc thuyền nô lệ, trên thuyền các nô lệ nơm nớp lo sợ, kinh sợ, bong thuyền, những nhân tộc thần nhân kia trí lớn kịch liệt. Tại mạnh vân quy điều khiển dưới, phi tốc chạy tới nam thiên những chư thiên khác, quét sạch thiên đình ở chỗ này thế lực. Bọn hắn nhất định phải phong tỏa tin tức, không thể để cho bất luận cái gì thiên đình tại nam thiên thế lực thông chi thiên đình. Trận tạo phản này là lâm thời này lòng tham, bọn hắn đều không có phòng bị, thiên đình cũng không có phòng bị, chỉ cần chặt đứt tin tức, như vậy liền có thể tận lực kéo dài thời gian, làm tốt sung túc chuẩn bị. Mặc dù bọn hắn đều biết, cho dù bọn hắn làm tốt sung túc chuẩn bị, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Mạnh Vân Quy sai người lập tức chạy tới Vũ Hóa Thiên, đi di chuyển các tướng sĩ thân hữu người nhà, lại sai người vụng trộm tiến về Thiên Đình trong thiên đình cũng có người nhà của bọn hắn, bọn hắn nhất định phải tại bại lộ trước đó, đem thân hữu rời đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Vương Thanh, ngươi liền có thể chạy tới Duyên Khang. Mạnh Vân Quy trần chờ một chút, vẫn là đem thư giao cho mình coi trọng nhất đệ tử, nói, ngươi đem tin này giao cho Duyên Khang Hoàng đế. Vương Thanh trần chờ nói, sư tôn, Duyên Khang chính là thiên đình muốn tiêu diệt đối tượng, lần này thiên đình đại quân chính là nhằm vào Duyên Khang mà đến. Duyên Khang không có dư thừa binh lực đến gấp rút tiếp viện chúng ta, Huống hồ, năm đó tiến đánh Thái hư trì địa lúc, sư tôn tự mình xuất lĩnh đại quân cùng vô ưu hương đối trọi, giết không biết bao nhiêu vô ưu hương cao thủ. Nghe nói Duyên Phong Đế lúc ấy tại vô ưu hương làm tướng quân, tại sư tôn thủ hạ bị đánh bại, vô ưu hương cùng Duyên Khang chính là một thể. Mạnh Vân quy khoát tay áo, nói, Duyên Phong Đế có thiên đế khí độ, còn thắng hạo thiên đế, hắn sẽ không trách tội. Người nhanh chóng tiến đến. Vương Thành lĩnh mệnh, phi tốc tiến về nguyên giới. Mạnh Vân Quy lại hạ lệnh di chuyển Nam Thiên trong các tòa chư thiên tất cả nhân tộc, để bọn hắn rời xa thiên hà khu vực, vận chuyển lương thảo đồ quân nhu, vườn không nhà trống, chuẩn bị quyết chiến. Hắn tướng sĩ điều khiển như cánh tay, hạ mệnh lệnh tới, liền có thể phi tốc hoàn thành. Lại thêm Nam Thiên nhân tộc bị thuần dưỡng giống như là gia súc một dạng, đối với thần nhân mệnh lệnh từ trước tới giờ không phản kháng, nhẫn nhục chịu đựng, cũng thuận tiện bọn hắn di chuyển. Mạnh Vân Quy lại tự mình xuất lĩnh mặt khác tướng sĩ đem Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung hủy đi đến không còn một mảnh, ngồi thiên hà nhánh sông chế tạo hùng quan. Dù vậy, hắn hay là trên mặt thần sắc lo lắng. Ngăn không được, ngăn không được. Chỉ có thể gạch ngói cùng tan, nhưng vẫn là ngăn không được. Sau mấy tháng, thiên đình đại quân khoảng cách nguyên giới càng ngày càng gần, nhưng đồ quân nhu vẫn không có đến đây. Thiên đình nhiều lần hạ chỉ, mệnh thần nhân tiến về Nam Thiên thúc giục, nhưng những sứ giả này đến Nam Thiên đằng sau liền không có tin tức. Thiên đình lại tẩy sạch mấy cái chư thiên, bắt đến nô lệ đồ quân nhu, nhưng cũng biết nam thiên chỉ sợ gây ra rủi ro hạo thiên đế hạ chỉ mệnh thiên sư thứ nhất thương bình ẩn xuất lĩnh trong thiên đình thập vệ thần võ nhị vệ mười vạn nhân mã tiến về nam thiên xác minh tình huống thần võ nhị vệ binh cường mã tráng tu vi thấp nhất cũng là ngọc kinh cảnh giới tồn tại lại thêm thiên đình trận đồ thần võ nhị vệ có thể ngăn cản thiên tôn cấp tồn tại lại thêm thương bình ẩn vị này thiên sư thứ nhất có thể thấy được hạo thiên đế đối với nam thiên coi trọng nam thiên thiên đình kho lúa tuyệt đối không thể có mất Thương Bình ẩn xuất lĩnh đại quân đến đây, không có trực tiếp thuận nhánh sông tiến vào Nam Thiên, mà là trước xây dựng cơ sở tạm thời, sai người đi vào Nam Thiên quan trước, cao giọng nói, Mạnh Thiên Sư, Thiên Đế có chỉ, đi ra nói chuyện. Mạnh Vân Quy đi vào đầu tường, cùng Thương Bình ẩn xa xa tương vọng. Hai vị Thiên Sư hai mắt nhìn nhau, Thương Bình ẩn quả quyết truyền lệnh nói, Mạnh Vân Quy đã phản, lập tức công thành. Tà thần võ lệnh chủ nhíu mày, trầm giọng nói, Thương Thiên Sư làm thế nào nhìn ra được Mạnh Vân Quy đã phản mạnh vân quy chính là thiên đình thiên sư thứ hai không thêm hỏi thăm liền trực tiếp tiến đánh nếu như hắn không có tạo phản chỉ sợ trước mặt bệ hạ thương thiên sư không cách nào bàn giao thương bình ẩn cười lạnh nói mạnh vân quy cùng ta đều là thiên sư hắn phản không phản ta nhìn một cái liền biết được nhiều lời vô ích lập tức công thành tả hữu thần võ lệnh chủ lập tức hạ lệnh điều động hai lộ đại quân tạo thành trận thế hướng nam thiên hùng quan nghiền ép mà đi thành lâu Mạnh Vân quy cao giọng nói, thương thiên sư, người ta cùng là thiên đình thiên sư, cho tới nay người xếp hạng thứ nhất, thẳng đến ngươi thua ở nhạc đình ca chi thủ. Nhạc đình ca đình trệ thái hư, ngươi lại biến thành thiên sư thứ nhất. Nhưng là ngươi biết trí tuệ của ngươi không bằng ta, thiên đình thiên sư thứ nhất kỳ thực là ta, cho nên ngươi lấy quyền mưu tư, cho ta xếp vào một cái phản nghịch tên tuổi, xuất lĩnh đại quân tới giết ta. Ngươi đố kỵ hiền năng, ta sẽ dâng tấu trương bệ hạ, xin mời bệ hạ định đoạt. Tả hữu thần võ đại quân có chút trần chờ, thương bình ẩn cười lạnh nói mạnh tặc bất quá là kéo dài thời gian thôi ta có bệ hạ binh phủ nơi tay tả hữu thần võ lập tức tiến công hán lộ ra binh phủ tả hữu thần võ đại quân nhìn thấy binh phủ như hạo thiên đế đích thân tới lập tức thôi động trận thế công thành thương bình ẩn quần áo phần phật ngóng nhìn trên cổng thành mạnh vân quy trầm giọng nói mạnh vân quy người tự cao trí kế hơn người nhưng thế gian này lớn nhất trí tuệ chính là đại thế tại ta đại thế trước mặt ngươi hết thảy mưu trí hoàn toàn vô dụng. Tốt dùng đại thế, đây mới là thiên sư thứ nhất. Mạnh Vân quy ống tay áo phát một cái, vùng sát cổng thành mở rộng, trong thành vũ hóa doanh thần ma giết ra, cười lạnh nói, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi đại thế có thể hay không địch nổi trí tuệ của ta. Bày trận, vũ hóa doanh thần ma số lượng mặc dù không ít hơn thần võ nhị vệ, nhưng là thực lực tu vi thì kém xa tít tắp. Thiên đình thần võ nhị vệ trận đồ chính là hoàn chỉnh đại trận đồ, mỗi cái trận đồ có thể dung nạp 50.000 thần ma, 50.000 thần ma tinh khí thần hòa là một thể, nguyên khí nối liền thành một thể, bởi vậy trận pháp thôi động thần thông quảng đại. Thiên đình thập vệ trận đồ, đều là lịch đại thiên sư tỉ mỉ rèn luyện, trận đồ uy lực sớm đã tăng lên tới cực hạn, có thể nói là lịch đại thiên sư trí tuệ kết tinh, lúc trước vô ưu hương giết ra thái hư chi địa, lãng uyển xuất lĩnh tạo vật chủ ngăn cản thiên đình truy binh, thiên đình thập vệ tế lên trận đồ, giết đến lãng uyển cùng vô ưu hương liên tục bại lui, có thể thấy được trận đồ uy lực mà vũ hóa doanh trận đồ cũng không phải là hoàn chỉnh đại trận đồ, mà là thật nhỏ trận đồ, 10 người một tổ, tổng cộng có vạn tổ trận đồ nhiều. Vạn tổ trận đồ giao thoa, vũ hóa doanh thần ma tung bay, rất nhanh tạo thành tòa thứ nhất trận thế, tòa trận thế này trong ngoài giao thế, biến hóa khó lường. Thương Bình ẩn thấy thế, cười lạnh một tiếng, lưu ly thanh thiên tràng đại trận. Tòa trận thế này, hay là ta truyền cho ngươi? Hai lộ đại quân va chạm, trận đồ uy lực lập tức bộc phát. Hai lộ đại quân va chạm, trận đồ uy lực lập tức bộc phát. Thiên đỉnh đại quân cùng Vũ Hóa doanh trận pháp lập tức biến hóa, khác biệt trận pháp đem chụp, trong trận đồ huyết nhục tung bay. Một bên khác, Mạnh Vân Quy sứ giả Vương Thanh đi vào Duyên Khang, gặp mặt Duyên Phong đế, trình lên thư, Duyên Phong đế triển khai thư nhìn lại, trầm ngâm một lát, nói: "Thiết tế đàn, xin mời Long phi giáng lâm, cùng U Minh thái tử mang lên Lưu Ly thanh thiên tràng, tiến về Nam Thiên." truy cập haleji com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời mc ly cà phê nhé nam thiên quan trước hai vị thiên sư riêng phần mình điều binh khiển tướng song phương đại quân trận pháp thay đổi trong nháy mắt lấy trận phá trận lấy lực phá trận thương bình ẩn cùng mạnh vân quy đều là thuật số đại gia cũng là trận pháp đại gia fan này đấu pháp đó có thể thấy được song phương mạnh yếu thương bình ẩn thành danh cực sớm sớm tại long hán năm đầu hắn cũng đã thanh danh lên cao thậm chí tại đạo tổ khai sáng vĩ mô thuật số trước đó hắn tại trên thuật số cũng đã có chút thành tựu, lúc ấy hắn cũng đang nghiên cứu vĩ mô thuật số, chỉ là hắn phân thần đi nghiên cứu trận pháp, hành binh bày trận chi đạo tiến độ so đạo tổ muốn chậm một chút. về sau đạo tổ vĩ mô thuật số đại thành thương bình ẩn lúc này mới bị đạo tổ hạ thấp xuống, hắn cũng là nhân vật thiên tài, dựa vào chính mình trận pháp cùng thuật số tạo nghệ trở thành thiên đỉnh thiên sư thứ nhất, thiên đình các lộ đại quân trận pháp trận đồ đều cùng hắn có quan hệ lớn lao, nhưng mà long hắn phân ra lúc hắn tự mình xuất lĩnh đại quân tiến đến ngăn cản bắc đế huyền vũ thiên cung rời đi thiên đình lại gặp đến trọng thương bị long sơn tán nhân lấy lưu ly thanh thiên tràng bày trận đánh bại hắn bại một lần kia có thể nói là thất bại thảm hại thương bình ẩn đạo tâm bị hao tổn mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi khổ tư như thế nào phá giải lưu ly thanh thiên tràng đại trận thẳng đến nhạc đình ca quật khởi phá giải lưu ly thanh thiên tràng đại trận thương bình ẩn lúc này mới từ trong bóng tối đi ra nhưng mà lại đi đến nhạc đình ca trong bóng ma Nhạc đình ca thất thủ tại thái hư đằng sau, thương bình ẩn lại lần nữa trở thành thiên đình thiên sư thứ nhất, mà vào lúc này Mạnh Vân Quy quật khởi, có uy hiếp được địa vị của hắn xu thế. Mạnh Vân Quy từ trước tới giờ không hiển sơn lộ thủy, vẫn giấu kín trí tuệ cùng thực lực của chính mình, nhưng từ nó hành quân bày trận cùng thiên tôn thường xuyên tìm Mạnh Vân Quy, hỏi kế đến xem, Mạnh Vân Quy trí tuệ kỳ thật ở trên hắn. Nhưng là hai người một mực chưa từng có trực tiếp đạo sức, nam thiên hùng quan chi chiến, vẫn là bọn hắn lần đầu giao phong. Mạnh Vân Quy chiếm cứ địa lợi, Thương Bình ẩn thì chiếm cứ quân lực ưu thế. Dưới trướng hắn đại quân chính là trong Thiên Đình thập vệ thần võ nhị vệ, trải qua các loại chiến đấu, thần võ nhị vệ đều là trong bán thần nhất là siêu quần bạt tụy tồn tại, bất kỳ một người nào đều có thể trở thành Mạnh Vân Quy Vũ Hóa doanh thủ lĩnh. Thần võ nhị vệ trận pháp thôi động, thậm chí có thể chiến thiên tôn. Nhưng mà cùng Vũ Hóa doanh bực này nhị lưu thần ma đại quân va chạm, thần võ nhị vệ trận pháp uy lực căn bản là không có cách phát huy ra. Vũ Hóa Doanh trận pháp giống như là tận dụng mọi thứ, cắm vào thần võ nhị vệ trong trận thế, để trận pháp không cách nào vận chuyển, trận đồ khó mà vận hành. Thần võ nhị vệ trận pháp mỗi một loại biến hóa đều bị Vũ Hóa Doanh khắc chế. Thương Bình ẩn giỏi về đánh đường đường chính chính trận công kiên, gặp được Mạnh Vân Quy loại đối thủ này một thân bản lĩnh đều khó mà phát huy ra, nhưng mà thần võ nhị vệ thực lực thực sự quá mạnh, đơn thuần liều tiêu hao, Mạnh Vân Quy cũng không đấu lại hắn. Đây chính là Thương Bình ẩn nói tới đại thế chỉ cần vũ hóa doanh tướng sĩ không quyết tử thương hắn hay là sẽ đạt được thắng lợi nhưng vào lúc này đột nhiên mạnh vân quy vươn người đứng dậy từ trên cổng thành bay xuống hoành thân cắt vào vũ hóa doanh trong trận đồ thương bình ẩn cười ha ha lắc đầu chủ tướng tự mình vào trận sao mà ngu xuẩn người tiến vào trong trận chính là trong trận quân cờ không cách nào quan sát đại cục tùy thời tùy chỗ làm ra trận pháp biến hóa mạnh vân quy người mạnh nhất chính là trận pháp biến hóa mà bây giờ lại phải bỏ qua sở trường này, biến thành một kẻ dũng phu, ngươi thẹn là thiên sư. Hắn lập tức điều khiển thần võ nhị vệ trận đồ, lấy trận pháp biến hóa vây chết Vũ Hóa Doanh, nhưng mà Vũ Hóa Doanh trận pháp cũng tại đồng thời biến hóa, vẫn như cũ gắt cao khống chế lại thần võ nhị vệ trận đồ, để nó khó mà biến trận. Cho dù thương bình ẩn cưỡng ép biến trận, cũng sẽ lập tức liền bị Vũ Hóa Doanh khắc chế. Mạnh Vân Quy cũng là một cái đế tọa cảnh giới đại cao thủ, tại trong trận đồ như cá gặp nước, chém giết thần võ nhị vệ đại tướng để thần võ nhị vệ xuất hiện thương vong không đúng hắn tại trong trận pháp không cách nào nắm toàn bộ toàn cục hắn là như thế nào nhìn ra ta trận pháp biến hóa thương bình ẩn sắc mặt trầm xuống thầm nghĩ mà lại thân ở trong trận hắn như thế nào điều động vũ hóa doanh tất cả tướng sĩ làm đến điều khiển như cánh tay chờ một chút là duyên khang tam nguyên thần hội quyết sắc mặt hắn đại biến duyên khang biến pháp trong đó có một loại công pháp gọi là tam nguyên thần hội quyết là chiến trường đệ nhất kỳ diệu công pháp loại công pháp này điều binh khiển tướng nhất là mau lẹ lúc trước tại thái hư tri địa duyên phong đế cùng duyên khang quốc sư giang bạch khuê một cái hóa thành hòa thượng một cái hóa thành đạo nhân xuất lĩnh vô ưu hương đại quân cùng thiên đình đại quân mấy lần giao phong giết địch vô số thiên đình tứ đại thiên sư cùng tứ đại thiên vương đối với hai người này đau đầu dị thường cuối cùng là mạnh vân quy khám phá hai người hư thực phá duyên phong đế đại trận truy sát duyên phong đế mấy vạn dặm kém chút đem hòa thượng đầu chọc kia chém giết. Lúc đó, Mạnh Vân Quy có thể phá trận chính là mệnh mật thám tiến về duyên khang, học lén Tam Nguyên Thần Hội Quyết, biết phá giải chi đạo. Hiển nhiên, Mạnh Vân Quy chẳng những phá giải Tam Nguyên Thần Hội Quyết, đồng dạng cũng học xong Tam Nguyên Thần Hội Quyết. Tam Nguyên Thần Hội Quyết, ta không biết nó công pháp, phá giải không được. Nhưng là Mạnh Vân Quy có thể nắm giữ toàn cục, nói rõ hắn nhất định có tai mắt ở bên ngoài, nhìn chăm chú lên chiếm tình hình chiến đấu. Thương Bình ẩn thông minh hơn người lập tức bốn phía nhìn lại, ánh mắt lập tức rơi vào Nam Thiên Hùng quan quan trước, nơi đó có một mặt hình bầu dục nhô ra gương sáng treo ở quan trước. Thương Bình ẩn đưa tay mang tới thần cung, dương cung một tiễn vọt tới, gương sáng kia lập tức vỡ thành bột mịn. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lại lần nữa biến trận, vẫn là bị Mạnh Vân Quy khắc chế. Thương Bình ẩn nhíu mày, tiếp tục nhìn bốn phía, đột nhiên lại lần nữa dương cung, đem trên trời một vầng mặt trời bắn ra dập tắt. Mặt trời kia dập tắt, sắc trời trở nên lờ mờ không rõ, thương bình ẩn lại nhìn chỉ thấy trận pháp vẫn là bị mạnh vân quy áp chế hắn còn có mặt khác tay mắt thương bình ẩn chỉ tay một cái mi tâm mi tâm mắt dọc mở ra hướng thiên hà nhánh sông trong sông nhìn lại lập tức nâng lên chân phải một đòn nặng nề nước sông bốc lên trong sông bay ra từng đầu cá lớn màu bạc thương bình ẩn đem tất cả cá lớn màu bạc bắn giết những cá bạc kia nổ tung lên vỡ thành vô số linh kiện vậy mà đều là dùng thần kim thần thiết luyện sung làm mạnh vân quy tai mắt còn có mặt khác tai mắt thương bình ẩn mi tâm mắt dọc quang mang bắn ra bốn phía chợt quát một tiếng đem thần nhãn uy năng thôi phát đến cực hạn thấm nhuần hư minh chỉ gặp nam thiên hùng quan bốn phía trong hư không từng mặt tấm gương treo cao thương bình ẩn đem những gương sáng này bắn nổ lập tức nhìn xuống dưới chỉ gặp trong u đô từng cái to lớn ma thần ánh mắt bị người luyện chế thành bảo sâu kín nhìn chăm chú lên nơi này mạnh vân quy ngươi không hổ là kình địch của ta thương bình ẩn ngón trò tay phải trên không trung phi tốc huy động vẽ ra một đạo u đô đại đạo phù lục khắc ở trên thần cung dương cung một tiễn mũi tên vọt tới đem những ma thần chi nhãn kia bắn nổ hiện tại mạnh vân quy hết thảy bố trí đều đã bị hắn trừ bỏ thương bình ẩn rốt cục có thể yên lòng nhưng vào lúc này đột nhiên trong quan một mảnh thương vân bay lên trong mây là vô số quái trùng đầu to thân thể nhỏ trên đầu mọc ra vô số mắt kép ong ong bay lên những quái trùng kia mắt kép chiếu dọi xuất chiến trận tình cảnh rõ mồn một trước mắt thương bình ẩn mở to miệng một ngụm thần hỏa phun đi, tất cả quái trùng bị thiêu đến không còn một mảnh. Mạnh Vân Quy thầm than một tiếng, thời gian của hắn quá ngắn, binh lực quá yếu, không có chuẩn bị cần nhiều thủ đoạn hơn nữa, nếu như cho hắn thời gian, hắn thông dong bố trí, tuyệt đối có thể cho Thương Bình Ẩn không phá được. Hắn hiện tại đã mất đi đối với toàn cục khống chế, dáng chống đỡ xuống dưới, tất nhiên sẽ toàn quân bị diệt. Mạnh Vân Quy tự mình đoạn hậu, rút lui hướng Hùng Quan, Thương Bình Ẩn thừa thắng xông lên, một đường truy sát đến Hùng Quan dưới đột nhiên trong quan vô số tinh kỳ tung bay, trận pháp nghiêm chỉnh. Thương Bình ẩn trong lòng giật mình, vội vàng hạ lệnh ngừng quân, để phòng bất chắc, Mạnh Vân Quy thừa cơ vào thành. Mạnh Vân Quy lần này tiến về Nam Thiên, xuất lĩnh bao nhiêu người. Thương Bình ẩn gọi một người, dò hỏi. Tướng sĩ kia nói, hồi thiên sư, Mạnh Vân Quy lần này xuất lĩnh 100.000 vũ hóa doanh tướng sĩ, mặt khác đại quân một cái không mang. Tòa quan này, là một tòa thành không? Thương Bình ẩn nhãn tình sáng lên, nghiêm nghị nói, đánh vào trong thành. Oanh! Nhìn như vô cùng hùng vĩ nam thiên quan tại thần võ nhị vệ thế công dưới, ẩm vang sụp đổ. Trong thành, Mạnh Vân quy thở dài một tiếng, quát, vừa lui vừa chiến, tử thủ nam thiên. Vũ hóa doanh tướng sĩ đẫm máu chém giết, nhưng mà đối mặt thần võ nhị vệ cường hãn võ lực, bọn hắn thương vong càng ngày càng nhiều. Mạnh Vân quy bên người, từng cái thân ảnh quen thuộc ngã xuống, như hắn nói, bọn hắn nhất định sẽ bại, không có nửa điểm hy vọng chiến thắng, hắn cho dù sớm đã dự liệu được sẽ là kết cục này, nhưng tận mắt nhìn đến, trong lòng vẫn như cũ là một mảnh bi thương. Thần võ nhị vệ chiến trận uy lực đã dần dần bộc phát ra, uy lực càng ngày càng mạnh, mỗi một lần công kích đều để bên cạnh hắn ngã xuống mấy trăm người, chiến trận những nơi đi qua, núi đổ dạp, trời sập hỏng, nhật nguyệt vô quang. Những ngày này chém giết, thần võ nhị vệ ưu thế bị thương bình ẩn phát huy ra làm bán thần, nhục thân cường hoành, chiến đấu không biết mỏi mệt, lại thêm thần võ nhị vệ tướng sĩ tu vi cực cao, đã đem Vũ Hóa Doanh tướng sĩ kéo đổ. Tái chiến tiếp, Vũ Hóa Doanh tính cả Mạnh Vân Quy, chắc chắn là kết quả toàn quân chết hết. Rốt cục, thần võ nhị vệ trận đồ bị thôi phát đến cực hạn, từng luồng từng luồng đế uy từ trong trận đồ phóng lên tận trời, giống như là từng tòa thiên cung sát nhập, hợp thành 18 tòa thiên cung đại thiên đình trận thế. Mạnh Vân Quy sắc mặt thảm đạm, đây là bọn hắn tứ đại thiên sư hợp lực khai sáng ra trận đồ trong tứ thiên sư hắn cư công trí vĩ cống hiến trận đồ hơn phân nửa cấu tạo đang đuổi giết vô ưu hương một trận chiến hắn bằng vào trận này lực áp lãng uyển giết không biết bao nhiêu vô ưu hương tướng sĩ khiến cho vô ưu hương tứ đại thiên sư liên thủ đối trọi mới có thể ngăn ở thiên đình thế công song lần này hắn cùng hắn vũ lâm quân muốn chôn vùi tại chính hắn thiết kế ra vũ khí phía dưới hắn quay đầu nhìn một chút nam thiên trong lòng mờ mịt ta không nên nghe ngọc thần tử lời nói không nên nghe mục thiên tôn mà nói mộng tưởng hắc hắc hắn đột nhiên tinh thần phấn chấn tất cả pháp lực bộc phát lôi cuốn lấy vũ hóa doanh còn sót lại tất cả tướng sĩ nghiêm nghị nói chúng huynh đệ theo ta chịu chết các ngươi có thể nguyện đây là chúng ta may mắn từng tiếng cười to vang lên trong trận thế thần quang ngút trời mà lên từng cái thân ảnh cùng hắn đứng chung một chỗ nghênh tiếp thần võ nhị vệ thương bình ẩn thấy thế lắc đầu không biết tự lượng sức mình hai tòa đại trận va chạm, vũ hóa doanh sắp bị hoàn toàn bao phủ, đột nhiên, một cây thô to không gì sánh được ngọc trụ xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống, bịch một tiếng cắm ở hai tòa đại trận trung ương, nện đến bùn đất núi đá bốn phía bay đi. Ngọc trụ dưới, một đại hán đầu rồng mai rùa dùng sức xoay tròn ngọc trụ, 28 trọng chư thiên lập tức gào thét bành trướng, vô số trọng bảo xuất hiện tại trong 28 chư thiên, trọng bảo quang mang bắn ra bốn phía, đem thần võ nhị vệ trận thế phá vỡ trăm 000 thần ma đại quân bị tại chỗ tung bay ra ngoài. 28 chư thiên thứ tự giao thoa biến ảo, đem Mạnh Vân Quy, tính cả may mắn còn sống sót Vũ Hóa doanh tướng sĩ thu nhập trong chư thiên, Mạnh Vân Quy bọn người thân bất do kỷ, rơi vào trên từng kiện trọng bảo, kinh nghi bất định. Bọn hắn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới vẫn chưa có chết, ngược lại được cứu vớt, còn tốt cũng không tới chậm. Một cái thanh âm quen thuộc lọt vào thương bình ẩn trong tai, thương bình ẩn sắc mặt kịch biến, vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ gặp Ngọc trụ kia cùng 28 trọng chư thiên đỉnh, một thiếu niên đầu kỳ Lân thân người đứng ở nơi đó, quần áo phiêu diêu, Long Sơn tán nhân, Thương Bình ẩn thốt ra, chính là Long Mỗ. Long Kỳ Lân đứng tại chỗ cao nhất, hướng Thương Bình ẩn xa xa xem ra, mỉm cười nói, "Thương Bình ẩn, từ biệt 600.000 năm, chúng ta lại gặp mặt." Thiên Đình đại quân trùng trùng điệp điệp, lao tới nguyên giới, phía trước Thiên Hà chi thủy đã xuôi dòng mà xuống, chảy vào nguyên giới. Đột nhiên, giám thiên ti vội vã đến báo, nói, bệ hạ, nam thiên có dị tượng, quần tinh dao động, thiên hà chấn động, có chư thiên tạo ra, phẳng phất thiên hạ đệ nhất đến bảo lưu ly thanh thiên chàng dị tượng. Hạo thiên đế suy nghĩ một lát, nói, lưu ly thanh thiên chàng bị mục thiên tôn, tại tổ đình đại Hắc Sơn tế luyện mấy chục năm, xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không thể coi là thiên hạ đệ nhất trí bảo. Uy lực vượt qua nó bảo vật vô số kể, bất quá lưu ly thanh thiên chàng đến nam thiên, chỉ sợ thương bình ẩn ngăn cản không nổi truyền ta chi mệnh lấy Bắc Thiên Vương Dực La Thiên sư thứ ba Bạch Ngọc Quỳnh mang theo Nam Thiên môn tiến về Nam Thiên chấn áp mạnh Vân Quy cùng một đám phản tặc hắn nghĩ nghĩ nói phân phó Dực La coi chừng Bạch Ngọc Quỳnh nếu có dị động thôi động Nam Thiên môn trực tiếp chấn sát đi xuống đi Thương Bình ẩn lại gặp được Long Sơn tán nhân đạo tâm của hắn cơ hồ tại chỗ tan rã hắn còn nhớ rõ năm đó Bắc Thiên Hà Huyền Vũ Thiên cung trận chiến kia đó là hắn đời này lớn nhất tan tác hắn xuất lĩnh thiên hà thủy sư, thần võ nhị vệ cùng bắc lạc sư môn, lại bị Long Sơn tán nhân lấy lưu ly thanh thiên tràng. Trận pháp đánh cho quân lính tan rã, tử thương chi thảm trọng, để bốn nhánh đại quân này cơ hồ từ trong thiên đình xóa tên, cũng làm cho hắn mấy chục vạn năm không gượng dậy nổi. Bàn tay của hắn cũng có chút run rẩy. năm đó Long Sơn tán nhân trận pháp tại hiện tại xem ra, hay là rất thô giáp, trải qua 600.000 năm qua phát triển, trận pháp cùng thuật số cũng tại tiến bộ, hiện tại thương bình ẩn đã có thể thong dong phá giải Long Sơn, tán nhân năm đó, trận pháp. Nhưng là, Long Sơn tán nhân sẽ không có tiến bộ sao? Người tài trí nghịch thiên cấp độ kia, 600.000 năm qua tiến bộ nên kinh khủng bực nào? Mạnh Vân Quy ngước đầu nhìn lên đứng tại 28 trọng chư thiên đỉnh Long Kỳ Lân, trong lòng tràn đầy tôn sùng cùng kính sợ. Ai mới là thiên đỉnh thiên sư thứ nhất, cho tới nay đều không có kết luận, có người nói thương bình ẩn vạn cổ trường thanh. Là thiên đỉnh thiên sư thứ nhất, cũng có người nói nhạc đỉnh ca kinh tài tuyệt diễm, chí lực viễn siêu thương bình ẩn cũng có người nói mạnh vân quy thanh xuất vu lam nhưng đối với thiên hạ thiên sư thứ nhất nhưng không có loại tranh luận này thiên hạ thiên sư thứ nhất chỉ có một người đó chính là tại long hán thời đại vang danh thiên hạ lại đột nhiên biến mất long sơn tán nhân long sơn tán nhân có thể nói là trong lịch sử tất cả thiên sư trong lòng vị thần này cái tên này liền đại biểu cho vô địch u minh thái tử trong lòng lại có chút lo sợ thương bình ẩn cùng mạnh vân quy không biết năm đó trận chiến kia chuyện ẩn ở bên trong mà hắn lại biết nhất thanh nhị sở năm đó là tần mục mượn long kỳ lân cùng thương bình ẩn đối chọi đem thương bình ẩn tính cả thần võ nhị vệ thiên hà thủy sư cùng bắc lạc sư môn đánh cho thất bại thảm hại thành toàn long kỳ lân bất thế uy danh mà bây giờ người tới chỉ là long kỳ lân ra hỏa cả lơ phất phơ này hào nhoáng bên ngoài long kỳ lân thật sự có thể đánh bại thương bình ẩn duy trì chính mình thần thoại bất bại trong lòng của hắn quả thực không có lực lượng long kỳ lân cũng không có bao nhiêu lực lượng Tuy nói hắn những năm này khổ nghiên thuật số cùng trận pháp chi đạo, tạo nghệ cao thâm, xa không phải năm đó có thể so sánh, nhưng là cùng thương bình ẩn bực này kinh nghiệm xa trường thiên sư đối đầu, hắn vẫn còn có chút tâm thần bất định, không thể mất mặt chính ta. Long Kỳ Lân âm thầm cho mình động viên, ta mấy năm nay học tập trận pháp chi đạo, mặc dù so ra kém giáo chủ, nhưng duyên khang trận pháp muốn thắng qua thiên đỉnh những đồ nhà quê này không biết bao nhiêu. Càng thêm mấu chốt chính là, Lưu Ly Thanh Thiên Tràng trải qua mù lão gia cùng câm điếc lão gia một lần nữa rèn đúc, thắng qua lúc trước đếm không hết. Trận chiến này, ta có thể thắng. Tâm hắn niệm khẽ động, lập tức khởi động lưu ly thanh thiên tràng. Chỗ ở trong lưu ly thanh thiên tràng vũ hóa, doanh tướng sĩ lập tức cảm giác được trong 28 trọng chư thiên, trận thế biến hóa, thân bất do kỷ bị trận pháp mang theo, riêng phần mình pháp lực tràn ra, cùng từng tòa trận thế tương liên, theo trận pháp biến hóa mà biến hóa. Cùng lúc đó, bọn hắn cảm giác được mình cùng từng kiện trọng bỏ tương liên, nắm trong tay lớn lao lực lượng, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nhưng mà đồng dạng thân ở 28 trong chư thiên mạnh vân quy lại có chút trần chờ vũ hóa doanh các tướng sĩ nhìn không ra, mà hắn thì có thể nhìn ra được Long Sơn, tán nhân tại trận pháp biến hóa trên có chút sáp trệ. Long Sơn tán nhân mấy chục vạn năm không ra, hơn phân nửa là có chút lạnh nhạt. Mạnh vân quy trong lòng khẽ nhúc nhích, ta trước giúp hắn làm quen một chút trận thế biến hóa, tất nhiên có thể cho hắn một lần nữa quen thuộc đứng lên hắn thần thức ba động hóa thành thanh âm tại long kỳ lân trong đầu vang lên chỉ điểm long kỳ lân như thế nào biến hóa trận thế long kỳ lân thôi động lưu ly thanh thiên tràng hướng thần võ nhị vệ đánh tới có mạnh vân quy chỉ điểm hắn dần dần trầm tĩnh lại trận pháp vận chuyển càng ngày càng linh hoạt thiên đình đại quân minh lâm nguyên giới đợt thứ nhất tiền trạm bộ đội đã tiến vào nguyên giới bắt đầu thăm dò tính tiến công mục đích là thăm dò ra nguyên giới phòng ngự điểm yếu kém nguyên giới cương vực rộng lớn phụ cận có vô số kể trừ thiên thế giới năm đó nguyên giới có thể dung nạp long hán tiêu hán long tiêu ba cái thiên đình thiên đình quân lực đặt ở nguyên giới chỉ là giọt nước trong biển cả mà duyên khang cùng vô ưu hương phòng ngự cũng không thể nào làm được chú đáo bởi vậy từ điểm yếu kém tiến công là nhất dùng ít sức đường tắt giết vào nguyên giới thần ma tiền chạm bộ đội bốn chỗ rong ruổi cướp bóc đốt giết duyên khang cũng không chiếm lĩnh toàn bộ nguyên giới trong nguyên giới còn có to to nhỏ nhỏ thần quốc những thần quốc này cũng không phải là duyên khang lãnh địa, có chút hay là địch quốc, lúc này hướng thiên đình đội tiền chạm đầu hàng. Có chút thì là duyên khang nước phụ thuộc, một bên ra sức chống cự, một bên hướng duyên khang cầu viện, cũng không ít tiểu quốc nghe tiếng mà hàng, không làm bất kỳ kháng cự nào. Thiên đình chủ lực còn chưa đi vào nguyên giới, nguyên giới cũng đã có một phần ba cương vực rơi vào thiên đình chi thủ. Khi thiên đình chủ lực đại quân xuất hiện trên bầu trời nguyên giới thời điểm, nguyên giới hàng rào thế giới trực tiếp bị đè sập, giống như là trứng ga bị lột ra vỏ trứng, Bại Lộ tại Thiên Đình Đại Quân trước mặt, từng tòa vàng son lộng lẫy Thiên Cung phiêu phù ở trên bầu trời, vô số thần ma sừng sững tại trên đám mây, Thiên Đình thần ma thỏa thích phát tiết mười mấy năm qua đi đường mang tới cảm xúc, lôi công điện mẫu lôi âm thiểm điện răng rắc răng rắc từ trên bầu trời rơi xuống, đem phía dưới chém thành từng mảnh từng mảnh đất khô cằn. Thiên Đình từng đạo từng đạo thần ma đại quân tiến vào chiếm giữ từng cái thần quốc, những thần quốc kia lập tức gặp nạn, Thiên Đình quân đội lặn lội đường xa, những thần ma này một bụng một ngạt không chỗ phát tiết đến nguyên giới rốt cục có phát tiết cơ hội tự nhiên muốn làm mưa làm gió không thiếu có cướp bóc đốt giết khi nam phách nữ sự tình phát sinh có chút tướng sĩ còn đem người tẩy sạch đem rất nhiều thành thị tiêu diệt chém giết những thần quốc này cư dân dùng đầu lâu của bọn hắn đến sung làm chiến công thậm chí tẩy sạch nguyên giới thần quốc quốc khố thậm chí tiến vào thần quốc hoàng đế hậu cung đem hoàng đế giết ngày đêm ở trong hậu cung vui đùa thiên đình các lộ chủ tướng đối với cái này đều mở một con mắt nhắm một con Lần này thảo phạt nguyên giới, các tướng sĩ cần phát tiết một phen, nếu không dễ dàng sinh biến, bởi vậy tùy ý bọn hắn hồi nháo. Qua hơn 10 ngày, Hạo Thiên Đế hạ chỉ, phân phó nói, để bọn hắn không nên nháo đến quá đáng. Các lộ chủ tướng lĩnh chỉ, hạ lệnh chỉnh đốn quân sự, lúc này mới an phận một chút. Trải qua lần này tẩy sạch, các lộ quân hầu đều vơ vét rộng lượng tài phú, đồ quân nhu lương thảo nô lệ đều có, tất cả đều vui vẻ, chỉ là những thần quốc đầu hàng thiên đình kia thì là một mảnh hỗn độn. Trên cơ bản nước mất nhà tan. Đợi tu chỉnh mấy ngày sau, Hạo Thiên Đế hạ chỉ, Bắc Thiên Hắc Đế, xuất lĩnh Bắc Thiên 40 đường quân hầu, từ phía Bắc Nguyên giới khảm địa tiến quân. Lúc đầu Bắc Thiên Hắc Đế âm thiên tử đã chết, trong ngũ đế nội tọa niên quan hà kế nhiệm Hắc Đế chức, lúc này xuất lĩnh Bắc Thiên Tam Ly cung, Hồ Qua, Bại Qua, Tả Kỳ, Hà Cổ, Thiên, Hữu Kỳ, Thiên Kê, Lũy Bích trận các loại 40 đường quân hầu, tiến công phía Bắc Nguyên giới khảm địa Băng Nguyên. Ma tổ đại hắc thiên nghe hỏi, lúc này xuất lĩnh ma tổ đại quân tiếp ứng, cùng niên quan hà hội sư tại khảm địa băng nguyên bên ngoài. Hạo thiên đế lại hạ chỉ, nam thiên xích đế, xuất lĩnh nam thiên 39 đường chư hầu, thảo phạt nam hải. Xích đế tề hạ du lĩnh chỉ, xuất lĩnh thường trần, lang tướng, thái tôn, tam đài, bắc thà, ngũ chư hầu, thiên tôn, tư quái, thủy phủ, tứ độc các loại 39 đường quân hầu, tiến đánh nam hải. Xích Hoàng, Minh Hoàng lập tức xuất binh, cùng Xích Đế Tề Hạ Du đối trọi, song phương ở trên biển kéo ra trận tuyến. Hạo Thiên Đế chuyển lệnh, Đông Thiên Thanh Đế xuất lĩnh Đông Thiên 60 đường quân hầu, từ Đông Hải tiến công. Đông Thiên Thanh Đế đóng quân tại Đông Hải, xuất lĩnh Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, trận xa các loại 60 đường quân hầu, ở trên biển đâm xuống trận doanh. Hạo Thiên Đế chuyển lệnh, Tây Thiên Bạch Đế. Xuất lĩnh Tây Thiên 27 đường quân hầu, tiến đánh Tây Thổ, Tây Thiên Bạch Đế lúc này tiến vào chiếm giữ thượng thương, xuất lĩnh thiên hoàng, quyển thiệt, thiên quan, thiên nhai, nguyệt, tham kỳ, cửu du, cửu châu các loại 27 đường quân hầu, từ thượng thương tiến đánh Tây Thổ. Tam Thiên Vương, Lưỡng Thiên Sư, Bát Vệ, Thất Công, Tứ Tể, Tam Sư, Nhị Phụ, Ngũ Đế Tọa, Ngũ Đế Nội Tọa mấy người các lộ quân hầu, thì xuất lĩnh thiên đình bản bộ binh mã, từ đó đừng bắt đầu tiến công, hạo thiên đế tự mình tọa chấn trong tam sư thiên hà thủy sư thì chiếm cứ thiên hà dẫn đầu công hướng chiếm cứ tại nguyên giới trung thổ lệch bắc vô ưu hương tần mục đi vào tổ đình đại hắc sơn xác định thế giới thụ tại trong vũ trụ vị trí lại ngựa không dừng vó chui vào u đô thẳng đến quy khư đại uyên mà đi thương quân giấu ở trong cái bóng của hắn dò hỏi thất công tử dưới thế giới thụ người kia là ai hắn gọi hư sinh hoa tần mục cười nói thực lực của hắn rất mạnh a à? thương quân nói thực lực của hắn bây giờ khó mà nói nhưng là hắn nếu như thành đạo thực lực liền khó nói ta xem hắn tu luyện pháp môn cùng lúc trước thành đạo pháp đều có chỗ khác biệt hắn giống như là tại phân tích thế giới thụ sau đó chuẩn bị chính mình tu thành chính mình thế giới thụ làm như vậy tựa hồ không cần đem đại đạo của mình ký thác hư không tần mục gật đầu nói hư huynh cùng lam ngự điền bọn hắn đang lộng con đường thành đạo này thương quân trầm mặc một lát nhịn không được hỏi nếu như bọn hắn thành đạo không cần ký thác hư không phải chăng liền có thể tránh cho bởi vì kẻ thành đạo quá nhiều, mà đè sập trung cực hư không rồi. Tần mục cười nói, bọn hắn là có quyết định này. Còn phải chăng có thể tránh cho trung cực hư không sụp đổ, chúng ta còn không có nắm chắc. Thương quân lại lần nữa trầm mặc, qua thật lâu, mới nói, ta cảm thấy, đường bọn hắn đi mới là chính đạo. Tần mục quay đầu, thương quân tại hắn trong bóng tối đôi mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên đang suy nghĩ chính mình thành đạo dẫn đến kỷ thứ 16 hủy diệt sự tình. Lấy giết thành đạo thương quân, đã không có lúc trước có can đảm chém giết hết thảy nhuệ khí hắn tại gặp được hư sinh hoa thành đạo pháp đằng sau trong lòng rung động càng lớn dẫn đến hắn càng thêm bản thân hoài nghi hoài nghi mình con đường bản thân hoài nghi sẽ dẫn đến trên đạo tâm bản thân phủ định đối với đạo cảnh ảnh hưởng cực lớn thực lực tu vi thậm chí sẽ không tiến ngược lại thụt lùi thế giới thụ thành đạo pháp là đại đạo ký thác bản thân tần mục tiếp tục tiến lên thản nhiên nói đạo cảnh thành đạo pháp là đại đạo ký thác hư không hai loại thành đạo Pháp mặc dù có khác nhau, nhưng cũng không có nghĩa là một loại khác thành đạo Pháp chính là sai. Thương quân, ngươi nếu là tiếp tục hoài nghi mình con đường, tu vi thực lực của ngươi liền sẽ không ngừng suy yếu, cuối cùng biến thành phế nhân. Vũ trụ này, cần hư sinh hoa ký thác bản thân, cũng cần ngươi ký thác hư không. Thương quân đạo tâm đình chỉ sụp đổ, tiếp tục yên lặng theo hắn. Đến quy khư đại uyên, tần mục xác định đại uyên cụ thể phương vị, lập tức bay lên, mang theo thương quân tiến vào trung cực hư không hiện tại có thế giới thụ cùng quy khư đại uyên hai cái tọa độ hắn liền có thể xác định thái dịch trên địa lý đồ tiêu ký hết thảy đạo thụ phương vị hắn triển khai thái dịch địa lý đồ tiêu ký ra thế giới thụ cùng quy khư đối ứng phương vị lập tức nhắm mắt lại trong đầu của hắn thái dịch địa lý đồ hình ảnh vô hạn trải rộng ra cùng trung cực hư không tương liên từng tòa đại la thiên cùng đạo thụ lần lượt lạc ấn tại trong đầu hắn trên trung cực hư không một con đường rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn thái dịch trên địa lý đồ Thái dịch phương vị cùng trung cực hư không tương ấn, thái dịch bị giam giữ trì địa, rốt cục bị hắn tìm ra. Công tử cảm ứng được sao? Thương quân đột nhiên nói, có người ở trong trung cực hư không thành đạo. Tần mục trong lòng giật mình, vội vàng mở to mắt, ý của ngươi là, có người tại ký thác trung cực hư không? Điều đó không có khả năng. Hắn khẽ nhíu mày, thế gian này, không có người so ta càng tiếp cận đạo cảnh tầng thứ 36. Kế tiếp kẻ thành đạo, Tất nhiên là ta, nhưng ta không có khả năng đi lạc ấn hư không con đường này. Trừ phi người này không phải tới từ vũ trụ này." Thương Quân trầm giọng nói, "Ta cảm ứng được đến từ kỳ thứ 16 khí tức, tồn tại ngay tại kỳ thác đại đạo này là kỳ thứ 16 một vị kẻ thành đạo." Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, "Hạo Thiên Tôn, ngươi khiến ta thất vọng, ngươi vẫn là đi mượn tam công tử tứ công tử lực lượng." "Thương Quân, ngươi nếu có thể cảm ứng được kẻ thành đạo này, như vậy có thể hay không cảm ứng được hắn ở nơi nào?" Thương quân gật đầu, ý của công tử là Người thành đao này cùn, ta cần đem ngươi mài đến sáng bóng. Tần mục mỉm cười, ngươi có lòng tin chém giết vị tiền sử khách đến thăm này sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thương quân hoàn toàn chính xác cùn, không chỉ có đao cùn, đạo tâm của hắn cũng cùn. Nhưng là nghe được tần mục nói chém giết tiền sử khách đến thăm, đạo tâm của hắn lại lại lần nữa sắc bén. Tần mục cảm nhận được chính mình, trong bóng tối đao mang cùng sát ý sắc bén vô địch kia, không chỉ có lộ ra vẻ tươi cười. Thương quân bởi vì chính mình thành đạo đè sập trung cực hư không mà ái náy tự trách, lâm vào trong bản thân phủ định, hắn hận chính mình, hận đến cực sâu. Nhưng là hắn càng hận hơn kẻ thành đạo tiền sử. Không có địch nhân thời điểm, đao của hắn thương mình, từng đao từng đao các đạo tâm của mình. Nhưng khi địch nhân đến thời điểm, đao của hắn liền sẽ đối ngoại, hắn thương chính mình có bao nhiêu hung ác, đả thương địch thủ người liền sẽ ác hơn. Trung cực hư không, linh quan điện chủ lấy tự thân đại đạo cưỡng ép lạc ấn hư không, hắn đại la thiên ngay tại trong quá trình hình thành, cái gọi là đại la thiên, nhưng thật ra là lấy tự thân đại đạo đi tìm hiểu thiên địa, tạo nên thiên địa, từ đó hóa thành chư thiên. Đại la thiên là đạo hình thái, bất luận một loại nào đại đạo, đều là đối với vũ trụ giải thích, đối với đạo lĩnh ngộ càng nhiều, càng sâu, dùng đạo diễn hóa thiên địa liền càng là hoàn chỉnh, càng là chân thực, tỉ như kiếm đạo, Khai Hoàng kiếm đạo tu luyện tới tầng thứ 36 cảnh giới lúc, lấy kiếm đạo đến diễn hóa kiếm đạo Đại La Thiên, trong Đại La Thiên có sơn thủy cây cối chim thú trùng cá nhật nguyệt tinh thần, tựa như một cái thế giới chân thật. Nhưng mà Khai Hoàng tại thế giới chân thật thi triển ra hắn kiếm đạo Đại La Thiên lúc, kiếm đạo Đại La Thiên chỉ là một loại thần thông, sử dụng tới sau liền sẽ tiêu tán. Nhưng là trung cực hư không đặc tính khác biệt, nơi này có thể lạc ấn đại đạo của mình, đem trung cực hư không tạo thành đạo hình thái, sẽ không tiêu tán. Loại lạc ấn này không cần cưỡng ép thôi động đại đạo đi cải biến trung cực hư không kết cấu, chỉ cần ở chỗ này in dấu lên đạo của chính mình, trung cực hư không liền sẽ tự nhiên mà vậy phát sinh cải biến, hóa thành đại la thiên. Linh quan điện chủ thành đạo chi lộ là hai con đường, một con đường là đạo cảnh thành đạo, con đường này là di la cung chính thống chi lộ, lĩnh hội đạo cảnh mà thành đạo, đại la thiên hoàn mỹ nhất. Hắn có thể trở thành 72 điện điện chủ một trong, dựa vào là chính là đạo cảnh thành đạo. Hắn đã làm được bốn lần đạo cảnh thành đạo, tu thành ba viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa, tu vi không gì sánh được hùng hậu. Hắn mỗi cái kỷ vũ trụ tu luyện một loại đại đạo, bây giờ đã tu thành bốn loại đại đạo, bốn loại đại la thiên cảnh, chỉ là loại thứ tư lúc, thời gian quá ngắn. Hắn chưa từng tu luyện ra đạo quả kỷ vũ trụ thứ 16 liền tan vỡ. Một con đường khác thì là lấy lực thành đạo. Lấy lực thành đạo con đường tu hành là Ngọc Kinh thành hệ thống. Tu luyện Ngọc Kinh thành 72 điện, lĩnh hội 7 vị công tử thành đạo Pháp cùng Di La Cung chủ nhân thành đạo Pháp, mượn tổ đình ngọc kinh thành cùng di la cung lực lượng đến đề thăng tự thân thực lực tu vi dùng cái này lạc ấn trung cực hư không lấy lực thành đạo tốc thành so đạo cảnh thành đạo muốn lại càng dễ tu luyện nhưng cũng không phải là chính tông có tai họa ngầm dễ dàng bị di la cung bảy vị công tử chỗ kiềm chế nhưng là đối với di la cung điện chủ mà nói tai họa ngầm cũng không tồn tại dù sao bọn hắn đều là bảy vị công tử bộ hạ di la cung chủ nhân không xuất hiện thời điểm bọn hắn cần nghe theo bảy vị công tử điều khiển linh quan điện chủ hai loại thành đạo pháp cùng sử dụng, bởi vậy thành tựu cực cao. Hắn đại la thiên dần dần thành hình, tốc độ rất nhanh, so sánh làm từng bước tu luyện đại đạo mới, trực tiếp dùng tự thân đại đạo lạc ấn hư không đơn giản nhất, bất quá linh quan điện chủ tương đối lòng tham, lựa chọn bốn loại đại đạo cùng một chỗ lạc ấn. Bốn loại đại đạo tạo thành luyện đại la thiên đẹp đẽ tuyệt luân, không thể phá vỡ, chỉ cần lạc ấn thành công, trồng lên đạo thụ của mình, hắn liền coi như là tại vũ trụ này đứng vững bước chân. Nếu như lạc ấn hoàn thành, Đạo thụ cắm liền, hắn cho dù là bị người giết chết, thân tử đạo bất diệt, còn có thể từ trong đạo quả phục sinh, chỉ là nhục thân muốn so lúc trước nhục thân yếu đi rất nhiều. Duy nhất khó khăn chính là, hắn đạo thụ là vũ trụ quá khứ đạo thụ, trồng ở trong trung cực hư không của vũ trụ này sẽ có chút phiền phức, sẽ dẫn tới trung cực hư không chống cự, nhưng với hắn mà nói không phải đại sự. Rốt cục, hắn đại la thiên hoàn thành. Nhưng gặp tòa đại la thiên này hồng kim xanh đen bốn màu, đỏ như liệt hỏa, kim như hoàng kim, màu lam như trời, màu đen như mực. Bốn màu này, đại biểu cho hắn hỏa, kim, thiên, u bốn loại đại đạo thành tựu. Linh quan điện chủ tâm niệm vừa động, linh quan bảo điện bay ra, tòa đại điện này chính là hán lĩnh hội Di La, cung chủ nhân hồng mông phủ văn sở ngộ ra đại đạo thành tựu. Mặc dù không bằng bảy vị công tử bảo điện, nhưng cũng không thể coi thường. Trồng đạo thụ, bằng vào ta bảo điện đến chấn áp trung cực hư không phản kháng, cũng đủ rồi hắn đem bảo điện tế lên, treo tại trên đại la thiên của mình, lập tức đạo thụ hiển hiện, vô số cành sợi dễ bay múa, ở trong hư không du động, hướng đại la thiên rơi xuống. Nhưng vào lúc này, hư không bạo động, mỗi loại đạo quang từ trong hư không bắn ra, hướng hắn đạo thụ cùng đại la thiên đánh tới. Linh quan điện chủ thôi động bảo điện, ngăn cản trong hư không đại đạo xâm nhập, từng cái nhìn lại, cười nói, nguyên lai là thần thức chi đạo. Thần thức chi đạo là thái sơ chi đạo phân liệt mà thành, hẳn là có người tu thành thần thức đại la thiên, lạc ấn ở trong trung cực hư không ta cưỡng ép chồng đạo thụ bởi vậy gây nên trung cực hư không bạo động dẫn thần thức chi đạo đến công kích ta đột nhiên lại có một loại đại đạo quang mang phá không mà đến dung chuyển hắn bảo điện nhưng bị linh quan bảo điện ngăn lại linh quan điện chủ nhìn lại mỉm cười nhất khí đại la thiên đây là trong thái sơ chi đạo nhất khí chi đạo tính không được chân chính thái sơ chi đạo đối với ta cũng không có uy hiếp hai loại tiên thiên nhất khí nói rõ vũ trụ này có hai người tu luyện tiên thiên nhất khí thành đạo nhưng đạo vận không sâu, hẳn là lấy lực thành đạo. Hơn phân nửa là hạo thiên đế cùng vũ trụ này thái sơ. Xùi, một đạo kiếm quang phá không mà đến, chém về phía hắn đạo thụ, linh quan điện chủ tâm niệm vừa động, trong bảo điện đạo quang đại phóng, ngăn trở một kích này, cười nói, đây là hậu thiên chi đạo kiếm đạo. Chật chật, không nghĩ tới vũ trụ này như vậy nguyên thủy, cũng đã có sinh linh bắt đầu tự sáng tạo đại đạo, đồng thời tu luyện tới đại la thiên cảnh. Khó được, thật sự là khó được, Đáng tiếc người Lạc Ấn Đại La Thiên kiếm đạo, pháp lực không mạnh, không có tu thành đạo quả. Chỉ là bốn tòa Đại La Thiên, không làm gì được ta mảy may. Hắn yên lòng. Trung Cực hư không không có lực lượng, đối với hắn trồng đạo thụ chống cự chỉ là điều động Lạc Ấn Trung Cực hư không Đại La Thiên đại đạo lực lượng, hiển nhiên vũ trụ kỳ thứ 17 mặc dù phát triển 6 tỷ năm lâu, nhưng là đạo pháp thần thông còn rất rất lại phía sau. Vũ trụ này sinh linh mạnh nhất cũng bất quá vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến thành đạo, chỉ có bốn người thành đạo mà lại chỉ tu luyện đến trong đại la thiên cảnh đạo hoa cảnh giới, uy hiếp không được hắn. Hắn vừa mới thở phào một cái, đột nhiên lại là một cỗ đại đạo ba động đánh thẳng tới, linh quan điện chủ sắc mặt kịch biến, vội vàng đằng không mà lên, thả người rơi vào linh quan bảo điện trước. Hắn gầm thét liên tục, toàn lực thôi động bảo điện, nhưng gặp tia sáng kia mãnh liệt, lại là không gì sánh được cường đại, không gì sánh được khủng bố, một đợt trùng kích tới, hắn linh quan bảo điện mặt ngoài lập tức phát ra lốp bốc bạo hưởng một tiếng ầm vang từ đại la thiên trên không rơi hướng đại địa oanh đại la thiên bị bảo điện va chạm đất rung núi chuyển đại địa vỡ ra dãy núi đổ dạp kinh khủng trùng kích nhấc lên cuồng phong đem vừa mới cắm rễ xuống đạo thụ nhổ tận gốc đại la thiên bầu trời mặt trời trực tiếp dập tắt rơi vào đại địa nện đến đại la thiên rơi xuống nghiêng lệch mà trên bầu trời minh nguyệt thẳng chia năm xẻ bảy bị cỗ đại đạo kia trùng kích không còn sót lại chút gì hắn bảo điện thậm chí phát ra tiếng vang kéo kẹt kéo kẹt không ngừng có đạo thạch băng liệt khó có thể chịu đựng áp lực vô cùng kinh khủng kia cho dù là chiếc điện linh quan điện chủ cũng bị ép tới nhục thân không ngừng thu nhỏ khó mà ổn định thân hình thái dịch chi đạo ta quên đi người kia linh quan điện chủ thật dài hấp khí nhục thân mấy trăm khối xương cốt ngũ tạng lục phủ đại tràng ruột non mấy trăm khối cơ bắp thậm chí tóc da toàn bộ hóa thành từng tôn cổ thần hắn quá cổ xưa nhục thân từng cái bộ vị đã thành thần giờ phút này pháp lực toàn bộ điều động, quả nhiên là cường hoành đến cực điểm. Là người kia đại la thiên, cường giả vô danh cùng lão sư tranh đấu kia. Linh quan điện chủ nhục thân điên cuồng bành trướng, quát chói tai liên tục, mạnh đỉnh lấy thái dịch chi đạo kinh khủng này nghiền ép, trong thái dịch chi đạo sen lẫn tiên thiên nhất khí cùng thần thức chi đạo, cùng kiếm đạo, ở trên người hắn tạo thành từng đạo vết thương. Linh quan điện chủ phẳng phất giống như không phát hiện, nhục thân theo phá theo tụ, những vết thương này còn không làm gì được hắn, chỉ có thần thức chi đạo đánh vào trong đầu của hắn, sẽ cho hắn tạo thành khốn nhiễu không nhỏ. Nhưng hắn bốn kỷ vũ trụ thành đạo, đạo tâm chi vững chắc, liền xem như tu thành thần thức đại la thiên tồn tại đích thân tới, cũng khó có thể đối với hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Là người vượt qua 16 đầu hỗn độn trường hà kia, đi di la cung gặp lão sư vị cường giả kia. Hắn bị lão sư đánh vào kỷ thứ tư, đại công tử một mực tại tìm kiếm hắn, từ đầu đến cuối không có tìm tới, kỷ thứ 16 lúc mới tìm đến hắn, đem hắn chấn áp, linh quan điện chủ nhục thân tiếp tục bành trướng, nhục thân càng ngày càng mạnh, sau đầu từng cái từng cái đại đạo bay múa, thân hình dần dần từ bảo điện trước bay lên, bảo điện thì bị đại đạo của hắn quấn quanh, bảo điện uy năng thôi phát đến cực hạn, giống như hoàng trung đại lữ đạo âm chấn động không dứt. Ta quên đi, hắn là tại kỷ thứ 17 thành đạo, kém chút liền ăn thiệt thòi lớn. Trên đạo thụ, ba viên đạo quả bay lên, đạo hoa nở rộ, để linh quan điện chủ khí tức càng tăng vọt. Hắn đối cứng thái dịch chi đạo, đứng vững thân hình cả người trôi nổi đứng lên, lơ lửng ở đạo thụ của mình trên không. Ha ha cười nói, nếu như là thái dịch còn tại vũ trụ này, như vậy ta nhượng bộ lui binh, không lạc ấn trung cực hư không, không cắm đạo thụ. Nhưng là hắn đã bị đại công tử chấn áp, chỉ dựa vào hắn đại la thiên lạc ấn thái dịch chi đạo, cũng không làm gì được ta. Hắn lực khiêng năm loại đại la thiên đại đạo trùng kích, đạo thụ lại lần nữa cắm dễ xuống tới, lập tức hắn đại la thiên không còn sụp đổ, rơi xuống nhập vào đại la thiên trong lục địa mặt trời lại lần nữa thiêu đốt, từ từ bay lên kiều dương thắng lửa mặt trời mọc lúc đại la thiên đại địa một áng lửa đại địa lưu kim nhưng vào lúc này trên mặt đất màu vàng óng một bóng người chậm rãi đi tới đi tại trong lưu hòa của mặt trời thất công tử linh quan điện chủ sắc mặt đại biến đạo tâm rốt cục giao động ngay tại hắn đạo tâm giao động trong nháy mắt tần mục sau lưng trong bóng ma thật dài sát khí sôi trào trong chớp mắt sông đến linh quan điện chủ não hải sau một khắc hắn nhìn thấy một thân ảnh khác đã đến bên cạnh mình doanh tiêu sát khí cùng hắn trong đầu sát khí tương liên hóa thành đao trong tay người kia thân ảnh kia quay người cõng đao đao quang kết nối với hắn mi tâm chỗ sâu đại não hướng lên bốc lên linh quan điện chủ mi tâm vỡ ra nghiêm nghị nói thương quân thanh niên kia sát khí như vậy nồng đậm bước chân thác động quay chung quanh hắn trước trước sau sau đi lại cấp độ cực nhanh mỗi một bước rơi xuống chính là chém ra một đao đao quang như luyện quay chung quanh linh quan điện chủ xoay tròn không ngớt đột nhiên một đạo đao quang giống như tấm lụa hiện lên, từ bên trên hướng phía dưới bổ tới, răng rắc một tiếng vang thật lớn, linh quan điện chủ đạo thụ từ trung ương tách ra, hướng hai bên ngã xuống. Bành! Linh quan điện chủ chia năm xẻ bảy, lập tức bị năm loại đến từ trong hư không đại đạo nghiền ép xuống tới, bảo điện một tiếng ầm vang nện ở trên đạo thụ đổ dạp xuống. Thương quân tán đi sát ý, lui lại một bước, tránh đi dáng xuống linh quan bảo điện, ẩn núp sau lưng tần mục trong bóng ma thương quân hoàn toàn thu lại khí tức, hắn đứng tại tần mục trong bóng tối, phẳng phất không tồn tại đồng dạng. Ngay tại lúc hắn thu đao biến mất một sát na, linh quan điện chủ bảo điện ầm ầm chấn động, đại la thiên tại trong chấn động sụp đổ tan rã, bảo điện mang theo ba viên đạo quả một đóa đạo hoa, từ trong trung cực hư không cấp tốc rơi xuống, hướng nguyên giới phương hướng rơi xuống. Dưới tòa bảo điện kia, chỉ gặp linh quan điện chủ bị nghiền nát huyết nhục đang ngọ nguậy, bản thân gây dựng lại. Thương quân, ngươi hỏng đạo hạnh của ta, hủy nhục thân của ta, thù này ta tương lai tất báo. Linh quan điện chủ thanh âm truyền đến, nhục thể của hắn nhúc nhích, đột nhiên chia bốn cái bộ phận, riêng phần mình mang theo đạo quả đạo hoa, hướng phương hướng khác nhau bay đi. Thương quân từ tần mục trong bóng tối bay ra, đuổi sát linh quan điện chủ đầu lâu biến thành cổ thần mà đi. Cùng lúc đó, linh quan điện chủ bị bổ ra đạo thụ cũng thẳng bay lên, ý đồ đuổi kịp bảo điện. Tần mục bước chân khẽ động, rơi vào trong đó trên một nửa đạo thụ, đem nửa cây đạo thụ này chấn áp, lập tức sau lưng một tòa hỗn độn điện bay ra đem mặt khác nửa cây đạo thụ trấn trụ hai nửa đạo thụ chấn động từng cái từng cái đại đạo nổi lên cộng đồng hướng tần mục công tới thất công tử ngươi muốn đoạt đạo thụ của ta nằm mơ trong đạo thụ này truyền đến linh quan điện chủ đạo âm đạo thụ tựa như có sinh mệnh đại đạo đồng dạng thế công mãnh liệt đến cực điểm nhánh cây lá cây khẽ run lên chính là các loại thần thông đạo pháp công tới linh quan điện chủ nhục thân cứ việc bị hủy đạo quả đạo hoa che chở thân thể tàn phế bay đi nhưng hắn đạo thụ nhưng như cũ có được vô biên uy năng, vẻn vẹn là trong nhánh cành cành lá bắn ra thần thông, liền đủ để cho thiên tôn cũng nhìn mà than thở. Tần mục một tay cầm kiếm, một kiếm thường thường chém ra, kiếm quang những nơi đi qua, đạo thụ bắn ra hết thảy thần thông hết thảy bị cắt thành hai nửa. Đạo cảnh tầng thứ 33, thiên đô khai thiên thiên. Suy, một kiếm này chạm tại trên đạo thụ, uy năng bộc phát, linh quan điện chủ nửa cây đạo thụ lập tức đổ sụp, chỉ trong nháy mắt, liền đạo thụ liền hóa thành hỗn độn từ thái dịch đến thái cực diễn biến, lập tức đạo thụ triệt để tan rã, ở trong trung cực hư không hóa thành một mảnh hoàn chỉnh thiên địa. Lập tức vùng thiên địa tinh không này, tại trung cực hư không tác dụng dưới phi tốc bành trướng, đổ sụp, sắp hủy diệt. Tần Mục Linh thai thần tàng trải rộng ra, đem vùng thiên địa này dung nạp, quy khư đại uyên bản thân sụp đổ, rất mau đem đạo thụ biến thành thiên địa tính cả Tần Mục Linh thai, thần tàng cùng một chỗ thôn phệ. Ầm ầm, thần tàng của hắn lại lần nữa khai thiên tích địa, một lần nữa biến hóa ra. Tần mục ngẩng đầu, hồng mông tử khí mờ mịt, tràn ngập tại trong thần tàng. Nguyên thần, nhục thân của hắn hấp thu linh quan điện chủ đạo thụ biến thành hồng mông tử khí, không ngừng sinh trưởng, gây còm hai chân cũng dần dần phục hồi như cũ, nguyên thần cũng khôi phục lại giao trì cảnh tiêu chuẩn. Linh quan điện chủ một nửa khác đạo thụ kiệt lực đối kháng hỗn độn điện, ý đồ đào thoát, nhưng mà làm sao cũng trốn không thoát hỗn độn điện chấn áp. Tần mục đi ra phía trước, bắt trước làm theo, lại là một kiếm chém tới đem linh quan điện chủ một nửa khác đạo thụ phá hủy trước mở thành thiên địa lại thêm lấy hủy diệt diễn hóa hồng mông nguyên khí hắn hấp thu nửa cây đạo thụ này nguyên thần lại lần nữa trưởng thành ngắn ngủi một lát nguyên thần của hắn đã trưởng thành đến thiên hải cảnh tiêu chuẩn thương quân phi thân mà quay về dẫn theo linh quan điện chủ đầu lâu chỉ gặp linh quan điện chủ đầu lâu hai bên tóc mai như là phi dực hướng lên sinh trưởng mi tâm có con mắt thứ ba trong mắt có tiểu nhân đầu chim thân người như là kim ô cùng thái dương cổ thần có chút tương tự hắn còn mọc ra răng nanh những răng nanh kia lại cũng hóa thành từng tôn cổ thần hình thái rất là kỳ lạ tần mục kinh ngạc lần đầu nhìn thấy loại hình thái nhục thân cổ quái này linh quan điện chủ này đơn giản giống như là tập hợp một cái vũ trụ cổ thần làm một thể nhục thể của hắn tựa hồ tùy thời có thể lấy phân giải thành từng tôn cổ thần bất quá linh quan điện chủ đầu lâu đã bị thương quân giết chết những cổ thần này cũng đều đã tử vong thương quân thanh đao này thật sự là sắc bén vô song tần mục không khỏi tán thưởng đạo của thương quân chính là vì giết chóc mà tồn tại hắn mỗi một chiều mỗi một thức cũng là vì mau chóng diệt trừ đối thủ không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác không có bất kỳ cái gì trên lực lượng lãng phí cái này cùng với những đạo pháp thần thông khác khác biệt thiên hạ đạo pháp có rất ít chuyên môn vì sát sinh càng nhiều hơn chính là truy cầu đạo bản chất về phần thần thông uy lực như thế nào thì thường thường chỉ là dâu ria không đáng kể học để mà dùng thần thông chỉ là tác dụng của đạo cách dùng mà thôi mà thương quân sát đạo lại là chuyên môn vì sát sinh mà tồn tại nó đạo pháp thần thông hết thảy mục đích cũng là vì tại thời gian ngắn nhất dùng nhỏ nhất lực lượng xử lý đối thủ cái này ở trong mắt rất nhiều người là bỏ gốc lấy ngọn nhưng mà thực tế trong giao phong đạo hạnh cao hơn hắn đạo cảnh so với hắn sâu cũng có khả năng sẽ chết ở trong tay của hắn thương quân lại chấn kinh tại tần mục tại ngắn ngủi một lát này liền đem linh quan điện chủ đạo thụ hoàn toàn hủy diện chỉ là hắn mặc dù chấn kinh nhưng không có nói thêm cái gì giống linh quan điện chủ loại tồn tại cổ lão này rất khó bị giết chết lúc trước hắn có thể đánh lén thành công dựa vào là tần mục để linh quan điện chủ đạo tâm giao động bị hắn sát đạo đâm vào trong óc nếu như linh quan điện chủ đạo tâm không hề động giao động cho dù hắn có thể ám sát thành công chỉ sợ cũng là lấy mạng đổi mạng hạ tràng mà lại coi như hắn hao tổn tính mệnh linh quan điện chủ cũng vô pháp bị hắn giết chết giống linh quan điện chủ tồn tại bực này liền xem như một cái vũ trụ phá diệt đại kiếp cũng rất khó đem nó hoàn toàn ma diệt hắn đạo thụ đạo quả có thể vượt qua phá diệt kiếp mà bất diệt. Duy nhất có uy hiếp chính là vũ trụ sinh kiếp. Nhưng mà Tần Mục lại đem linh quan điện chủ đạo thụ ma diệt, điểm này, thương quân liền không cách nào làm được. Tại sao có thể có cổ quái như vậy nhục thân? Tần Mục dò xét linh quan điện chủ đầu lâu, khẽ nhíu mày, nếu như cùng thiên đình trong quyết đấu, loại tồn tại này nhục thân phân giải, hóa thành từng tôn cổ thần giết vào chiến trường, đối với Duyên Khang tới nói chỉ sợ là đả kích chí mạng. Càng làm cho hắn lo lắng chính là, nếu như những điện chủ khác nhục thân cũng là mạnh mẽ như vậy di la cung công tử lại đem mấy cái điện chủ đưa tới ai có thể ngăn cản thương quân đánh lén một lần còn có thể nếu là linh quan điện chủ có phòng bị coi như thương quân lại lần nữa thành đạo cũng không làm gì được tồn tại bực này công tử đây là đạo quả của hắn thương quân mở ra bàn tay linh quan điện chủ đạo quả bay lên ý đồ chạy trốn đã thấy trên lòng bàn tay của hắn không hình thành một cái sát đạo lồng giam đem đạo quả vây khốn thất công tử đạo quả này lực lượng quá mạnh ta không thể phá hủy. Thương quân nói. Thương quân, ngươi hay là xưng ta là mục thiên tôn đi. Tại kỳ 17 ta là thiên tôn, không phải công tử. Tần mục quan sát một lát, tinh tế xem xét linh quan điện chủ trong đạo quả tích chứa đại đạo. Tán thán nói, không hồ là điện chủ cấp bậc tồn tại, thắng qua những kẻ thành đạo khác đếm không hết. Hắn rút ra kiếp kiếm, ba ba bá, một kiếm lại một kiếm hướng đạo quả đâm tới. Nhưng mà mỗi một kiếm đều là mũi kiếm vừa mới chạm đến đạo quả, liền lập tức thu hồi cũng không đâm vào trong đạo quả. Tần mục thu kiếm, đem đạo quả buông ra đi, để hắn trở lại vị điện chủ kia bên người. Thương quân theo lời buông ra đạo quả, chỉ gặp viên đạo quả kia phi tốc rời đi trung cực hư không, biến mất không còn tâm tích. Trong đạo quả bên trong dấu kiếm đạo của ta, nếu như vị điện chủ kia cưỡng ép thu hồi đạo quả, có hắn nếm mùi đau khổ. Tần mục rời đi vùng hư không này, tìm kiếm thái dịch địa lý đồ tiêu ký phương vị, nói, đúng rồi, người điện chủ này là ai? Thương quân lắc đầu nói, ta cũng không biết tần mục thở dài tạo nghệ nhục thể của hắn rất cao nhục thân pháp môn cũng rất quái dị ta còn không biết hắn tên gọi là gì thương quân hành tẩu tại trong cái bóng của hắn nói lần sau giết lúc trước hắn ta sẽ giúp thiên tôn hỏi một chút tên của hắn tần mục gật đầu hỏi di la cung những điện chủ khác cũng có được thân thể mạnh mẽ quỷ dị như vậy sao không biết ta chưa từng giết qua thương quân nếu như gặp được những điện chủ khác chúng ta hỏi trước một chút hắn kêu cái gì không thể nếu là hắn có phòng bị, liền không dễ giết, điều này cũng đúng. Thiên đình trong đại quân, thiên cung đứng vững, nơi này đã thành lập nên hạo thiên tôn biệt cung, biệt cung theo thiên đình đại quân mà động, hai gốc đạo thụ phiêu phù ở trên biệt cung, nguy nga trắng lệ. Hai gốc đạo thụ này chính là hạo thiên đế cùng thái sơ thái thượng hoàng đạo thụ, chấn áp thiên đình khí vận, xa xa nhìn lại, đại đạo phiêu diêu, đạo quang điều điều đạo đạo, thần thánh trang nghiêm. Cho dù là cách xa nhau mấy vạn dặm, cũng có thể nghe được từ trong đạo thụ truyền đến đạo âm đạo vận. Biệt cung trong Lăng Tiêu Bỏ Điện, Hạo Thiên Đế sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem ba vị hình dung cổ quái cổ thần. Chỉ gặp ba vị này cổ thần một cái là đầu rồng thân người, sau đầu một viên đạo quả quay tròn xoay tròn, một người khác là đầu rắn mình người đuôi rắn, sau đầu đạo hoa phiêu động, còn có một người là mình người đầu trâu, sau đầu cũng có một viên đạo quả. "Thiên Đế, ta chúng thất công tử ám toán, thất công tử không biết từ nơi nào tìm được lấy giết thành đạo thương quân, thừa dịp ta tại trung cực hư không ký thác đại đạo." bị trung cực hư không chấn áp lúc đánh lén ta, để cho ta đạo thân bị hủy. Trong đó cổ thần đầu rồng thân người kia chính là linh quan điện chủ gan ruột biến thành, trên thân đứng đấy một chút to to nhỏ nhỏ cổ thần, mở miệng nói, ta nhất thời không cha, chúng ám toán. Thương quân hỏng đạo thân của ta, thất công tử hủy đạo thụ của ta, thương quân còn cầm đi ta một viên đạo quả, thù này không đội trời chung, ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Hạo thiên đế lông mày giãn ra, sắc mặt ôn hòa nói, xin hỏi điện chủ, đạo thân bị hỏng, đạo thụ bị hủy, đối với điện chủ thực lực lớn bao nhiêu ảnh hưởng? Đầu rắn kia cổ thần nói, lần này gặp khó, gọt ta bảy thành tu vi. Hạo thiên đế khóe mắt nhảy lên, hướng thái cực cổ thần ném cái ánh mắt, thái cực cổ thần hiểu ý, thầm nghĩ, bệ hạ muốn chém giết vị này linh quan điện chủ, luyện hóa đạo quả của hắn, đoạt hắn tu vi. Mình người đầu châu linh quan điện chủ thở dài, bây giờ thực lực của ta, chỉ tương đương với ba vị phổ thông kẻ thành đạo. Lần này gặp khó, sợ không phải muốn tu luyện trăm ngàn vạn năm, mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hạo thiên đế trong lòng nghiêm nghị, lại hướng thái cực cổ thần ném cái ánh mắt. Hai vị thái cực cổ thần vội vàng bỏ đi đối với linh quan điện chủ sát ý, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đạo quang đại phóng, lại có một viên đạo quả bay tới. Ba cái linh quan điện chủ đột nhiên riêng phần mình quát tháo một tiếng, ba người dung hợp, hóa thành một cái thân thể không đầu, chỗ cuống rốn ở bụng mọc ra một cái đầu rồng, đầu vai của hắn mọc ra một đôi sừng trâu, ngực hiện ra ba con mắt trâu, lưng quay quanh đại xà, cực kỳ cổ quái. Đầu rồng kia há miệng, kêu lên, thất công tử tại ta trong đạo quả này lưu lại 13 đạo kiếm đạo thần thông, chuẩn bị cho ta mượn đạo quả ám toán ta. Ta mặc dù biết hắn muốn ám toán ta, nhưng lại không thể không phá giải. Thiên đế, ta cần ngươi chuẩn bị một trận la thiên đại tiếu, dùng chúng sinh chi huyết đến hiến tế, phá hắn kiếm đạo thần thông. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio lấy thiên đình binh lực chuẩn bị la thiên đại tiếu rất là đơn giản các lộ đại quân đem thiên đình tù binh nô lệ đưa tới hơn một tháng đằng sau nô lệ số lượng liền đạt tới linh quan điện chủ yêu cầu la thiên đại tiếu ngày hôm đó linh quan điện chủ lấy vô số nô lệ thì cốt lát thành tế đàn leo lên tòa tế đàn này hắn lấy nô lệ huyết nhục làm tế phẩm tế tự quá khứ thế tổ đình ngọc kinh thành trong vô số đại la thiên thành đạo thần thánh đạo quân một nghìn hai trăm vị lấy chúng sinh chi huyết xin mời những đạo quân này mượn lực cùng hắn che chở với hắn La Thiên Đại Tiếu tiến hành đến lúc mấu chốt, nhưng gặp trên không tế đàn, tổ đình ngọc kinh thành hư ảnh hiển hiện, hư ảnh chấn áp thiên địa càn khôn. Tòa thần thành này rộng rãi, nguy nga, trắng lệ, bên trong có 16 đạo hỗn độn trường hà, hình thành từng vòng uốn lượn quanh co, trường hà cùng trường hà ở giữa, có từng tòa ngọc kinh thành di tích. Linh quan điện chủ tại trên tế đàn làm phép, đem chúng sinh hiến tế, trong vô số thi cốt linh hồn rú thảm, vô cùng thê lương, hóa thành từng luồng từng luồng khói đen phóng tới ngọc kinh thành chỉ gặp từng sợi khói đen xông vào trong thành, liền tại trong điều điều đạo đạo hỗn độn trường hà ngưng tụ, dần dần hiện ra từng cái kẻ thành đạo thân ảnh. Những thân ảnh này 1200 vị, mơ hồ không rõ, như là hai màu đen trắng. Nhưng những thân ảnh này sừng sững ở trong hỗn độn trường hà, kinh lịch phá diệt đại kiếp mà vạn cổ bất diệt, đây là ngọc kinh thành trong lịch sử tồn tại thành đạo, La Thiên Đại Tiếu nói đến thần bí, kỳ thực là cũng là dùng chất năng đổi thành nguyên lý, hiến tế chúng sinh, hướng những kẻ thành đạo này mượn tới lực lượng. Hạo Thiên Đế, Thái Thượng Hoàng Thái sơ xuất lĩnh thiên đình văn võ trọng thần xem lễ, gặp tình hình này, trong lòng đã là chấn kinh, lại là sợ hãi. Bệ hạ, tổ đình ngọc kinh thành thế lực thực sự quá lớn, không thể không đề phòng. Thái Thượng Hoàng Thái sơ góp lời, nói, nếu như tổ đình ngọc kinh thành kẻ thành đạo toàn bộ giáng lâm, sợ vũ trụ này diệt vong không ngày nào. Hạo Thiên Đế nhẹ nhàng gật đầu, Thái Thượng Hoàng nói rất đúng. Bất quá, tổ đình ngọc kinh thành đạo Pháp thần thông lại làm cho chấm rất là nóng mắt, loại la thiên đại tiếu này thông qua hiến tế, mượn dùng quá khứ thế kẻ thành đạo chi lực, lại là lợi hại đến cực điểm. Làm 72 điện điện chủ, linh quan thật sự là thần thông quảng đại. Thái sơ không nói thêm gì nữa. Linh quan điện chủ hoàn toàn chính xác thần thông quảng đại, tinh thông các loại thần thông đạo Pháp, lần này la thiên đại tiếu để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cùng so sánh, cho dù là hôm nay duyên khang biến Pháp thành quả, cũng so ra kém vũ trụ quá khứ tổ đình ngọc kinh thành tích lũy. Trên tế đàn, Từng luồng từng luồng lực lượng kinh khủng vọt tới, ra chỉ trên người linh quan điện chủ, nguồn lực lượng này chấn động hư không, cho dù là thái sơ, hạo thiên đế hai vị kẻ thành đạo cũng cảm giác sâu sắc tin đập nhanh. Về phần mặt khác văn võ trọng thần, sớm đã bị lực lượng cường đại này rung động đắc đạo tâm động dao động, từng cái quỳ dạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Linh quan điện chủ không đầu, tại trên tế đàn làm phép hoàn tất, thôi động chính mình viên đạo quả kia, lấy tự thân đại đạo cùng đạo quả tương liên. Đạo quả này liên quan đến đầu của hắn nếu như có thể đem trong đạo quả tần mục dấu diếm kiếm đạo thần thông xóa đi hắn liền có thể mượn nhờ đạo quả lực lượng sinh trưởng ra một cái đầu tới nếu như không thể xóa đi tần mục kiếm đạo thần thông hắn thậm chí có thể sẽ bị tần mục kiếm đạo thần thông xâm lấn đến thể nội xâm nhiễm mặt khác đạo quả đạo hoa lúc này hắn thỏa thuê mãn nguyện tự thân đại đạo cùng đạo quả tương liên đem trong đạo quả tần mục dấu diếm kiếm đạo thần thông dẫn động đột nhiên trên tế đàn kiếm quang tung hoành như quang như điện chỉ một thoáng đầy trời kiếm tiêu Nhất trọng lại nhất trọng thiên trải rộng ra, linh quan điện chủ vai sinh sừng châu, ruột như bản long, xương sống lưng như xả mãng, thể nội to to nhỏ nhỏ chư thần một hai trăm tôn, cùng tổ đình ngọc kinh thành một hai trăm đạo quân khí tức tương liên, một thân vĩ lực vô tận, khí thế của hắn nhất thời có một không hai, mang la thiên đại tiếu chi thế đối cứng tần mục kiếm đạo thần thông, đem hết khả năng ý đồ đem tần mục kiếm đạo thần thông luyện hóa. Chanh chanh chanh, trên tế đàn liên tục 13 ba âm thanh kiếm minh chuyển đến. Sau một lúc lâu, đầy trời kiếm tiêu biến mất không thấy gì nữa, kiếm quang ảm đạm, linh quan điện chủ đứng ở đó, trước người sau người, ba viên đạo quả cùng một đóa đạo hoa lơ lửng. Đầu vai của hắn chỗ huyết nhục nhúc nhích, rất nhanh đầu lâu mới mọc ra. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, linh quan điện chủ khom người, hướng giữa không trung trong ngọc kinh thành hư ảnh 1.200 đạo quân kia cúi đầu. Trong ngọc kinh thành hư ảnh, 1.200 đạo quân kia khom người hoàn lễ, thân hình dần dần tiêu tán tổ đình ngọc kinh thành hư ảnh cũng rất nhanh biến mất la thiên đại tiếu kết thúc linh quan điện chủ một thân nhẹ nhõm từ trên tế đàn nhảy xuống bạch cốt tế đàn lớn như vậy kia lập tức sụp đổ hóa thành bột mị vô số bạch cốt linh lực linh năng hao hết vừa mới dựa vào linh quan điện chủ lực lượng trèo trống hiện tại linh quan điện chủ xuống tới tự nhiên muốn đổ sụp nát đi thiên đế ta nguyên bản không có ý định cùng thất công tử là địch nhưng nào biết được thất công tử vậy mà chủ động trêu chọc ta đem thương quân cấp độ khi ác nhân chiêu mộ được dưới trướng linh quan điện chủ nhanh chân đi đến, đi vào hạo thiên đế trước mặt, trên mặt sắc mặt giận dữ, thanh âm như sấm chấn động, thất công tử không nể tình, hỏng đạo hạnh của ta, hủy đạo thụ của ta, xem như ác ta. Đã như vậy, ta cũng không cần cùng hắn lá mặt lá trái. Người muốn săn bằng duyên khang, như vậy ta liền giúp ngươi một tay, san bằng duyên khang, huyết tế nguyên giới. Hạo thiên đế cười ha ha, từ trên bảo tọa đứng dậy, cất cao giọng nói, có điện chủ tương trợ, chẫm còn có gì lo. Người tới, bày yến hôm nay trẫm cùng chư vị ái khanh cùng linh quan điện chủ không say không về thế là trong biệt cung xếp đặt buổi tiệc thiên đình chư thần ăn uống linh đình hoan thanh tiếu ngữ không ngừng trên yến tiệc có nhiều thần thánh hướng linh quan điện chủ mời rượu linh quan điện chủ ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ uống lại có thần thánh thừa dịp tửu kình tiến lên không người hỏi thăm đạo pháp thần thông linh quan điện chủ sảng khoái đến cực điểm không chỗ không đáp trong lúc nhất thời chủ khách đều là vui mừng tiếng cười như sấm ngay tại rượu hàm quen tai thời khắc, hạo thiên đế nghiêng người hỏi thăm, cười nói, điện chủ, người lớn tuổi, ta xưng ngươi một tiếng đạo huynh. Xin hỏi đạo huynh, thế gian này thành đạo chi pháp có mấy loại? Linh quan điện chủ uống đến cấp trên, nói, lão đệ, thành đạo pháp tổng cộng có bốn loại, loại thứ nhất chính là chính thống nhất đạo cảnh thành đạo pháp, chính là lão sư sáng tạo, loại thứ hai chính là ngọc kinh thành đạo pháp, lại gọi lấy lực thành đạo, thuộc về mượn lực, mượn ngọc kinh thành chi lực, thuộc về thiên môn. Loại thứ ba chính là nhị công tử sáng tạo, gọi là quy khư thành đạo Pháp. Hạo thiên đế tâm thần đại chấn, lại bất động thanh sắc, nói, xin hỏi quy khư thành đạo Pháp này, là như thế nào thành đạo? Linh quan điện chủ đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong ba viên đạo quả sau đầu trôi nổi, ở giữa viên đạo quả kia răng rắc một tiếng vỡ ra. Một đạo kiếm quang xảy ra bất ngờ, từ trong viên đạo quả kia bắn ra, suy một kiếm đem linh quan điện chủ đầu lâu chém xuống đến. Linh quan điện chủ ngay tại bưng lấy một chén rượu to lớn, đầu cứ như vậy rơi vào trong chén rượu, phát ra rầm một tiếng, rượu hòa với đạo huyết văng khắp nơi. Kiếm quang kia sắc bén vô địch, tựa như khai thiên chi kiếm, kiếm quang quét ngang bốn phương tám hướng, chỉ một thoáng liền đem hạo thiên đế biệt cung một phân thành hai. Một kiếm này đi qua, trong điện rất nhiều thần thánh nhao nhao rụt đầu, nằm dạp trên mặt đất, tránh né kiếm quang, cũng không ít người không kịp tránh né, bị một kiếm gọt đi đầu. Hạo thiên đế gầm thét, đứng dậy, ngăn cản kiếm quang, hắn vừa mới ngăn trở kiếm quang, liền gặp linh quan điện chủ trong tay bưng lấy trong chén rượu to lớn kia đầu bịch một tiếng nổ tung hóa thành một mảnh hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí từ trong chén rượu khổng lồ kia từ từ bay lên trong mênh mông chi khí một cái thân ảnh đi ra đem hỗn độn chi khí hấp thu thân ảnh kia như là hỗn độn chi khí biến thành tóc mai hoa dâm mặt mũi cùng tần mục một dạng mà linh quan điện chủ sau lưng trong đạo quả bị kiếm quang vỡ ra lại là một đạo kiếm quang bay ra bị tần mục do hỗn độn chi khí biến thành kia nắm trong tay linh quan điện chủ trở tay không kịp vội vàng thôi động đạo quả đạo hoa định trụ nhục thân đầu vai vết thương miễn cho bị kiếm quang xâm lấn đến trong nhục thân ngô thiếu đa kỳ tiết tần mục kia mua kiếm kiếm quang như là tấm lụa quét ngang bốn phương tám hướng bay lên biệt cung dưới ngũ đế tọa ngũ đại cao thủ suy suy trúng kiếm máu tươi bắn tung tóe năm vị đế tọa cường giả ngã xuống bay đi tần mục trở tay một kiếm điểm tại thái sơ mi tâm thái sơ lập tức vươn người lui lại dựng thẳng lên một đầu ngón tay ngăn tại mi tâm địch lại kiếm quang. Pha gia du, ngọc quan định viễn, hồ đầu tân tức. Tần mục do hỗn độn chi khí biến thành kia trường ngâm không dứt, kiếm quang răng khắp nơi, đại nào yến hội. Trong lúc nhất thời từng cái thiên đình văn võ trọng thần nhao nhao chúng chiêu, có người bị kiếm quang xuyên thủng nhục thân, bị đóng ở trên mặt đất, một đường trượt. Có người nguyên thần vừa mới xuất khiếu, đang muốn thi triển thần thông công kích, liền bị một kiếm đâm xuyên. Hạo thiên đế bay lên không nhào đến, tay áo dài phiêu đãng, hướng tần mục do hỗn độn chi khí biến thành kia công tới hắn vừa ra tay mặt khác văn võ trọng thần liền không dám lên trước vây công chỉ gặp hai người thân hình tung bay rất nhanh liên miên liên miên cung điện sụp đổ văn võ quần thần nhao nhao tránh né có nhiều không tránh kịp có người bị hạo thiên đế đánh bay trên không trung như là như trong chóng xoay tròn có thì bị kiếm quang xuyên thể mà qua đẫm máu ngã xuống đất nhất kiếm phòng thân hành vạn lý tuyển thậm nam minh bắc cực tần mục do hỗn độn chi khí biến thành kia tại trong biệt cung tới lui như quang như điện không cùng hạo thiên đế chính diện giao phong mà là công hướng những văn võ quần thần kia. Thái sơ từ một bên đánh tới, cùng hạo thiên đế chặn đường tần mục kia hư ảnh, nhưng mà tần mục hư ảnh không cùng bọn hắn chính diện chống lại, vừa chạm vào liền đi, khi thì hóa thành hỗn độn chi khí, khi thì hiện hình một kiếm đả thương địch thủ. Tử tràng thi đảm tân lai trách, hướng tây phong, đăng cao vọng viễn, loạn sơn tài nhật, an đắc lương cung tịnh khoái mã, liêu giữ chư công giác lực. Tần mục ca lấy vị trí, thừa dịp loạn đại sát tứ phương, trong lúc nhất thời, biệt cung lòng người bằng hoàng, thiên đỉnh văn võ bá quan nhau nhau chạy tứ tán. Đột nhiên, linh quan điện chủ trấn trụ thương thế, thân hình lóe lên, hoành thân ngăn tại tần mục hư ảnh kia trước người, một trưởng vỗ ra, tần mục bịch một tiếng nổ tung, hóa thành một đoàn hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí kia đang muốn ngưng tụ, linh quan điện chủ vung tay áo bao trùm, đem tất cả hỗn độn chi khí túi tại trong tay áo. Linh quan điện chủ năm ngón tay mở ra, trong tay áo hỗn độn chi khí chảy ra, chảy vào lòng bàn tay của hắn linh quan điện chủ trùng điệp một nắm, hỗn độn chi khí bịch một tiếng nổ tung, bên trong dấu kiếm đạo thần thông bị hắn sinh sinh bóp nát. Hắn chỗ rốn đầu rồng gầm thét, phẫn nộ dị thường, thất công tử. Ngươi dám như thế, trêu đùa ta, ta nhất định phải để cho ngươi biết cái gì gọi, là muốn sống không được muốn chết không xong. Trung cực hư không, tần mục tình được thái dịch địa lý đồ tiêu ký vị trí, bốn phía nhìn lại, không khỏi có chút hồ nghi, chỉ gặp hư không không có vật gì, nơi này không có bất kỳ vật gì thậm chí ngay cả lãnh tịch chi phong cũng không có, đây mới là chỗ cổ quái. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, xung quanh nhìn quanh, đem mảnh này trung cực hư không nhìn thấu qua. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, mi tâm trong mắt dọc một đạo quang mang soi sáng ra, ánh mắt chỗ chiếu chỗ lập tức trung cực hư không chậm rãi thối lui, lộ ra một mảnh nho nhỏ đại la thiên. Đại la thiên kia cực kỳ nhỏ, chỉ có phương trượng chi địa, một gian nhà tranh, lư sau một gốc cây già mà thôi. Nhỏ như vậy đại la thiên, Tần Mục có chút kinh ngạc, tòa Đại La Thiên này cùng hắn lúc trước thấy Đại La Thiên không giống nhau lắm. Vô luận là Thái Đế Đại La Thiên hay là Thái Sơ Hạo Thiên Đế nhất khí Đại La Thiên, đều là cực điểm uyên bác chi năng, có trời có đất, có nhật nguyệt tinh thần, có như mỹ ngọc tạo hình, có như hoàng kim thế giới. Đại La Thiên bản chất là đạo đối với vũ trụ giải thích, bởi vậy mỗi cái Đại La Thiên đều là hoàn chỉnh trừ thiên thế giới. Nhưng trước mắt tòa Đại La Thiên này lại cực kỳ nhỏ chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ tòa đại la thiên này tuy nhỏ nhưng mà nhà tranh hậu phương lại treo một viên mặt trời nhỏ phía trước bình tĩnh một viên mặt trăng nhỏ rất là bỏ túi thanh tú vây quanh tòa đại la thiên nho nhỏ này xoay tròn luân hồi tần mục tiến lên mặt trời từ sau phòng đầu dâng lên đi vào phía trước mặt trăng cũng đã chìm đến đại la thiên mặt sau ánh nắng kia đem hắn phía sau bóng ma vừa chiếu thương quân thân hình liền hiển hiện ra thương quân đã thành thói quen tiềm phục tại trong cái bóng của hắn đột nhiên hiện thân bại lộ tại trong ánh nắng có chút chân tay luống cuống ngơ ngác đứng ở nơi đó thương quân người ở trong thôn thời điểm cũng không phải dạng này tần mục ôn hòa cười nói lúc ấy ngươi tại cửa thôn mổ heo giơ tay chém xuống cho dù nhìn thấy ta cũng không có bất luận cái gì cục xúc bất an chỉ cần tâm hoài bằng phẳng liền xem như ngàn người chỉ trỏ vạn mắt nhìn chừng thì thế nào thương quân giữ im lặng tần mục đi vào nhà tranh trước trên dưới giò xét chỉ gặp nhà tranh trên biển cửa viết thái thượng hai chữ thái thượng điện tần mục nao nao sắc mặt có chút ngưng trọng trong tổ đình ngọc kinh thành di la cung có một tòa thái thượng điện là đại công tử đại đạo luyện tượng trưng cho thành tựu của hắn bất quá tòa thái thượng điện kia nguy nga phong cách cổ xưa trang nghiêm cùng trước mắt nhà lá có thể hoàn toàn không giống tòa thái thượng nhà tranh này sẽ là di la cung đại công tử thái thượng điện sao nếu như là nó đại đạo tạo thành như vậy di la cung tòa thái thượng điện kia lại là từ đâu mà đến cái nào mới thật sự là thái thượng điện có thật, tự nhiên là giả. Tần mục không khỏi sắc mặt cổ quái, nếu như tòa thái thượng nhà tranh này là chân chính thái thượng điện, chẳng phải là nói di la cung tòa thái thượng điện kia là giả. Đại công tử cũng là người tính cách mười phần, ta còn tưởng rằng hắn ăn nói có ý tứ, người cùng di la cung chủ nhân là giống nhau. Tần mục tràn đầy phấn khởi, quay chung quanh tòa nhà tranh này vòng vo vài vòng, xem xét nhà tranh mỗi một cây cỏ tranh kết cấu. Đột nhiên nghẹn ngào cười nói, tòa nhà tranh này mới thật sự là thái thượng điện, trong di la cung vậy mà thật là giả thương quân nhìn không rõ hỏi thiên tôn làm thế nào nhìn ra được tới nhà tranh này mỗi một cây cỏ tranh đều là do hồng mông phủ văn cô động mà thành mỗi một cây cỏ tranh đều là một đầu hoàn chỉnh đại đạo mà lại là khác biệt đại đạo tần mục kiên nhẫn giải thích nói ta vừa mới đếm nơi này cỏ tranh có 6,400 cây 6,400 loại đại đạo không có một loại lặp lại lấy hồng mông phủ văn đến diễn hóa những đại đạo này đây mới là trí cao thành tựu, tên cổ thái thượng. Di La Cung Đại Công Tử Thái Thượng Điện, chỉ có thể là tòa nhà tranh này. Thương quân trong lòng giật mình, nhìn về phía nhà tranh hậu phương đạo thụ, nói, như vậy, Thái Thượng đạo thụ bao quát bao nhiêu loại đại đạo. Hẳn là cũng có 6,400 loại. Tần mục ánh mắt rơi vào trên đạo thụ, nói, hắn đạo thụ cũng không phải là chân thực đạo thụ, chỉ là chiếu ảnh. Hắn chân thân cùng đạo thụ, hẳn là tại hắn ra đời thời đại kia. Thương quân trầm mặc một lát, nói, không có khả năng có người có thể đem 6,400 loại đại đạo muốn tu luyện, đến đại la thiên cảnh. Đại công tử thái thượng không có khả năng có mạnh như vậy. Có thể. Tần mục đi hướng nhà tranh cửa phòng, nói, hồng mông phù văn đặc điểm lớn nhất, chính là có thể diễn hóa khác biệt đại đạo, vô luận là thái dịch hay là thái sơ các loại ngũ thái, hay là các loại tiên thiên đại đạo, có thể là hậu thiên đại đạo, đều có thể dùng hồng mông phù văn đến diễn hóa. Khác biệt đại đạo có khác biệt cơ sở phù văn, mà cơ sở của những cơ sở phù văn này chính là hồng mông phù văn ta ngược lại thật ra cảm thấy thái thượng nhà tranh cỏ tranh hay là thiếu một chút hắn vươn tay ra đẩy nhà tranh môn hộ nói nếu như là di la cung chủ nhân lấy hồng mông phù văn đến diễn hóa đại đạo chỉ sợ liền không phải một tòa nhà tranh mà là một mảnh di la cung nhà tranh kia môn hộ hơi rung nhẹ một chút hắn không thể đẩy ra tần mục nhíu mày nếm thử phá giải nhưng mà trên cánh cửa kia hồng mông phù văn không ngừng biến hóa diễn hóa thành khác biệt đại đạo, để hắn không cách nào giải khai. Không lâu, ánh trăng treo lên, nhà tranh môn hộ vẫn không có bị mở ra. Thương quân nếm thử lấy sát đạo đến cưỡng ép phá cửa mà vào, nhưng là đao của hắn bổ vào trên cánh cửa, một cỗ uy năng kinh khủng bộc phát, đem hắn xa xa tung bay. Tần mục vội vàng cứu, lúc này mới đem hắn bảo trụ, nếu không cánh cửa này bắn ra uy năng, đủ để đem hắn trọng thương. Tần mục gõ cửa một cái, cười nói, có ai không? Khách nhân tới, phía sau cửa không có tiếng động tần mục bất đắc dĩ ngồi tại nhà tranh trước suy tư sau một lúc lâu mặt trăng cùng mặt trời cùng lúc xuất hiện tại đại la thiên nho nhỏ này trên bầu trời tần mục linh cơ khẽ động lấy ra thái dịch quải trượng nếm thử gõ cửa nói thái dịch ngươi là có hay không tại trong nhà tranh ta theo đổ tới cứu ngươi thái dịch quải trượng giữ cửa gõ đến thùng thùng rung động nhưng mà trong cửa vẫn không có động tĩnh gì tần mục triệt để không có chủ ý đem thái dịch quải trượng cắm ở trước cửa nhíu mày khổ tư đột nhiên, cây thái dịch quải trượng kia vậy mà bùng một tiếng sinh trưởng ra một mảnh lá non. Tần mục nhìn chằm chằm mảnh lá non kia, chỉ gặp lá non dần dần sinh trưởng. Sau một lúc lâu, lá non hoa văn phát sinh cải biến, hoa văn vậy mà tổ hợp thành một thanh diều hình thái. Tần mục trong lòng khẽ nhúc nhích, tinh tế phỏng đoán trên hoa văn biến hóa, ánh mắt lấp lóe, thái dịch là mượn quải trượng mọc ra thế giới thụ lá cây, truyền thụ cho ta hắn bổ ra thế giới thụ phủ pháp. Hắn là muốn cho ta dùng loại thủ đoạn này, bổ ra cánh cửa này. Nói như vậy, thái dịch hoàn toàn chính xác ở trong tòa thái thượng nhà tranh này. Hắn mi tâm mắt dọc mở ra, quan sát thế giới thụ lá non hoa văn rất nhỏ cấu tạo, những hoa văn này đang trong không ngừng biến hóa, cực kỳ phức tạp, nhưng là trong đó lại bao quát lấy thái dịch đạo pháp thần thông. Tần Mục đối với thái dịch chi đạo đã có cực sâu tạo nghệ, không tự chủ liền yên lặng tại trong hoa văn biến hóa. Thái dịch quải trượng là dùng cảnh thế giới thụ luyện chế mà thành, bị thái dịch luyện chế thành bảo, hiển nhiên thái dịch bị trấn áp tại thái thượng nhà tranh, không cách nào phát ra âm thanh, nhưng lại mượn nhờ quải trượng thế giới thụ đặc tính đến truyền đạt tin tức. Tần mục trong bất chi bất giác lấy ra chính mình kiếp kiếm, lấy kiếp kiếm là dìu, đem trên lá cây biểu hiện ra thái dịch, chi đạo cùng thần thông chậm rãi thi triển đi ra. Thương quân ngay tại một bên chữa thương, chỉ gặp tần mục trong tay kiếp kiếm chiêu thức phong cách cổ xưa cổ sơ, nhưng là uy lực lại càng ngày càng mạnh. Tần mục lấy kiếm là dìu, tựa như khai thiên tích địa cự nhân, mỗi một dìu tích chứa lực lượng phẳng phất có thể đem trung cực hư không bổ ra, đem đại la thiên chém thành hai khúc. Qua thật lâu, trên lá non hoa văn không đang biến hóa, lá non cũng rất nhanh khô héo, hóa thành một mảnh lá rụng tàn lụi, hóa thành hư không. Tần mục nhắm mắt lại, nín thở ngưng thần. Thương quân lẳng lặng ở một bên chờ đợi, chỉ gặp nhật nguyệt luân chuyển. Qua hơn 10 lần luân hồi, tần mục rốt cục mở mắt, trong mắt thần quang sáng như tuyết, lập tức chậm rãi nội liễm, biến mất. Hắn lộ ra rất là dễ dàng, khí thế khí tức hoàn toàn thu liễm, tựa như là một cái người bình thường mảy may nhìn không ra có điểm đặc biệt hắn đi vào nhà tranh trước cửa đứng vững hai tay cầm kiếm kiếp kiếm chậm rãi vận chuyển trong trung cực hư không không có tiếng gió không có gì cả mà giờ khắc này lại vang lên tiếng gió theo tần mục kiếm trong tay di động tiếng gió càng ngày càng nhanh càng ngày càng vang nhưng mà tần mục kiếm trong tay lại càng ngày càng chậm chậm làm người nóng lòng kiếp kiếm kia di động chưa bao giờ đình chỉ chỉ là tốc độ di động lại càng ngày càng chậm tiếng gió cũng là càng ngày càng vang tiếng vang rất nhanh biến thành sóng lớn thanh âm sóng lớn thanh âm cũng là càng lúc càng lớn phát ra trận trận oanh minh rất nhanh tiếng oanh minh giống như là biến thành tiếng chuông hoàng trung đại lữ thanh âm liên tục không dứt chấn động đến thương quân trong tai chỉ còn lại có tiếng chuông rốt cục tần mục trong tay kiếp kiếm di động đến nhà tranh trước cửa kiếp kiếm cùng nhà tranh môn hộ tiếp xúc nhưng vào lúc này nhật nguyệt đình chỉ luân chuyển nhà tranh từng cây cỏ tranh vũ động bắn ra đạo quang mang, đạo quang như nước thủy triều, chảy vào môn hộ. Băng. Trong môn hộ truyền đến thứ gì đứt đoạn thanh âm, như là kéo căng dây cung đột nhiên đoạn đi phát ra tiếng gào. Băng băng băng. Một tiếng lại một tiếng truyền đến, tần mục hai cánh tay run rẩy dữ dội, trên cánh tay từng cây đại gân nhảy lên, cơ bắp điều điều đạo đạo, hướng ra phía ngoài hở ra, để cánh tay của hắn trở nên càng ngày càng thô. Kiếp kiếm vẫn tại di động, cắt vào môn hộ, nhưng mà cắt ra cánh cửa tốc độ lại càng ngày càng chậm. Tần Mục hai cánh tay run rẩy, phảng phất kiếp kiếm càng ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, đứt đoạn âm thanh cũng càng phát ra dày đặc. Đỉnh đầu của hắn diễm quang bừng bừng, sau lưng cũng không khỏi hiện ra một gốc thế giới thụ, một đạo quy khư đại uyên, thế giới thụ càng khỏe mạnh, đại uyên thôn phệ hết thảy. Hắn thần tàng lĩnh vực hiển hiện, Tam thập Tam thiên cung treo cao, ngũ đại khoáng mạch ngồi ở tổ đình, trong mỏ quạng hào quang diễm diễm, tiên thiên ngũ thái đại đạo bị thôi phát đến cực hạn. Ở trong thiên đình, nguyên thần của hắn sừng sững tại hỗn độn điện trước, điều động toàn bộ thiên đình lực lượng, đó là hắn Hồng Mông Nguyên Thần. Hồng Mông Nguyên Thần ra chỉ Hồng Mông nhục thân, để lực lượng của hắn tăng lên tới cực hạn, trong nhục thân truyền đến đại đạo tiếng oanh minh. Hắn một thân hồng mông tử khí, rộng lớn bao la, sau lưng hỗn độn điện trở nên càng rõ ràng. Đột nhiên, hắn hổ khẩu bị chấn động đến vỡ ra, hai tay làn da cũng thẳng nổ tung, cùng lúc đó, hắn quần áo cũng truyền tới suy suy tiếng vang, hai cái bắp đùi trở nên không gì sánh được trắng kiện đem ống quần chống nổ tung, điều điều đạo đạo, khó mà che lấp chân của hắn. Tần mục thân trên áo bào cũng bị căng nứt, gần khu giữ tợn, khối khối cơ bắp cao cao nổi lên, bị căng nứt quần áo hóa thành từng mảnh vải phiêu tán. Kiếp kiếm tiếp tục hướng phía trước bổ tới, nhưng mà kiếp kiếm lại càng ngày càng khó lấy tiếp nhận lực lượng của hắn, trên kiếp kiếm trải rộng vết rách. Vết rách càng ngày càng rất nhỏ, càng ngày càng dày đặc. Đùng, kiếp kiếm đột nhiên nổ tung, vỡ thành vô số bột mịn tần mục kêu lên một tiếng đau đớn chuôi kiếm trong tay cũng vỡ thành bột mịn hòa với máu tươi của hắn hóa thành sương mù phiêu tán kiếm của ta khó có thể chịu đựng lực lượng của ta đợi ta luyện một ngụm tốt hơn đằng sau lại đến mở cửa tần mục quay người quần áo hoàn toàn nát đi như hồ điệp phiêu tán trên người hắn cơ bắp lùi về khôi phục như lúc ban đầu nhanh chân rời đi tòa đại la thiên tiểu xảo này thương quân chúng ta đi thương quân tiến vào hắn trong bóng tối nhắm mắt theo đuôi theo hắn rời đi Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nguyên giới sườn đồi, một mảnh túc sát. Vô ưu hương tứ đại thiên sư, tiểu phu, thư sinh, lão nông cùng ngư ông đứng tại ngọc lũy thành trên cổng thành, xa xa nhìn về phía phía trước. Sườn đồi cao ngất, liên miên không biết bao nhiêu vạn dặm, giống như một đạo lạch trời, đem nguyên giới chia làm đông tây hai nửa. Nơi đây chính là đã từng dũng giang đầu nguồn, thiên âm giới ở chỗ này có một cái cửa vào, chư thiên vạn giới cũng nhiều có vết nứt cùng mảnh sườn đồi này tương liên về sau nguyên giới phá phong, thiên hà bay lên không, chư thiên vạn giới bay lên, nơi này liền biến thành một cái tự nhiên hiểm địa. Có một tòa chư thiên thái hoàng thiên rơi xuống ở đây, ngay tại sườn đồi sườn đông, có thể nói ngồi hiểm mà thủ. Vô ưu hương tam thập tam trọng thiên chính là rơi vào nơi đây, tam thập tam trọng thiên phiêu phụ ở thái hoàng thiên trên không, nghiêng nghiêng triển khai, hình thành trận thế, chiếm cứ nơi hiểm yếu. Khai hoàng thiên đình tứ đại thiên vương, đế dịch nguyệt, thanh hoàng, đế thích thiên, Điền Thục riêng phần mình đóng quân, đế dịch nguyệt là đời thứ hai khai hoàng, nhưng cũng mặc giáp tọa chấn. Lãng Uyển thì đơn độc xuất lĩnh một quân, đều là tạo vật chủ, nhân số tuy ít, nhưng thực lực cường đại. Có khác U Thiên Tôn tọa chấn ở đây, nguyên thần rộng rãi, giữ vững nguyên giới U Đô, thiên công cũng tại cách đó không xa nguyên giới trung tâm, thôi động thiên đạo trí bảo, thủ hộ nguyên giới huyền đô. Thiên đình đại quân trung lộ, từ phương Tây mà đến, muốn tấn công Duyên Khang, liền cần đi qua từ nơi này. Nếu như đường vòng, liền sẽ bị Vô Ưu Hương chặn đánh trung lộ, bởi vậy Thiên Đình vô luận như thế nào cũng nhất định phải công chiếm nơi đây. Lúc này, Vô Ưu Hương ở chỗ này chế tạo liên tục hơn 10 tòa hùng quan, trên dưới 100 tòa thần thành, đồn trú thần ma đại quân, có liên tục không ngừng duyên khang trọng khí bị vận chuyển tới, chuẩn bị ở đây cùng Thiên Đình chủ lực đại quân quyết chiến. To to nhỏ nhỏ thần thành trải rộng tại sườn đồi phương tây trên bãi đất, trải qua mấy ngày nay, đã có không ít Thiên Đình tiên phong bộ đội lại tới đây, trùng kích những thần thành kia. Quy mô nhỏ chiến dịch đã đánh rất nhiều trận, lẫn nhau có thắng bại. Vô Ưu Hương đại quân chủ lực, từ đầu đến cuối án binh bất động, lặng chờ quyết chiến. Tiểu Phu thánh nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ gặp thiên hà trên không trung dung chuyển không ngớt, nước sông lưu động so lúc trước gấp hơn, dòng nước tăng vọt, đây là thiên hà thủy sư sắp tới dấu hiệu. Thiên đình khí thế hùng hổ mà đến, chư thiên vạn giới ngược lại hoàn toàn yên tĩnh. Chư thiên vạn giới khổ thiên đình lâu vậy, nhưng là bọn hắn sở dĩ án binh bất động, là bởi vì bọn hắn đều đang nhìn lấm lét Tiểu phu thánh nhân ánh mắt thăm thẳm, nói, nếu như vô ưu hương cùng Duyên Khang đụng một cái liền phá, như vậy bọn hắn sẽ không tạo thiên đình phản, tiếp tục cúi đầu xưng thần, mặc cho thiên đình bóc lột nghiền ép. Nếu như vô ưu hương cùng Duyên Khang có thể trèo trống, bọn hắn liền sẽ dao động, liền sẽ có chư thiên ủng hộ chúng ta. Bởi vậy, chúng ta cần một trận đại thắng. Yên Vân Hề nói, thiên hà thủy sư, chính là thiên đình cường đại nhất thần ma đại quân, thuyền lớn 120.000, tiểu hạm trăm vạn, thần ma vô số, thiên hà thống soái luôn luôn do thiên sư đích thân tới lần này thiên hà thủy sư không biết là vị nào thiên sư là thiên sư trúc thiếu bình thiên sư trúc thiếu bình trong tứ thiên sư đứng hàng thứ tư ngư ông thiên sư nhẹ nhàng nâng tay chỉ gặp trong thiên hà có một đám cá bơi bay ra ước chừng bốn năm trăm đầu quay chung quanh hắn bay mấy tuần ghé vào lỗ tai hắn xì xào bàn tán sau một lúc lâu ngư ông hàn đường nói bất quá lần này trong thiên hà thủy sư sắp xếp trong thiên đình nhị phụ thượng phụ cát vân thiên trong tứ tể tả thiếu tể lục giáp thượng thư tả su hữu su có khác thiên đình ngũ xa đại quân làm phụ trợ năm lộ đại quân cánh bên tiến công đám cá bơi kia lại thẳng bay lên đâm vào trong thiên hà vui sướng bơi đi yên vân hề hít vào một ngụm khí lạnh thấp giọng nói những đế tọa cường giả này cũng đều xuất chiến chúng ta đế tọa cảnh giới tồn tại quá ít căn bản ngăn không được bọn hắn Tiểu phu thánh nhân ánh mắt rơi vào trên người nàng, gần từng chữ, trận chiến này, nhất định phải thắng. Yên Vân Hề cười nói, ta biết. Đáng tiếc, người nếu là dụng tâm tu hành, không làm lộn xộn cái gì hậu thiên thành đạo luận, người bây giờ đã là đế tọa cảnh giới. Võ đấu thiên sư chạc trà đột nhiên nói, không đúng. Chỉ dựa vào những lực lượng này, hoàn toàn chính xác có thể đối đầu vô ưu hương, nhưng là muốn dễ như trở bàn tay phá hủy vô ưu hương lại rất không có khả năng dù sao u thiên tôn tọa trấn ở chỗ này còn có lãng quyển thần vương cũng tại đây chính là hai đại thiên tôn hai đại thiên tôn xuất thủ tiểu phu thánh nhân nhìn về phía ngư ông hàn đường hàn đường lắc đầu nói ta mặc dù có thể khống chế thiên hà thủy thú giám thị thủy sư động tĩnh nhưng nếu như có thiên tôn giấu ở trong đó những thủy thú này lại nhìn không ra tiểu phu thánh nhân nhíu mày quan sát thiên hà gợn nước nói khẳng định có đối phó hai vị thiên tôn tồn tại cũng tại trong thiên hà thủy sư hư thiên tôn có thể ngăn cản u thiên tôn lãng uyển thần vương sợ là muốn đối mặt thái cực cổ thần chuyển mệnh lệnh của ta để vô ưu hương con dân di chuyển đến duyên khang đi ba vị thiên sư trong lòng hơi rung, tiểu phu sắc mặt bình tĩnh nói nếu như không thắng cho khai hoàng thời đại chừa chút mầm dễ ba vị thiên sư yên lặng gật đầu hạ lệnh phân ra một bộ phận thần ma bắt đầu di chuyển vô ưu hương nhân khẩu hơn 10 ngày về sau thiên hà đột nhiên kịch liệt dung chuyển toàn bộ thiên hà trong lúc bất chợt mất khống chế từ trên trời giáng xuống lập tức hồng thủy ngập trời nước khắp đại địa những nơi đi qua bao phủ hết thảy thiên hà là bực nào mãnh liệt con sông lớn ngang qua vũ trụ càn khôn vô số chư thiên này từ trên trời rơi xuống ép tới đại địa rơi xuống hồng thủy tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm mãnh liệt trùng kích những nơi đi qua mặc kệ bình nguyên bồn địa hay là núi cao hết thảy hóa thành trạch quốc những bách tính sinh hoạt tại nguyên giới kia toàn bộ biến thành tại trong lũ lụt dãy ruộng kêu rên bèo tấm nước chảy bèo trôi. Nương theo lấy thiên hà, lũ lụt cùng một chỗ sông ra còn có vô số thiên hà long vương, từng đầu thần long tại trong lũ lụt cuồn cuộn gây sóng gió, hô phong hoán vũ. Nguyên giới nội địa, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng đóa từng đóa vạn dặm mây đen, trong mây đen khắp nơi đều là sấm chớp, vô số đầu thần long tại trong mây mù xuyên thẳng qua, mưa rào xối xả, càng thêm trợ chướng thủy thế. Nguyên giới nội địa bao quát vô ưu hương, toàn bộ âm u xuống tới chỉ có từng tòa thần thành lấp lóe trong bóng tối lấy thần quang che chở một phương, có khác từng tôn lôi công điện mẫu, cầm trong tay pháp khí, phát động lôi bạo, oanh kích phía dưới trạch quốc, sấm sét vang dội. Trong mưa to cùng lũ lụt ngập trời, từng chiếc không biết rộng bao nhiêu lâu thuyền đại hạm rốt cục xuất hiện, tại vô ưu hương phía trước, từng vòng mặt trời vây quanh những lâu thuyền này xoay tròn, đều có nhật nguyệt. Trên những lâu thuyền kia, từng chiếc chiến hạm từ lâu thuyền trong khoang thuyền mở ra lái ra, trăm vạn chiến hạm tinh kỳ tung bay thiên hà thủy sư, rốt cục đi vào, lớn tiếng dọa người, lấy thiên hạ Long Vương cùng lôi công điện mẫu, trước cho vô ưu hương một cái hạ mã uy. Ngay tại Long Vương làm giữ thời điểm, đột nhiên trong dũng giang sóng nước cuồn cuộn, từng đầu thần Long từ trong nước từ từ bay lên, chỉ nghe một cái to không gì sánh được thanh âm vang lên, rung khắp mây xanh, thiên hà rơi vào đại địa, chính là dũng giang, không về thiên đình quản lý. Dũng Giang, là ta hoạn Long Quân. Tất cả Long Vương, nghe ta hiệu lệnh, trong dũng giang to to nhỏ nhỏ thần long trường ngâm không dứt nhao nhao bay tới cầm đầu là đầu rồng thân người hoạn long quân nhục thân rộng rãi vô số thần long quấn quanh ở trên người hắn hoạn long quân tu vi liên tục tăng lên hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân cầm trong tay tam xoa kích lấy kích mở đường sông dẫn lưu hồng thủy để hồng thủy tụ hợp vào dũng giang vô số thiên đình long vương tử trong nước cùng trên bầu trời đánh tới hoạn long quân thân thể lắc một cái trên người vô số dũng giang long vương bay lên bầy rồng chém giết thảm liệt hoạn long quân tại vô số thần long trong chém giết hành tẩu đem hoạn long kinh thôi phát đến cực hạn không ít thiên đình long vương bị hắn hoạn long kinh xâm lấn trực tiếp bị hắn khống chế trong hắc ám vô số trắng nõn nà cự long rời sông lấp biển giết đến thảm liệt dị thường thiên đình lôi công điện mẫu nhao nhao phân đến lôi chống lớn truy thiểm điện không ngừng hướng hoạn long quân đánh tới vô số mây đen xoay tròn từng đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống dày đặc như mưa, bổ về phía Hoạn Long Quân, lôi đỉnh ánh sáng, đem Dũng răng đầu nguồn chiếu sáng sáng tỏ như ban ngày. Đột nhiên, lại có ánh sáng mới xuất hiện ở trong Thái Hoàng Thiên. Chỉ gặp Thái Hoàng Thiên giữa núi non trùng điệp, từng tòa dãy núi dao động, to lớn thần sơn chậm rãi đứng lên, từng đạo xiềng xích kết nối với từng thanh cổ lão thâm thúy thần tỉnh, trong giếng quang mang lóa mắt, từng vòng mặt trời chậm rãi lên không. Đến từ khai hoàng thời đại Thái Dương thủ, cùng đến từ Huyền Đô Thiên Công hậu duệ Thái Dương thủ, khống chế lấy từng tòa to lớn thái dương thuyền đem hắc ám xua tan đem bầu trời chiếu sáng trên thái dương thuyền mặt trời tản mắt ra lửa cháy hừng hực đem mây đen bốc hơi thiêu đốt chống không ục ục tiếng kèn từ trong thái hoàng thiên vang lên cổ lão hành khúc để cho người ta tê cả ra đầu nhiệt huyết sôi trào cầm đầu một chiếc trên thái dương thuyền viêm tinh tinh thân thể vĩ ngạn trong bốn tay hai tay nắm lấy cây cột mặt khác hai cánh tay sắn khai thần cung tiễn quang mở ra bầu trời đem một tôn lôi công bắn rơi xuống tới trên những thái dương thuyền đang hành tẩu kia, từng đạo lóa mắt tiễn quang phóng lên tận trời, bắn về phía trên bầu trời lôi công cùng điện mẫu, không ngừng có lôi công điện mẫu vẫn lạc. Nguyệt lượng thủ, có người kêu lớn, lại có từng chiếc nguyệt lượng thuyền đứng lên, từng vòng minh nguyệt lên không, minh nguyệt chiếu dọi thái dương thuyền quang mang, hóa thành từng đạo uy lực kinh người xạ tuyến, thu hoạch thiên đình lôi công điện mẫu tính mệnh. Thiên hà thủy sư trăm vạn thuyền, dương buồm xuất phát, hướng vô ưu hương đánh tới. Trăm vạn chiến thuyền trung ương có ánh lửa hừng hực phóng lên tận trời, đó là Trúc Thiếu Bình thân vệ phát tán ra hừng hực hỏa lực. Trúc Thiếu Bình, Nam Cực Thiên Thần Thánh, tu luyện một thân thánh hỏa, dưới trướng hắn thần nhân vậy là đến từ Nam Cực Thiên bán thần. Vô số bán thần vung lên lệnh kỳ, lệnh kỳ chỉ một cái, nhưng gặp Thiên Hà lưu hỏa, hỏa diễm thuận thiên hà mãnh liệt lũ lụt phô thiên cái địa mà đến, ở trên mặt nước thiêu đốt. Ầm ầm, một chiếc bình ngạn phương chu sông vào thiên hà. Thiên Vương Đế Thích Thiên đứng ở trên phương chu, dưới trướng là vô số vô ưu hương thần ma, đáp lấy từng chiếc phi xa dâng lên, buồng xe mở ra, vô số kiếm hoàn bay ra. Kiếm hoàn xoay tròn, vô số phi kiếm hóa thành so thiên hà còn muốn khổng lồ kiếm lưu. Duyên Khang kiếm trận đấu pháp, phi kiếm tẩy địa. Nguyên giới U Đô, U Thiên Tôn bỗng nhiên mở mắt, vô số thuyền giấy bay ra, từng tôn lão giả âm sai dẫn theo đèn bão, chuẩn bị giết vào Dương Gian. Cùng lúc đó, Nguyên giới U Đô chấn động kịch liệt một cái đốt udoma Ma hỏa sừng châu đâm rách nguyên giới Udo, hư thiên tôn đầu lâu to lớn mò vào, mở cái miệng rộng phát ra im ắng gào thét. vô số udoma ma quái ma tộc giống như thủy triều từ hư thiên tôn trong miệng tuôn ra, thẳng hướng những lão giả âm sai kia. tần mục cùng thương quân đi vào nguyên giới lúc chỉ gặp nguyên giới trung ương thủy hỏa không ngớt vô ưu hương chi chiến, rốt cục mở ra tần mục cùng thương quân xa xa nhìn quanh nguyên giới nội địa thiên đỉnh ngũ sa đại quân đều xuất hiện từ cánh bên tiến công thương quân nói thiên tôn cần ta xuất thủ sao hắn tinh thông ám sát có thể tiềm phục tại trong loạn quân ám sát quân địch cao tầng trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi nếu như thiên hà thủy sư các bộ tướng lĩnh đều bị chém giết rắn mất đầu chiến trận đại loạn điều hành đứng lên tất nhiên là năm bè bảy mảng kể từ đó vô ưu hương có thể tùy tiện chiến thắng không cần tần mục ánh mắt chấp động lắc đầu nói thiên tôn cấp tồn tại lẫn nhau chấn nhiếp sẽ không dễ dàng xuất thủ Ngươi nếu là xuất thủ, bại lộ chính mình, liền có sơ hở, những kẻ thành đạo khác hoặc là thiên tôn tìm được cơ hội, chính là tử kỳ của ngươi. Ngươi ta loại tồn tại này, xuất thủ thời điểm, chính là triệt để liều mạng thời điểm. Lần này thiên phạt, song phương thần ma đại quân trước trận giao phong, mới là chiến tranh chủ lực. Thương quân có chút không hiểu, nhưng không có hỏi nhiều. Hắn không phải một người ưa thích truy vấn ngọn nguồn. Tần mục so với hắn nghĩ đến càng nhiều, Thiên Đình cùng Nguyên Giới chi chiến, cũng không phải là chỉ là là Thiên Tôn chi chiến, mà là hai loại lý niệm va chạm. Thiên Tôn cố nhiên có thể quyết định chiến cuộc, nhưng quyết định lý niệm thắng bại, hay là phổ thông thần ma tướng sĩ cùng bọn hắn phía sau quốc gia. Ở trước mặt trận dòng lũ mãnh liệt này, Thiên Tôn thậm chí cả kẻ thành đạo đều là trong chiến trường một thành viên, một phần tử, Thiên Tôn hoặc là kẻ thành đạo có thể cống hiến lực lượng, quyết định chiến trường xu thế, nhưng là quyết định không được Thiên Đình Ngoan Cố phái cùng duyên khang biến pháp phái thắng bại. Duyên Khang biến pháp, 170 năm, bây giờ đến kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Tần mục xa xa tương vọng, nhìn thấy trận này vô ưu hương chi chiến phía sau, thiên đình khí vận chính long, chiếu dọi nửa cái nguyên giới Tây Thiên. Đó là thiên đình vô số đại quân vây quanh thiên đình, văn võ chư thần cùng hạo thiên đế, ngay tại chạy về đằng này. Vô ưu hương chi chiến, chỉ là một trận chậm rãi bị kéo ra mở màn. Mở màn kéo ra, mới thật sự là ầm ầm sóng dậy chiến tranh sử thi. Đột nhiên, thiên đỉnh ngay tại trong đại quân tiến lên, hai gốc đạo thụ từ từ bay lên, đạo quang hình thành hạo thiên đế cùng thái thượng hoàng thái sơ khuôn mặt, rộng rãi không gì sánh được, cực kỳ rung động. Diễu võ dương oai, so ta như thế nào? Tần mục tâm niệm vừa động, thần tàng lĩnh vực phô trương ra, thế giới thụ càng lúc càng rộng lớn. Hắn bước chân, dáng lâm duyên khang, thế giới thụ xanh um tươi tốt, như là hoa cái, bao phủ một khoảng trời. Thiên đình ngũ sa đại quân chủ tướng chính là thiên đình tà thiếu tể, tên là Nghiêm Thắng, đế tọa cường giả, tự mình tọa chấn, chỉ huy ngũ sa. Ngũ sa đại quân thuộc về trong tam sư địa sư chi nhánh. Thiên đình có tam sư, thủy sư, địa sư cùng thần sư, thủy sư ở trong nước, được xưng thiên hà thủy sư, trưởng quản lâu thuyền đại hạm, rong rủi thiên hà, tung hoành các giới. Thần sư ở trên trời là do mọc Gia phi vũ bán thần tạo thành. Địa sư trên mặt đất có được các lộ địa hành quân, như ngũ sa, giang quân, tứ phụ, tọa kỳ, tam đài, hiên viên hồ thì các loại quân, phụ trách mặt đất, các quân chức trách khác biệt, phân loại rất nhỏ. Thiên đình ngũ sa chia làm nhung lộ, quảng xa, khuyết sa, bình xa, khinh sa, trung ương là thiên khố lâu. Mỗi một tòa thiên khố lâu đều là một tòa cao không thể chạm thần lâu, chính là thiên đình trọng khí. Thần lâu một tầng lại một tầng, môn hộ mở ra, liền có các lộ xe quân đội như là thủy triều tuôn ra. Cùng duyên khang phi xa khác biệt, duyên khang phi xa, có thể đem cung cấp phi xa động lực đan lô làm được phi thường nhỏ, một chiếc xe một chiếc đan lô, bốn con thanh đồng thú, liền có thể đằng không bay lên, chiếm cứ bầu trời. Ngũ sa đại quân năm loại bảo liễn, bởi vì rèn đúc kỹ nghiệp theo không kịp nguyên nhân, có rất ít có thể bay lên bảo xa thường thường đều là thân xe khổng lồ. Trong thân xe có ba cái đan lô, một chiếc đan lô phụ trách đầu mối truyền lực, khu động bảo liễn tiến lên, một chiếc đan lô phụ trách hỏa lực, cung cấp cho trên xe nặng trở thần pháo lấy năng lượng, một đan lô khác thì là phụ trách đuôi xe chỗ hai tôn thanh đồng thú phun diễm, tăng tốc chi dụng ba cái đan lô cần ba vị dược sư phụ trách bởi vì dược thạch tác dụng không đầy đủ thường thường trên xe có ống khói bốc lên cuồn cuộn khói đen bởi vậy ngũ sa quân bị gọi đùa là ô yên quân những nơi đi qua chứng khí mù mịt duyên khang tạo nên phi sa đan lô sở dĩ có thể luyện đến rất nhỏ ngoại trừ duyên khang rèn đúc cực mạnh bên ngoài bồi dưỡng dược sư cũng là số lượng rất nhiều ngọc diện dược vương đem chính mình kỹ nghiệp truyền thụ ra duyên khang trong lò đan thiêu đốt thường thường là linh đan dùng chiết xuất trình độ cực cao linh đan để thay thế dược thạch, bởi vậy thiêu đốt đầy đủ, cần thiết đan lô ít, thể tích cũng có thể thu nhỏ đến cực hạn, mà lại tăng tốc càng nhanh, lực bộc phát càng mạnh. Lời tuy như vậy, nhưng Thiên Đình Ngũ Sa Quân tại mặt đất chiến lực cực mạnh, thủy sư ở trên, tiến đánh vô ưu hương thuyền bè thủy sư, ngũ sa ở dưới, từ trên mặt đất đẩy ngang. Ngũ sa thần pháo phối hợp thủy sư, từ phía dưới hướng lên nã pháo, từng đạo thần quang phá không, xen lẫn thành lưới, trong lúc nhất thời để vô ưu hương tử thương thảm trọng. Bất quá, đế thích thiên vương trên bỉ ngạn phương chu, đến từ duyên khang phi sa đã bay ra. Loại phi sa này gọi là xe mây, trên xe mây có kiếm tháp, trên xe vô ưu hương thần ma đều là kiếm pháp cao thủ hoặc là kiếm đạo cường giả, buồng xe mở ra, trong kiếm tháp kiếm hoàn liền nhanh như chớp chảy ra. Kiếm hoàn hướng phía dưới rơi xuống, như là từng cái phát sáng ngân cầu, mỗi cái kiếm hoàn cũng không lớn, nhưng là trọng lượng kinh người, mỗi một chiếc kiếm hoàn, đều là do 2.000 thanh phi kiếm bị luyện đến cực hạn thật nhỏ tạo thành. Kiếm hoàn ở trên đường rơi xuống, trên xe mây kiếm pháp, kiếm đạo thần ma liền riêng phần mình thần thức nguyên khí kết nối kiếm hoàn, kiếm hoàn bắt đầu điên cuồng xoay tròn, từng thanh to bằng ngân châm phi kiếm từ trong kiếm hoàn xoay tròn bay ra, phi kiếm phi tốc biến lớn. Lúc này, liền không cần thôi động bất luận cái gì phức tạp kiếm chiêu kiếm pháp, chỉ cần một loại cơ sở kiếm thức, đó chính là đâm. Không cần phải để ý đến địch nhân sử xuất chiêu thức gì, không cần phải để ý đến địch nhân tế lên bảo vật gì, cũng không cần quản địch nhân trận hình, từ trên không hướng phía dưới, cạn kiệt chính mình tất cả pháp lực thần thức, hướng phía dưới đâm. Đây chính là phi kiếm tẩy địa. Vô số mưa kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên ngũ xa đại quân thần ma nhục thân, đâm xuyên nguyên thần của bọn hắn, đâm xuyên từng chiếc bảo liễn chiến xa, lập tức người ngửa xe lật. Bảo liễn chiến xa đan lô bị đâm xuyên về sau, từng luồng từng luồng ba động khủng bố chuyển đến, đan lô bạo tạc, trên bảo liễn chiến xa cùng xe phá toái thần ma tàn chi bay múa, xông lên bầu trời. Trên bầu trời, phi xa xuyên thẳng qua sen lẫn, rơi xuống đất phi kiếm gào thét bay lên không, ở giữa không trung lại kết thành từng mai từng mai kiếm hoàn. Tại vô ưu hương trên phi xa tướng sĩ khống chế bên dưới bay tới đằng trước, không ngừng rửa sạch, những nơi đi qua, thiên đình ngũ xa trận thế đại loạn. Tả thiếu tể nghiêm thắng tọa chấn trung quân, sắc mặt lạnh lùng, một tiếng thét ra lệnh, chỉ gặp năm tòa thiên khố lâu môn hộ đều mở từ trong lầu lái ra thuần một sắc là quảng xa. Những quảng xa này so phổ thông quảng xa càng lớn, xa luân cao hơn, vách xe càng dày, nhưng mà lại không có đan lô, từ trong lầu trượt ra thời điểm, trong xe thiên đình tướng sĩ nhao nhao thôi động triệu hoán thần thông, nhưng thấy bầu trời vỡ ra, xuất hiện từng đạo vết nứt. Những vết nứt kia phía sau, lộ ra thú giới rộng lớn vô ngần thế giới. Từng đầu toàn thân mặc giáp trụ cự thú bay lên không, nhảy vào trong cái khe, từ thú giới giáng lâm. Những cự thú này là thú giới thái cổ cự thú, thể phách khổng lồ vô địch, thả người đi vào nguyên giới, riêng phần mình gào thét, lập tức bị trong quảng xa bay ra xiềng xích chế trụ trên cổ móc khóa. Từng đầu cự thú lao nhanh, lôi kéo to lớn quảng xa mạnh mẽ đâm tới, còn có cự thú triển khai cánh chim lôi kéo quảng xa phóng lên tận trời, trong xe thần ma nhao nhao từ trong hàng rào xe thôi động thần binh, hướng vô ưu hương phi xa công tới. Những thái cổ cự thú này không sợ phi kiếm, cho dù là thần kiếm đâm chúng thân thể của bọn chúng, cũng bị bọn chúng cứng rắn làn da ngăn trở trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu phi xa bị đâm đến phá toái, từ không trung rớt xuống. Mà trên mặt đất chạy vội cự thú thì gào thét liên tục, kéo động quảng xa phóng tới Lâm Quan Thành. Lâm Quan Thành là trên sườn đồi tới gần Thái Hoàng Thiên Tòa thứ nhất thần thành, thần thành rộng rãi, trong thành tướng sĩ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà nhìn thấy cự thú giống như nước thủy triều vọt tới, các tướng sĩ vẫn không khỏi sắc mặt thảm đạm. Ngư ông Hàn Đường thấy thế, lập tức đứng dậy, nói, ba vị sư huynh, nên ta xuất trinh tiểu phu thánh nhân nói, thú giới chi chủ long hao không thể tin, một thân e ngại cường quyền, người muốn coi chừng hắn phản bội. Ngư ông thiên sư phi tốc rời đi, thanh âm xa xa chuyển đến, ta để ý tới đến. Ta trưởng quản khai hoàng thiên đình chăn nuôi nghiệp, khai sáng ngự thú chi pháp chưa hẳn so long hao thiên tôn kém. Hắn xuất lĩnh bản bộ binh mã, từ thái hoàng thiên bay ra, hắn chính là trong khai hoàng thiên đình trưởng quản chăn nuôi gia súc chức vụ thiên sư. Dưới trướng thần binh thần tướng đều là tinh thông chăn nuôi gia súc chi đạo, từng cái tướng sĩ nhao nhao thôi động triệu hoán thần thông, nhưng thấy bầu trời lại lần nữa vỡ ra, thú giới thái cổ cự thú từ trên trời giáng xuống. Ngư ông thiên sư cùng bộ hạ tướng sĩ nhao nhao bay lên không, leo lên từng đầu cự thú phần lưng, dáng lâm lâm quan thành trước, chờ đợi ngũ sa đại quân công kích. Tả thiếu tể nghiêm thắng thấy thế, trên mặt vẻ lạnh lùng biến mất, cười ha ha, bỗng nhiên đứng dậy, quân giặc hàn đường, rốt cục nhịn không được. Trận này, hàn đường hẳn phải chết hai cánh tay hắn nâng lên, dưới nách lại có hai tay sinh ra, bốn cánh tay hướng ngũ xa đại quân trung quân tìm kiếm, cánh tay kéo dài, dài đáng sợ, nắm lên bốn tòa thiên khố lâu. Nguyên thần của hắn từ phía sau lưng bay lên, tọa chấn tại trong thiên cung của mình, lấy tay bắt lấy tòa thứ năm thiên khố lâu, dùng sức ném về phía trước. Năm tòa thiên khố lâu xoay tròn, bay về phía phía trước, vượt qua thiên đỉnh ngũ xa đại quân, rầm dập năm tiếng nổ, đánh tới hướng lâm quan thành trước hàn đường bộ đại quân. Ngư ông hàn đường quát tháo, cùng bộ hạ thần binh thần tướng toàn lực khống chế những thái cổ cự thú này, người cùng thú tinh khí thần hợp nhất, lớn mạnh chính mình tinh khí thần, kết thành trận thế, nhao nhao hướng năm tòa thiên khố lâu ngăn trở. Năm tòa thiên khố lâu rơi xuống đất, năm loại bảo liễn chiến xa từ trong lầu tuôn ra, giết vào trong quân. Hàn Đường phía sau trong giỏ cá, hai đầu tiểu hồng ngư bay ra, hóa thành hai đầu đại côn mở cái miệng rộng, thôn tính những bảo liễn chiến xa kia. Hàn Đường dưới trứng tướng sĩ cũng nhao nhao mở ra trên người túi các loại dị thú bay ra, thẳng hướng quân địch. Những chiến xa bảo liễn kia chỉ lo sông về trước, phóng tới lâm quan thành, công kích đối với bọn họ có thể cản liền cản, ngăn không được liền chết, trong lúc nhất thời thương vong thảm trọng. Ngư ông hàn đường nhưng không có nửa điểm buông lỏng, đột nhiên cao giọng nói, coi chừng thú quân công kích. Đám thái cổ cự thú lôi kéo quảng xa, ẩm vang đánh tới. Cự thú cùng cự thú va chạm, đất rung núi chuyển. Ngư ông hàn đường đằng không mà lên, rơi vào trên một con hồng côn cao giọng nói, nghe ta hiệu lệnh, tế ngự thú phù lục. Hắn bộ hạ tướng sĩ nhao nhao vỗ túi, vô số phù lục nhao nhao bay lên, dán tại quân địch cự thú cái chán. Hàn đường bọn người thôi động công pháp, từng đầu cự thú nhao nhao hàng phục, nhưng vào đúng lúc này, tả thiếu tể nghiêm thắng phi thân mà tới, thôi động pháp lực, một mảnh to lớn vảy rồng gào thét bay ra, vảy rồng phiêu phù ở giữa không trung, tiếng long ngâm từ trong vảy rồng ẩn ẩn truyền đến. Những thái cổ cự thú kia vừa mới bị hàng phục, nhìn thấy mảnh vảy rồng này, cái chán phù lục nhao nhao thiêu đốt, lập tức mất khống chế. Hàn đường, đây là long hao thiên tôn vảy rồng. Tả thiếu tể quần áo bay phất phới, phi thân rơi vào trên một tòa thiên khố lâu, cười nói, long hao thiên tôn vảy rồng vừa ra, người ngự thú kinh hoàn toàn không chỗ hữu dụng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cùng một thời gian, thiên hà thủy sư đại quân đều xuất hiện, kết thành chiến trận, thiên sư trúc thiếu bình đích thân tới trước trận, vung vẩy đại kỳ, đại kỳ lay động, thiên hà hướng chảy lập tức chuyển biến. Dòng sông to lớn kia từ bỉ ngạn phương chu hai bên tách ra, phóng tới Thái Hoàng Thiên, từng chiếc lâu thuyền đại hạm pháo quang như là màn sáng, chút xuống trên Thái Hoàng Thiên, đem tòa chư thiên to lớn này đánh cho phi tốc biến mỏng, sắp chặn ngang bẻ gãy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nguyên giới, cần một trận thắng lợi. Tiểu phu thánh nhân nhìn phía dưới, Thái Hoàng Thiên đã tràn ngập nguy hiểm. Thiên Hà lưu chuyển, tại Thái Hoàng Thiên trước hình thành hai cái vòng tròn lớn, nước sông lưu động, kéo theo thuyền trên mặt sông, trên thuyền pháo quang nghiêng như mưa. Nếu như Thái Hoàng Thiên bị oanh sập, thế tất sẽ ép hướng Duyên Khang. Tuy nói Duyên Khang bây giờ cương thổ đã chiếm cứ nguyên giới nửa giang sơn, nhưng là Thái Hoàng Thiên đè xuống, thế tất sẽ phá hủy Duyên Khang vô số sinh linh, đem những sinh linh này mai táng ở dưới Thái Hoàng Thiên. Vô luận đối với vô ưu hương sĩ khí hay là đối với Duyên Khang sĩ khí, đều chính là một cái lớn lao đả kích. Nguyên giới, cần một trận thắng lợi. Tiểu phu thánh nhân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt từ Thái Hoàng Thiên rời, trong miệng lẩm bẩm nói, cần một trận có thể để chấn lòng người, để chấn quân tâm đại thắng. Võ đấu thiên sư chạc trà cùng tử hề thiên sư Yên Vân Hề, đều đang đợi lấy hắn hạ lệnh xuất kích, đế thích thiên vương bị ngạn phương chu bị vây khốn ở trong thiên hà, mặt khác thiên vương thì ở trong vô ưu hương, vô ưu hương tam thập tam trọng thiên thần ma đại quân cũng đang chờ đợi hắn hiệu lệnh. Nhưng mà tiểu phu nhưng như cũ không có hạ lệnh, ánh mắt của hắn rơi vào thiên hà hậu phương, nơi đó, thiên hà thủy sư chủ lực trận doanh còn chưa xuất động. Thiên sư Trúc Thiếu Bình vẫn như cũ vững vàng tọa chấn ở trong trung quân, trước người hắn sau lưng là 120.000 cự hình lâu thuyền, đây mới là thiên hà thủy sư chủ lực. Bên cạnh hắn là thượng phụ Cát Vân Thiên, Lục Giáp, Thượng Thư, Tả Su, Hữu Su các loại đế tọa cảnh giới tồn tại. Vây khốn đế thích thiên vương cùng bỉ ngạn phương chu, công kích thái hoàng thiên, chỉ là 120.000 cự hình lâu thuyền trong khoang thuyền thả ra trăm vạn thuyền. Lúc này vô ưu hương xuất động chủ lực, liền sẽ cho Trúc Thiếu Bình thừa dịp cơ hội. Văn Thiên Cát, võ đấu thiên sư thanh âm khàn khàn nói, Thái Hoàng Thiên không kiên trì được bao lâu, Hàn Đường cũng không kiên trì được bao lâu. Để cho ta đi. Tiểu Phu Thánh Nhân không có trả lời, mà là nâng tay phải lên. Chạc trà theo dõi hắn tay phải, đã thấy hắn dựng thẳng lên một cây ngón út, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng tức giận hừ một tiếng, thấp giọng nói, nếu là có rãnh nước bẩn, giờ phút này ngươi đã nằm ở bên trong. Tiểu phu thánh nhân ngón út dựng thẳng lên, đột nhiên hai đạo thiên hà phân lưu ở giữa, một tòa lục địa to lớn từ nguyên giới u đô cắt ngang mà đến, mê vụ mênh mông bát ngát, vô số bạch cốt trồng chất như núi. Giữa dãy núi, một tòa bia đá đứng vững, phía trên dùng máu viết mấy chữ. Tử giả sinh giới. Phong đô đột nhiên xuất hiện, can thiệp đến thế giới hiện thực, chỉ gặp công kích thái hoàng thiên trên vô số thuyền thiên đỉnh thần ma nhục thân lập tức huyết nhục lột đi, hóa thành từng chồng bạch cốt. Trên tất cả lâu thuyền đại hạm hết thảy đều là bạch cốt âm u, những thần ma kia trong lúc nhất thời đại loạn. Diêm vương xuất lĩnh phong đô thần ma lập tức giết ra, hướng trên thuyền đánh tới, thiên đình thần ma hóa thành bạch cốt, mà phong đô người chết lại mọc ra nhục thân, này lên kia xuống, thiên đình thần ma lập tức tử thương thảm trọng. Không ít thuyền mất khống chế, xung quanh đi loạn, thuyền tổn hại, thuyền hủy người vong cũng không phải số ít chúc Thiếu Bình nhướng nhướng mày, ánh mắt của hắn một mực rơi vào tiểu phu trên thân, theo dõi hắn ngón út. Tả su xu xuất binh. Hắn quả quyết nói. Tả su dạ thư hoài lập tức dẫn dắt một chi đại quân, tiến quân thần tốc, đánh vào phong đô. Một bên khác, tiểu phu thánh nhân thu hồi tay phải, giơ tay trái lên, cong lên một cây ngón út. Trong vô ưu hương, điền thục thiên vương hung hăng ực một hốc rượu, nâng lên đế khuyết thần đao, cười ha ha nói, đám nhị lang, theo ta tiến đến giết địch hắn chân trần chạy tới, hậu phương, đến hàng vạn mà tính vô ưu hương tướng sĩ đi theo hắn chân trần phi nước đại, từ trên xuống dưới, trùng kích tả su dạ thư hoài đại quân. Trúc Thiếu Bình quyết định thật nhanh, quát, hữu su xu xuất binh, chặn đánh minh đô thiên vương. Hữu su nguyệt vọng viên dẫn dắt một chi hạm đội, dương bùm xuất phát, trên lâu thuyền, thái dương quang mang đại tác, xa xa chiếu dọi mà đi, minh đô thiên vương điền thục tu luyện là Udoma đạo bị ánh nắng vừa chiếu, ma khí chi ẩm ẩm rung động, Tiểu phu thánh nhân lông mày nhíu lại, bàn tay nắm tay, giơ ngón trỏ lên. Hắn ngón trỏ dựng thẳng lên, thanh hoàng xuất lĩnh vô ưu hương thiên long bộ, trùng kích hữu su đại quân. Trúc Thiếu Bình cười lạnh, tại thiên hà thủy sư trước mặt, bất kỳ cái gì thần long đều là côn trùng. Lục giáp xuất kích, diệt trừ thanh hoang lão quỷ. Lục giáp vừa ra, tiểu phu thánh nhân nhẹ nhàng thở ra, nói, tử hề, ngươi đi. Yên vân hề khẽ cười một tiếng, cưỡi con lừa lữ tránh, xuất lĩnh một chi đại quân phóng tới lục giáp xuất lĩnh thiên hà thủy sư, quát, bày trận. Tử hề thiên sư giống như là cái nương môn nhi. Võ đấu thiên sư chạc trà từ đáy lòng khen, bất quá chiến lực của nàng hoàn toàn chính xác cường hoành vô biên. Đốn củi, giờ đến phiên ta đi. Trúc thiếu bình bên người, từng đạo từng đạo đại quân phái ra, tiểu phu thánh nhân mệnh vô ưu hương tam thập tam trọng thiên các lộ đại quân nghinh chiến. Thậm chí ngay cả tần hán chân nhất mạch tần thị tộc nhân cũng phái ra ngoài, duy chỉ không có phái ra chạc trà chạc trà nắm chặt nắm đấm, theo dõi hắn cái ót. Rốt cục, tiểu phu thánh nhân dựng thẳng lên một cây ngón tay cái, lãng uyển thần vương lập tức xuất lĩnh tạo vật chủ, lao thẳng tới thiên hà thủy sư trung quân đại doanh. Trúc thiếu bình bên người chỉ còn lại có hắn thân vệ, mặc dù thần ma số lượng không ít, nhưng rất khó chống đỡ được lãng uyển bực này thiên tôn. Trúc thiếu bình cười ha ha, mặc cho lãng uyển tạo vật chủ đại quân đánh tới, đợi cho khoảng cách song phương không hơn trăm dặm. Đột nhiên, trên thuyền bên cạnh hắn, đại mạc kéo ra, một tòa cự hình thần binh xuất hiện, rõ ràng là tổ đình thái cực khoáng mạch. Trúc Thiếu Bình khom người cúi đầu, cười nói, xin mời thái âm nương nương. Thái âm nương nương từ trong thái cực khoáng mạch từ từ bay lên, lấy tay chụp tới, đem thái cực khoáng mạch nắm lên, nghênh tiếp lãng uyển. Trúc Thiếu Bình xa xa cười nói, văn thiên cát, người ở trong vô ưu hương còn mai phục đế dịch nguyệt, sao không để nàng hiện thân, nhìn xem thế hệ này khai hoàng khả năng phá đại quân ta. Tiểu phu cười nhạt một tiếng, khom người nói, xin mời bệ hạ, đế thích thiên vương chỗ trong chiếc bỉ ngạn phương chu kia, đột nhiên một nữ tử lăng không bay ra, như thiểm điện cắt ra quay chung quanh bỉ ngạn phương chu thiên đỉnh hạm đội, thẳng đến chúc Thiếu Bình đánh tới. Trúc Thiếu Bình cười nói, nguyên lai khai hoàng ở đây. Đáng tiếc, người so ra kém nghịch tặc tần nghiệp. Phía sau hắn, trên lâu thuyền một mảnh khác đại mạc kéo ra, lại là hơn 10 tòa tổ đình núi lửa, được luyện chế thành binh, Trúc Thiếu Bình dưới trướng thân vệ bảy trận, thôi động thần binh, vây khốn đế dịch nguyện. Chúc Thiếu Bình dù bận vẫn ung dung, mở ra ống tay áo cười nói văn thiên cát đằng sau ta trên mười mấy chiếc thuyền này là cái gì ngươi sợ còn không biết trên những thuyền này là thiên hà phù đồ tinh binh trong tinh binh ngoại trừ thiên hà phù đồ bên ngoài còn có thiên đình thập nhị trọng khí nhưng mà ngươi còn có binh lực sao hắn ra lệnh một tiếng chỉ gặp trên những lâu thuyền kia đại mạc bị nhao nhao kéo ra từng tôn thần thánh đứng tại trên những lâu thuyền kia thình lình đều là giao chỉ ngọc kinh cảnh giới thần ma thiên hà thủy sư thực lực mạnh nhất chính là thiên hà phù đồ đại quân. Bây giờ, vô ưu hương tất cả quân đội đều đã xuất động, mà thiên hà phù đồ nhưng như cụ án binh bất động. Mà lại, trên mỗi một chiếc lâu thuyền đều có một kiện trọng khí, có núi, có sông, có biển, có vân khí, thình lình đều là tổ đình thánh địa luyện chế mà thành. Trong đó làm cho người ta chú ý nhất chính là cửu ngục đài. Đột nhiên, tiểu phu hai hàng chọc lệ theo gương mặt chảy xuống, lẩm bẩm nói, chúng ta cần một trận thắng lợi, cần một trận đại thắng, hắn như chút được gánh nặng đột nhiên cao giọng nói tất cả tướng sĩ nghe lệnh tế lên duyên khang trọng khí ngư ông hàn đường mình đầy thương tích cùng hai đầu đại hồng côn liên thủ đối kháng tà thiếu tể nghiêm thắng nghiêm thắng chính là đế tọa cường giả thực lực viễn siêu với hắn hàn đường thì tinh thông ngự thú chi đạo không ngừng khống chế khác biệt cự thú cùng nghiêm thắng chém giết nhưng là hắn chỉ có phần bị đánh nhi không có sức hoàn thủ dưới trướng hắn tướng sĩ cũng nhiều có bị thương có nhiều người chết tiếp tục như vậy xuống dưới khẳng định là kết quả toàn quân chết hết nhưng vào lúc này, tiểu phu thanh âm truyền đến, hàn đường tinh thần đại trấn, nghiêm nghị nói, tế chư thiên sơn hà đồ. Từng cái bức tranh hoành không, phô trương ra, lồng lộng sơn hà, đập vào mặt, rất nhanh từ tranh biến thành chân thực. Ngũ sa đại quân sông vào trong mảnh sơn hà này, chỉ gặp sơn giã mênh mông nước cũng mênh mông, từ từ vô tận, bọn hắn quay đầu nhìn lại, đã tìm không được đường về. Tả thiếu tể ngừa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời to to nhỏ nhỏ chư thiên thế giới trôi nổi bên trong cũng không ít ngũ sa đại quân giống không có đầu con ruồi một dạng bốn chỗ tán loạn duyên khang họa thánh chư thiên sơn hà đồ một bức tranh một chư thiên từng cái chư thiên tương thông tương liên hàn đường xuất lĩnh tản quân tập hợp ưu thế binh lực vây quét bị đánh tan ngũ sa đại quân đem từng nhánh ngũ sa đại quân tiêu diệt tả thiếu tể nghiêm thắng nhìn ở trong mắt nổ đom đáo mắt lập tức xuất lĩnh dư bộ hướng hàn đường chỗ chư thiên đánh tới đột nhiên hắn dừng bước lại sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía trước, nơi đó là một ngọn núi, đỉnh núi, một nam tử tay trụ vô ưu kiếm ngồi ở chỗ đó. Tả thiếu tể nghiêm thắng khoái mắt nhảy loạn, khai hoàng tần nghiệp. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn đột nhiên nghe được tiếng đàn, hướng một tòa đỉnh núi khác nhìn lại, Nguyệt Thiên Tôn ngồi tại trên một ngọn núi khác đánh đàn. Hắn tâm thần đại loạn, đột nhiên lại nhìn thấy một ngọn núi từ khí vạn trượng, Vân Thiên Tôn đứng tại dưới đạo thụ, tay áo tung bay. Hắn mồ hôi lạnh trên trán say sưa, cười ha ha nói, đều là giả, bất quá là vẽ mà thôi. Lúc này, hắn lại thấy được trong bức tranh tần mục, trong bức tranh lãng uyển, trong bức tranh u thiên tôn, thổ bá, thiên công, duyên khang họa thánh, lại được xưng làm kẻ điếc, thiên đồ thái tử, một thân họa đạo, đã đạt tới 28 chư thiên cảnh. Phía trên thiên hà, Bỉ Ngạn Phương Chu bị vây nhốt, tràn ngập nguy hiểm, Đế thích Thiên Vương cũng nghe đến tiểu phu thánh nhân hô quát, nghe vậy tinh thần đại trấn hét lớn một tiếng bỉ ngạn phương chu trong khoang thuyền từng chiếc thuyền bay ra những thuyền kia giống như là từng cái mô khối không ngừng lẫn nhau ghép lại lẫn nhau tổ hợp rất nhanh liền trên thiên hà tạo thành một chiếc không kém hơn bỉ ngạn phương chu quái vật khổng lồ chiếc thuyền này chính là ngụy tùy phong thiết kế chuyên môn dùng để phá thiên hà phù đồ vô song đại hạm đế thích thiên vương nhục thân liên tiếp tăng vọt thả người rơi vào chiếc kia trên thuyền cao giọng nói binh khí ngâm độc theo ta đi phá thiên hà phù đồ dưới trướng hắn tướng sĩ nhao nhao đem Duyên Khang đưa tới kịch độc bôi lên trên thần binh, phá vỡ thiên đình thuyền hàng rào, vô song đại hạm thẳng đến Thiên Hà phù đồ mà đi. Vô Ưu Hương các lộ đại quân đem Duyên Khang đưa tới các loại thần binh tế lên, trong lúc nhất thời thế cục nghịch chuyển, Thiên Hà thủy sư rơi vào hạ phong. Trúc Thiếu Bình Tâm thần đại loạn, đột nhiên chỉ gặp một mảnh trận đồ phô trương ra, trên không trung hình thành san sát thiên cung, thiên cung xen vào nhau, có không biết bao nhiêu Vô Ưu Hương thần ma tọa trấn trong đó hóa thành thiên cung thiên đình một bộ phận. Đại thiên đình trận pháp. Trúc thiếu bình đầu vắng mắt hoa, mảnh trận pháp kia những nơi đi qua, thiên hà thủy sư từng chiếc chiến hạm phá thành mảnh nhỏ, tựa như thiên tôn giống như thế công. Trận đổ thẳng đến lãng uyển thần vương mà đi, rơi vào lãng uyển thần vương sau đầu. Lãng uyển suýt nữa bị thái âm nương nương chém giết, trận đổ rơi vào sau đầu. 36 tòa thiên cung khí tức cùng nàng hòa làm một thể, lạnh nhạt nói, thái âm đạo hữu, người biết thành đạo đằng sau, có được mạnh cỡ nào lực lượng sao? Thái âm nương nương con ngươi đột nhiên co lại, thôi động thái cực khoáng mạch bảo vệ quanh thân. Ta nguyên bản không biết. Lãng uyển giơ bàn tay lên, nhưng là hiện tại, ta đã biết, ngươi cũng chẳng mấy chốc sẽ biết loại lực lượng làm ngươi hướng tới này, ra sao nó đáng sợ. Tiểu phu thánh nhân lao đi thái dương nước mắt, phía sau hắn, võ đấu thiên sư chạc trà nhìn thấy dưới mắt thế cục, không khỏi nhiệt huyết sôi trào, dục dịch. Nhưng mà tiểu phu từ đầu đến cuối không có hạ lệnh để hắn xuất kích, chạc trà bắt đầu còn có thể nhẫn nại, nhưng nhịn càng về sau cũng nhịn không được nữa, quát, đốn củi, giờ đến phiên ta đi. Tiểu phu lắc đầu, chạc trà lại đợi một lát, phẫn nộ quát, nhanh lên để cho ta xuất chiến. Tiểu phu lại lần nữa lắc đầu, nói, ngươi không thể xuất chiến. Ngươi xuất chiến, Trúc Thiếu Bình liền sẽ tới giết ta. Ta chết đi, vô ưu hương liền thua, ta không thể chết. Có ngươi tại, Trúc Thiếu Bình liền không dám tới giết ta. Tác dụng của ngươi, chính là bảo hộ ta. Võ đấu thiên sư giận tím mặt, giơ lên nắm đấm, ngư tam đa vội vàng hóa thành thân người ôm lấy hắn kêu lên lão ra đánh không được đánh chết hắn vô ưu hương liền muốn thật thua tiểu phu nghiêm túc nói ngươi hẳn là nghe tam đa ngươi cố gắng bảo hộ ta chính là công lao lớn nhất võ đấu thiên sư gầm thét một tiếng đẩy lui ngư tam đa khoanh chân ngồi xuống nắm lên một thanh tảng đá bóp vỡ nát hắc hổ thần ngồi tại tiểu phu bên người cúi đầu nhìn dưới mặt đất không dám lên tiếng nguyên giới cần một trận thắng lợi để chấn lòng người hiền hách đại thắng. Nam Hải, quần đảo như quần tinh, to to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi. Xích Hoàng cùng Minh Hoàng sừng sững tại Nam Hải Ngũ Long tự trước. Xích Minh dư tộc hóa thành ba đầu sáu tay thần nhân, giết ra quần đảo, ở trên mặt biển cùng thiên đình 39 lộ quân hầu huyết chiến. Kỳ thật, bất kỳ cái gì một đường quân hầu lôi ra đến, đều so Xích Minh huyền không giới thần ma số lượng càng nhiều. Xích Minh huyền không giới thần ma số lượng, chỉ tương đương với một tòa chư thiên, cứ việc xích minh tộc nhân dũng mãnh thiện chiến, nhục thân nguyên thần đều là không gì sánh được cường hoành, có thể lấy một địch ba, nhưng đối mặt địch nhân ưu thế binh lực bọn hắn hay là nguy như trồng trứng. Xích hoàng cùng minh hoàng có thể kiên trì đến bây giờ, dựa vào là nam đế chu Tức duy trì. Nam đế chu tước không có bao nhiêu binh lực, nhưng con gái nó yên nhi chính là, duyên khang mục thiên tôn coi trọng nhất một thành viên đại tướng, mặc dù bởi vì sinh con bị chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng là tu vi cảnh giới đã đến đế tọa cảnh giới, là duyên khang ít có đế tọa cường giả. Nàng dẫn binh đến đây, lại có nam đế chu tức chấn thủ, cùng xích minh dư tộc hình thành thế đối trọi, kềm chế thiên đình 39 lộ quân hầu lực lượng, nếu không xích minh huyền không giới rất khó kiên trì đến bây giờ. Nhưng cho dù là có yên nhi ở bên cánh duy trì, xích hoàng cùng minh hoàng muốn chiến thắng cũng rất là khó khăn. Hai vị xích minh thời đại thiên đế tử vong quá lâu, cứ việc phục sinh, tu vi cùng đạo pháp thần thông cũng đã lạc hậu, những năm này bọn hắn hấp thu duyên khang biến pháp, trưởng thành tấn mãnh, nhưng vẫn là khiếm khuyết thời gian. Mà thiên đình sẽ không cho bọn hắn thời gian. Thiên đình 39 lộ quân hầu, đều có đế tọa cường giả tọa chấn, lại thêm thực lực tu vi sâu không lường được xích đế tề hạ du, xích hoàng minh hoàng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nguyên giới cần một trận đại thắng. Yên nhi ánh mắt rơi vào trong xích đế đại quân ở hậu phương áp trận, nơi đó diễm Hòa trùng thiên, phượng hoàng bay múa, hỏa diễm cháy hừng hực, đem biển cả thiêu đến sôi trào trong hỏa diễm, hình thành cửu thủ phượng hoàng bay lượn tại thiên cung ở giữa dị tượng. Xích đế tề hạ du, chính là ta cùng Nguyệt Thiên Tôn liên thủ nằm vùng một cái ám kỳ. Nam đế chu tước đi vào bên cạnh nàng, ánh mắt cũng rơi vào trên cửu thủ phượng hoàng kia, nói, nàng là ta cùng Nguyệt Thiên Tôn đệ tử, xếp vào đến trong thiên đình, nàng nếu như đột nhiên xuất lĩnh nàng dưới chứng xuất thủ, có thể cùng chúng ta hình thành ba mặt giáp công chi thế. Phá 39 lộ quân hầu thương vong cũng không lớn, Yên Nhi nói, như vậy, xích đế vì sao không có xuất thủ? Nàng đang chờ cái gì? Nam đế chu tức trần chờ một chút, nói, năm đó nàng làm phản rồi địa mẫu nguyên quân, đầu nhập vào Nam Thượng Hoàng, lại bị Minh Nhai Thái Tử bắt, phản bội Nam Thượng Hoàng đầu nhập vào Thiên Đình. Đây là ta cùng Nguyệt Thiên Tôn quyết định kế sách. Ta lo lắng nàng. Nàng không muốn nói thêm xuống dưới. Yên Nhi nói, người lo lắng nàng đã không bỏ được Thiên Đình quyền thế. Nam đế gật đầu, thiên đình đã phong nàng là thiên tôn, thiên đế phía dưới, vô số chúng sinh chư thần phía trên. Chỉ cần trở thành thập thiên tôn, trầm mê ở trong quyền thế, liền cũng không còn cách nào quay đầu. Muốn cho nàng quay đầu, biến thành ta cùng nguyệt thiên tôn ám kỳ, chỉ có một trận đại thắng, để nàng hồi tâm chuyển ý. Nhưng mà chàng thắng lợi này, yên nhi trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng mà chàng thắng lợi này, không có khả năng xuất hiện tại Nam Hải. Hiện tại, xích đế tể hạ du còn chưa quyết định. Nếu như nàng quyết định, tự mình xuất lĩnh Nam Thiên bán thần đại quân xuất kích, như vậy chính là nàng triệt để trở thành thập thiên tôn thời điểm, lại không trở về khả năng. Trận này quyết định nguyên giới cùng duyên khang vận mệnh, từ đâu mà đến? Tây thổ, nhạc đình ca cho dù là chung quanh đều là xinh đẹp giai nhân, giờ phút này trên mặt cũng không có bất luận cái gì dáng tươi cười, ngước đầu nhìn lên lấy thượng thương chư thiên, nơi đó, bạch đế xuất lĩnh 27 lộ quân hầu, kiến tạo từng đồng vách sắt lũy bích thành, song phương chi chiến hết sức căng thẳng. Duyên phong đế hạ chỉ, để nhạc đình ca phụ trách tây thổ chi chiến, nhưng mà Nhạc Đình Ca đi vào Tây thổ đằng sau, mới phát hiện nơi này có thể nói là trong duyên Khang lãnh đi yếu kém nhất một vòng. Năm đó nguyên giới bài trừ phong ấn, dẫn đến Tây thổ treo cô độc ở bên ngoài, cùng duyên Khang không còn giáp giới, biến thành thuộc địa. Tây thổ có thể duy trì, dựa vào là Chân Thiên Cung cung chủ Hùng Kỳ Nhi cùng thượng thương hư sinh hoa, đối với Tây thổ khống chế, duyên Khang lại thành lập cổng truyền tống, thuận tiện giao thông cùng mậu dịch vãng lai. Duyên Khang biến pháp, Tây thổ cũng trở thành trong đó cực kỳ trọng yếu một vòng nhưng dù sao địa lý quá xa, lại thêm hư sinh hoa không tại, phòng ngự Tây Thổ trở thành vấn đề khó khăn lớn nhất. Tây Thổ có chân thiên cung cùng thượng thương học cung hai đại thánh địa này, cũng may còn có Tây Đế Bạch Hổ ở chỗ này thành lập tòa thứ ba thánh địa, Bạch Hổ thần tộc rất nhiều muội tử võ lực cường hãn, cũng sinh hoạt ở nơi này. Nhưng mà binh lực thực sự quá ít. Tây Thổ lồng lộng dãy núi hồ nước dòng sông, đều bị Tây Thổ các nữ tử hoán linh, hóa thành đỉnh thiên lập địa cự nhân, thảo mộc giai binh, cùng Bạch Đế đại quân chống lại. Nhạc Đình Ca đã từng là thiên đình thiên sư thứ nhất, uy danh hiển hách, nhưng mà không bột đố gột nên hồ, Tây thổ thần ma quá ít, để hắn cũng giật gấu vá vai. Cũng may Tây thổ nữ tử hoán linh pháp thuật cực kỳ lợi hại, điểm hóa sơn thủy cỏ cây, đều có thể biến thành sinh linh. Nhưng dù vậy, Nhạc Đình Ca cũng cực kỳ cố hết sức, mà lại, Tây Đế Bạch Hồ mặc dù chiếu ảnh dáng lâm, nhưng bản thể chưa đến, đối với Tây thổ duy trì cũng không lớn. Bạch Hổ có trần chờ, cảm thấy Duyên Khang chưa hẳn có thể thắng, bởi vậy không muốn đem chính mình chủ yếu binh lực đưa tới nhạc đình ca lòng dạ biết rõ bây giờ tây thổ đã cùng tây cực thiên thành lập linh năng đối thiên kiều tây đế cùng tây cực thiên bạch hổ thần tộc đại quân giáng lâm cũng không khó khăn tây đế bạch hổ sở dĩ chậm chạp không quyết là cảm thấy duyên khang tất bại nàng không muốn đem tất cả hy vọng đều ném tới nơi này lúc này vô luận chiến trường nào chỉ cần có một cái chiến thắng một trận đại thắng liền có thể thay đổi thế cục bất lợi nhạc đình ca phun ra một ngụm chọc khí ngửa đầu nhìn xem từ thượng thương đánh tới thiên đỉnh hổ lang chi sư, bỗng nhiên cắn răng một cái, vô luận như thế nào, đều muốn đứng vững, treo chống đến một trận đại thắng tin tức chuyển đến. Phía bắc nguyên giới, khảm địa băng nguyên, sóc phương thành. Nơi này trời đông giá rét, băng thiên tuyết địa, khảm địa thần thành là từng tòa băng thành. Ngụy Tùy Phong đứng tại sóc phương thành trong gió lạnh, ngóng nhìn đối diện, chỉ gặp Bắc Thiên Hắc Đế liên quan Hà xuất lĩnh 40 lộ quân hầu, cùng Ma Tổ Đại Hắc Thiên liên quân, ma thần số lượng nhiều, bày khắp băng nguyên. Ngụy Tùy Phong sau lưng, là năm đó đi theo hắn Vũ Lâm Quân, ngoại trừ Vũ Lâm Quân bên ngoài, còn có khảm địa quân coi giữ, trên thân không có áo giáp, chỉ mặc thật dày áo khoác, đem thân thể nhét phùng lên. Bọn hắn trên lưng, cõng huyền Vũ Đại Đế Bắc Đế Thần Binh, ngũ lôi hồ, trừ cái đó ra, trong thành trong bảo khố chất đầy duyên khang luyện chế các loại ngũ lôi hồ, bạch hồ thần binh, chu tước chiến xa, thanh long đao loại hình đồ vật, mô phỏng tứ đế thần binh luyện ngụy tùy phong xoa xoa đôi bàn tay biến mất trên lông mày treo vụn băng cười nói trận chiến này khó đánh bắc thiên bốn mươi lộ quân hầu lại thêm đại hắc thiên lão tiểu tử kia đẩy cũng có thể đem ta săn bằng đáng hận huyền vũ nhị đế vẫn là không dám trực tiếp giáng lâm cùng thiên đình sống mái với nhau hai vợ chồng này thực sự quá cẩn thận ục ục to rõ tiếng kèn vang lên thiên đình ma thần bốn mươi đường ma thần chia con đường khác vòng qua sóc phương thành hướng khảm địa mặt khác thần thành xuất phát hỏng bét đây là dẫn xa xuất động. Nghiên quan hà lão hồ ly này, nhìn ra sóc phương phòng ngự mạnh nhất, thế là liền tiến công mặt khác thần thành, khiến cho ta không thể không ra khỏi thành cùng hắn quyết chiến. Ngụy Tùy Phong cắn răng, vung lên chiến kỳ, vũ lâm quân tướng sĩ cùng nhau thôi động pháp lực, khảm địa to lớn mặt băng lập tức vỡ ra, từng chiếc mỹ lệ chiến hạm phá băng mà ra. Ngụy Tùy Phong đem người giết ra thành đi, quát, tế thần binh. Vũ Lâm quân cùng sóc phương thành quân coi giữ đi theo phía sau hắn công kích. Từng thanh ngũ lôi hồ phóng lên tận trời, miệng hồ lô mở rộng, ngũ đại vân lôi che khuất bầu trời, trên băng nguyên lôi rơi như mưa. Nhưng mà 40 lộ quân hầu chia binh tiến đánh mặt khác thần thành chỉ là kế dụ địch, chờ đợi Ngụy Tùy Phong xông ra sóc phương thành, đại hắc thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân cùng 40 lộ quân hầu liền bọc đánh tới. Ngụy Tùy Phong trầm ổn ứng chiến, nhưng mà lại biết trận chiến này chỉ dựa vào khảm địa duyên khang, tướng sĩ không kiên trì được bao lâu, nhất định phải có Bắc đế Huyền Vũ duy trì. Mà để Bắc đế Huyền Vũ vợ chồng quyết định nhất định phải là một trận trước nay chưa có thắng lợi. Chàng thắng lợi này, là cải biến chiến cuộc mấu chốt. Đông Hải, trên thuyền cờ xí tung bay, Giang Bạch Khuê tọa trấn tại Đông Hải Giang Lăng Hùng quan trước, ngóng nhìn Đông Thiên Thanh đế đại quân xuất hiện trên mặt biển. Duyên Khang đã tận khả năng điều động càng nhiều thần ma, nhưng mà so sánh Đông Thiên Thanh đế thần ma đại quân, Duyên Khang lực lượng cả nước cũng chỉ có Thanh đế đại quân một thành nhiều. Đông Thiên Thanh đế lần này xuất lĩnh Đông Thiên 60 lộ quân hầu, Thiên Giang, Đông Hàm, Tây Hàm, Thiên Phúc, Kỵ Quan, Sa Kỵ, Trận Sa, đều là thiên đình cường đại nhất chư hầu thần ma đại quân. Thanh đế cũng không có nóng lòng xuất chiến, mà là trước tiên xây dựng cơ sở tạm thời, thận trọng từng bước, không ngừng tới gần, không có chút nào khiêu chiến ý tứ. Thanh đế dùng binh, giọt nước không lọt. Duyên Khang Quốc sư Giang Bạch khuê ngóng nhìn đông thiên thanh đế thần ma đại quân khí tượng, thản nhiên nói, không hồ là ngự thiên tôn ngộ đạo chi thụ. Nhưng cũng tiếc chính là, Thanh đế trí tuệ không đủ, Hạo Thiên đế cho hắn 30 lộ quân hầu, ta không thắng nổi hắn. Cho hắn 60 lộ quân hầu, hắn khống chế không nổi, hắn không thắng được ta. Mới không xứng nó vị, là hắn bại vong chi đạo. Giang Bạch khuê vung lên lệnh kỳ, dẫn binh ra khỏi thành, bây giờ nhìn chính là, là lão sư trước kiến công, hay là ta trước thành công rồi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có thần nhân từ Giang Lăng trong cổng truyền tống xông ra, thần tình kích động không hiểu, kêu lớn, thắng vô ưu hương đại phá thiên hà thủy sư, đại hoạch toàn thắng. Giang Bạch khuê khóe mắt run lên, thấp giọng nói, lão sư, ngươi hay là cao hơn một bậc. Xuất binh. Giang Lăng Duyên Khang thần ma đại quân phóng tới Đông Hải, các quân chia làm các loại trận thế, vô cùng phức tạp, biến hóa vô tận, Duyên Khang đại quân một bên công kích, một bên biến hóa trận thế. Từ nhỏ nhất 5 người một ngũ, 10 người một đội, 20 người một lưỡng, 100 người một tốt, 500 người một lữ, 2.500 người một sư, năm sư là một quân, các loại trận pháp không ngừng biến hóa, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, toàn bộ tại trong điều khiển của Giang Bạch Khuê. Hắn trận pháp chi đạo, cẩn thận không gì sánh được, còn thắng Yên Vân Hề. Hắn điều khiển năng lực, đạt tới cực hạn đỉnh phong. Đáng tiếc Thanh Đế quá cẩn thận, nếu không trận đầu này đại thắng, chắc chắn là của ta. Vô Ưu Hương đại thắng tin tức thông qua từng tòa cổng truyền tống, truyền đến Nam Cương Nam Hải, truyền đến Tây Thổ, truyền đến Khảm Địa, lập tức những tin tức này lại thông qua linh năng đối thiên kiều, mang đến Tây Cực Thiên, Bắc Cực Thiên, cùng những chư thiên vạn giới khác. Thiên đỉnh khí thế hùng hổ, trinh phạt nguyên giới, thiên hà thủy sư tại nguyên giới nội địa đánh với vô ưu hương một trận, văn thiên các đại phá thiên hà thủy sư, trúc thiếu bình dẫn tàn quân thua chạy, thái âm nương nương bị thương đi xa, ngũ xa đại quân toàn quân bị diệt. Sau trận này, thiên hà thủy sư vô số thuyền bị bắt làm tù binh, thiên đỉnh trọng khí bị đoạt, hao tổn thảm trọng, tù binh vô số. Thiên hà chi thủy, bị nhiễm đến màu đỏ tươi tin tức lan truyền nhanh chóng gây nên chư thiên chấn động tây thổ trong chiến trường nhạc đình ca đứng ở trong huyết hải máu me đầy mặt nhưng lại ngẩng đầu lên cười hắc hắc lên tiếng đến khai hoàng thiên sư thứ nhất văn thiên cát tuy là bại tướng dưới tay ta nhưng là trận chiến này hắn thắng được xinh đẹp nhưng thấy trên bầu trời kim quang đầy trời linh năng đối thiên kiều quang mang trở nên không gì sánh được thô to vô số tây cực thiên bạch hổ thần tộc thần nữ toàn thân mặc giáp trụ ngay tại thông qua linh năng đối thiên kiều giáng lâm mà ở thiên ngoại, Tây Cực Thiên bị một cỗ lớn lao lực lượng dẫn dắt, hướng nguyên giới Tây Thổ tới gần. Tây Đế, sắp giáng lâm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên bầu trời, quần tinh hỗn loạn, đó là Tây Đế đang triệu hoán chính mình tổ địa, đem tổ địa từ Tây Cực Thiên kéo tới tạo thành dị tượng. Nếu như Tây Đế tính cả tổ địa cùng một chỗ giáng lâm, chỉ sợ chính là giống như thiên tôn chiến lực, đột nhiên trong linh năng đối thiên kiều bay ra một kiện thánh vật lại là một cây chiều dài kinh người kèn lệnh vàng óng ánh tây đế chưa giáng lâm tây cực thiên thánh khí cũng đã xuất hiện kèn lệnh kia không người tự động đột nhiên chỉ nghe ục ục một tiếng huýt dài to lớn chiến tranh hào giác thổi lên nhạc đình ca cùng tây thổ một đám tướng sĩ lập tức chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào khí huyết trong lúc đó thịnh vượng hơn 10 lần vô luận thần thông hay là thần binh uy lực đều từ thẳng tắp tăng lên tiếng kèn thôi động bọn hắn trong lòng chiến ý thúc đẩy bọn hắn đi cùng địch nhân quyết chiến, để bọn hắn trong lòng tràn đầy một loại chiến vô bất thắng tín niệm. Bạch Đế trong lòng giật mình, Tây Cực Thiên Thánh, khí kia tiếng kèn để hắn xuất lĩnh Thiên Đình đại quân khí huyết phi tốc khô bại, trong lòng không khỏi sinh ra địch nhân không thể chiến thắng suy nghĩ. Tây Đế Bạch Hổ chính là thái cổ thời đại chiến tranh cổ thần, trưởng quản chiến tranh. Tây Đế chưa ra, kèn lệnh tới trước, lớn tiếng dọa người, lại thêm vọt tới Tây Cực Thiên đại quân, hắn trận chiến này chỉ sợ bại nhiều thắng ít, nhất định phải cướp đoạt thần binh. Bạch đế thôi động bích huyết tú kỳ kinh, lập tức cờ dì bao phủ đại quân, cao giọng nói, tế thiên môn. ầm ầm, tổ đình tây thiên môn từ từ bay lên, kim quang bắn ra bốn phía. Bạch đế thôi động tú kỳ kinh, nhưng gặp tây thiên môn hai ngọn núi lớn ở giữa, đạo đạo kim quang bốn phía bay ra, như là vô số thanh kim kiếm quét về phía tây thổ tướng sĩ. Nhạc đình ca lập tức thay đổi trận thế, lấy từng tòa thần sơn cự nhân phía trước, ngăn trở tây thiên môn đạo uy. Nhưng vào lúc này, một mặt thiết huyết tú kỳ từ trong kim môn bay ra, mang theo tổ đỉnh Tây Thiên môn cuồn cuộn kim khí, cuốn về phía Tây Đế kèn lệnh, Bạch Đế quần áo phần phật, đứng trên thiết huyết tú kỳ, dự định cướp đoạt món bảo vật này. Nhạc Đình Ca lập tức vươn người đứng dậy, trước hắn một bước rơi vào trên kèn lệnh màu vàng, đạo nhân lôi thôi khí thế bằng bạc, thần thông bộc phát, nghênh tiếp Bạch Đế. Hai người va chạm một cái, Bạch Đế tình thế suy giảm, rơi vào kèn lệnh trên trường tiêm, đại kỳ mở ra, một mảnh thiên cung từ trong mặt cờ nhảy ra, lạnh lùng nói, nhạc thiên sư, không nghĩ tới người đạo nhân này cũng sẽ phản bội thiên đình. Nhạc đình ca cười ha hả, đạo bào rách tung tué, thản nhiên nói, đạo môn chúng ta, chưa từng có thần phục qua thiên đình, sao là phản bội nói chuyện. Đạo môn đạo sĩ, cũng chỉ là vì nghiên cứu thuật số, nhìn rõ vũ trụ ảo diệu, trong lòng không có chính ta thị phi. Bạch đế sắc mặt âm trầm, hắn biết nhạc đình ca năng lực, năm đó phá khai hoàng thiên đình kế sách, chính là xuất từ nhạc đình ca chi thụ. Khai hoàng thiên đình có cổ thần thiên công, thổ bá cùng tứ đế duy trì, khai hoàng tần nghiệp như mặt trời ban trưa, khai hoàng thời đại một mảnh vui vẻ phồn vinh, biến pháp hừng hực khí thế. Nhạc đình ca khi đó thân là thiên đình thiên sư thứ nhất, tự mình cầm đao, tan dã khai hoàng thiên đình, trực tiếp phá hủy đang cải cách biến pháp khai hoàng thời đại, để khai hoàng tần nghiệp đi xa vô ưu hương, tứ đại thiên vương bại thì bại trốn thì trốn, tứ đại thiên sư từng cái không có đấu trí. Không chỉ có như vậy, Nhạc Đình ca còn là tu luyện kỳ tài, thiên đình tứ đại thiên sư, tu vi của hắn cao nhất, còn tại Thương Bình ẩn, Bạch Ngọc Quỳnh, Trúc Thiếu Bình phía trên. Tứ đế võ lực xếp hạng ở trên tứ thiên sư, nhưng là cùng loại tồn tại này đối đầu, Bạch Đế không có nắm chắc tất thắng, nhưng cũng may có Tây Thiên môn. Hô, tổ đình Tây Thiên môn bay tới, đứng sừng sững sau lưng Bạch Đế, đạo vận càng hùng hồn, vô biên kim khí bốn phía bắn trụ. Bạch Đế khí thế tăng vọt, di chuyển bước chân, tại trên kèn lệnh màu vàng hình cung phi nước đại, bàn tay thiên biến vạn hóa, các loại thần thông bộc phát, hướng nhạc đình ca phóng đi. Nhạc đình ca thay đổi ngày xưa lôi thôi không bị trói buộc hình tượng, sắc mặt ngưng trọng lên, hai mắt nhìn chằm chằm bạch đế chạy tới thân ảnh, người ngón tay của hắn nhảy nhót, bốn bề vô số phù văn điên cuồng diễn biến, điên cuồng tính toán, thôi diễn bạch đế hết thảy thần thông biến hóa, tìm kiếm sơ hở. Oanh! Hai người trong phút chốc va chạm, bạch đế có tổ đình Tây Thiên Môn gia trì, pháp lực ngập trời thần thông vô lượng đem nhạc đình ca trùng điệp đánh bay người giữa không trung thổ huyết không chỉ bạch đế đại hoạch toàn thắng đứng tại kèn lệnh phần đuôi đang muốn thừa thắng xông lên đem hắn giết chết hắn mặc dù cũng trúng nhạc đình ca mấy chiêu thần thông nhưng là cũng không lo ngại đột nhiên tiếng kèn đúng vào lúc này vang lên bạch đế sắc mặt đại biến tiếng kèn vừa vang lên hắn liền cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí đại loạn khí huyết nghịch chuyển tất cả huyết dịch hướng trái tim của hắn hội tụ đồng thời thiên cung hướng thần tàng của hắn đè xuống. Nhạc đình ca mấy chiêu thần thông nhìn như không quan hệ đau khổ kia, cùng âm thanh kèn lệnh này liền cùng một chỗ, chính là thúc tính mạng người sát chiêu. Đùng! Trái tim của hắn nổ tung, thiên cung sắp đè sập thần tàng của hắn. Bạch đế trong miệng thổ huyết, phi tốc lui lại, lách mình chui vào trong tây thiên môn. Phi thân mà đi, nghiêm nghị nói, lui binh thượng thương. Nhạc đình ca, ngày khác tái chiến. Nhạc đình ca nhẹ nhàng thở ra, ổn định thân hình, lại oa oa nôn mấy ngụm máu tươi. Thiên sư thứ nhất, dù sao không phải lấy chiến lực lấy sưng, thương thế của hắn cũng cực kỳ nghiêm trọng. Bắc cương sóc phương thành. Huyền vũ thần tộc thần ma đã từ trong linh năng đối thiên kiều nối đuôi nhau mà ra. Huyền vũ thần tộc chia làm huyền tộc cùng vũ tộc, chủ yếu là dựa theo huyết thống đến phân. Huyền đế huyết thống làm chủ, chính là huyền tộc. Vũ đế huyết thống làm chủ, chính là vũ tộc. Mà lại kỳ lạ chính là, huyền tộc đều là nam tử, trời sinh huyền quy đầu rồng thân người mai rùa vũ tộc đều là nữ tử, đằng xà ngàn cánh. Huyền vũ thần tộc nam nam nữ nữ, có lưng đeo bắc đế thần binh, có cõng ống trúc, bên trong để đó trận đồ, có cõng hộp kiếm, số lượng rất nhiều. Ngụy Tùy Phong vui đến phát khóc, trong khoảng thời gian ngắn này, hắn cùng sóc phương tướng sĩ liền cơ hồ lâm vào tuyệt cảnh. Sóc phương duyên khang quân đội bị 40 lộ quân hầu vây công, Ngụy Tùy Phong cùng vũ lâm quân cứ việc có thể chống cự, dù sao vũ lâm quân chiến lực cực cao, nhưng là sóc phương duyên khang quân đội lại tử thương thảm trọng nhưng nếu không có Bắc Cực Thiên Đại Quân trợ giúp, nghênh đón bọn hắn sợ rằng sẽ sĩ kết quả toàn quân chết hết. Bắc Thiên Hắc Đế Niên Quan hàng ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy bầu trời kịch liệt dung chuyển, trong đối thiên kiều linh năng càng kịch liệt, đó là Huyền Vũ Nhị Đế muốn giáng lâm dấu hiệu. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến trên bầu trời tinh tượng hỗn loạn, phảng phất có một cái quái vật khổng lồ xuyên thẳng qua hư không, cấp tốc lái tới, đem quần tinh đẩy ra, loại thiên tượng này là Huyền Vũ Nhị Đế, tổ địa ở trong hư không phi nhanh tạo thành dị tượng. Ngụy Tùy Phong thét dài liên tục, đem người chém giết, xông phá quân địch, cùng Bắc Cực Thiên Huyền Vũ đại quân tụ hợp. Chỉ cần Huyền Vũ nhị đế giáng lâm, Sóc Phương liền sẽ bình an. Đột nhiên, Ngụy Tùy Phong giật mình trong lòng, chỉ gặp Niên Quan Hà xuất lĩnh 40 lộ quân hầu thủ lĩnh, hướng hắn chạy thẳng tới, thẳng cắt vào Vũ Lâm quân đem hắn bao bọc vây quanh. Vân La đế, hôm nay liền dạy ngươi trở thành Vẫn Lạc đế. Niên Quan Hà cười lạnh nói, ta chính là Ngũ Đế nội tọa đứng đầu, lại thêm Bắc Thiên Đế tọa, Lăng Tiêu cường giả, đưa các hạ lên đường. 41 vị đại cao thủ bày trận, trận pháp khởi động, Ngụy Tùy Phong quần áo trên người vỡ ra, làn ra từng khúc nổ tung, hiện ra từng đạo vết thương. Hắc hắc, Ngụy Tùy Phong đột nhiên cười ha ha, tóc đen đầy đầu bay múa, chân trở nên không gì sánh được trắng kiện, vặn một cái eo, lắc một cái vai, nhục thân điên cuồng tăng vọt, cười to nói, Nhiên Quan Hà, ta biết người xưa nay xem thường ta, nhưng là ngươi biết không, vì sao Bạch Đế không dám tự mình đi bắt ta? Vì sao Bạch Đế phải đi xin mời thiên sư Bạch Ngọc Quỳnh thiết kế bắt ta? Ngươi không có nghĩ qua ở trong đó nguyên nhân sao? Hô! Ngụy Tùy Phong tu vi bộc phát, vô số tinh xa bay múa, trên bầu trời quần tinh hiển hiện, từng đạo tinh quang từ trên trời giáng xuống, để tinh xa cũng tại kịch liệt bành trướng, hóa thành một đầu gào thét quyển động tinh hà. Bởi vì Bạch Đế biết, thực lực của ta là bực nào cường hãn. Vô lượng tinh quang cuồng bạo, tràn vào ngụy tùy phong thể nội hắn như là khống chế tinh không đại đế cần để cho niên quan hà các loại một đám lăng tiêu đế tọa cường giả ngưỡng mộ bởi vì hắn tại long hán năm đầu gặp qua ta hắn biết ta xuất lĩnh vũ lâm quân san bằng quy khư tiêu diệt long bá quốc bức lui nguyên mẫu oanh ngụy tùy phong khí thế hoàn toàn nổ tung tóc đen bị tinh quang nhiễm đến tuyết trắng như là tinh quang tạo thành cự nhân vũ lâm quân những tướng sĩ kia phảng phất đối với đây hết thảy sớm có sở liệu không có đến đây giúp đỡ mà là thẳng hướng đại hắc thiên xuất lĩnh ma tộc đại quân bọn hắn năm đó đi theo ngụy tùy phong xuất trinh quy khư đại uyên bình định long bá quốc đồng thời tại trong một trận chiến nguyên mẫu phu nhân tập sát đế hậu ngụy tùy phong bức luôn nguyên mẫu trận chiến kia thật sâu lạc ấn tại trong lòng của bọn hắn tướng quân của bọn hắn trong lòng bọn họ là vô địch biểu tượng cùng một thời gian nam hải xích đế tề hạ du dưới trướng đại quân đột nhiên xuất động từ phía sau lưng công kích ngũ chư hầu thiên tôn ti quái thủy phủ tứ độc các loại đại quân, xích đế tề hạ du phượng hoàng thuyền tốc độ cực nhanh, dưới chứng phượng tộc thực lực cường đại, tại trong vạn quân mạnh mẽ đâm tới, liên trảm năm vị chư hầu, giết thiên tôn chủ tướng Yến Đạo Phu, chu tư quái cung cung chủ canh Đô Huyền. 39 lộ quân hầu, lại không thể ngăn. Xích đế tề hạ du tạo phản, dưới chứng tướng sĩ không một người chất vấn mệnh lệnh của nàng. Đây là bởi vì tề hạ du dưới chứng đại quân đều là đến từ đồng tộc, phượng tộc, mà lại là phượng tộc dị trùng, cửu thủ phượng hoàng nàng là tộc trưởng, cửu thủ phượng hoàng bộ tộc chiến lực cực cao, tề hạ du càng là trời sinh huyết mạch cường đại, chín loại đế tọa công pháp tề tu, thiên tư chắc tuyệt. trong tứ đế, xích đế thực lực cao nhất, chiến lực mạnh nhất. phượng hoàng thuyền cầm đầu, vô số cửu thủ phượng hoàng trùng kích, thiên đình đại quân hoàn toàn đại loạn. xích hoàng minh hoàng nhìn ra thiện nghi, quyết định thật nhanh toàn quân công kích. hai vị xích minh thời đại thiên đế xông lên phía trước nhất, thẳng đến quân địch chủ tướng mà đi. Cùng lúc đó, Yên Nhi cùng Nam Đế Chu Tước xuất lĩnh Duyên Khang đại quân công kích, thiên đình trận doanh hoàn toàn đại loạn, chiến cuộc đã định. Vô Ưu Hương sườn đổi một trận chiến thắng lợi, đối với nguyên giới chiến cuộc có lớn lao ảnh hưởng, đồng dạng cũng là sâu xa ảnh hưởng. Trận chiến này lại thêm Duyên Khang tận lực tuyên truyền, để chư thiên vạn giới ý thức được, thiên đình cũng không phải là không thể chiến thắng. Chư thiên vạn giới khổ thiên đình lâu vậy, những năm này càng khổ, vạn giới dục dịch, nhưng mà ai dám phản? Có can đảm tạo phản, đều đã bị hư thiên tôn diệt tuyệt. Ai cũng biết, thiên đình thảo phạt nguyên giới, là tạo thiên đình phản thời cơ tốt nhất, nhưng mà ai cũng không dám phản. Hiện tại, vô ưu hương sườn đổi chi chiến, thiên hà thủy sư đại bại, ngũ sa đại quân bị xóa tên, rốt cục đốt lên hòa trùng này. Chư thiên vạn giới không ngừng có sứ giả thông qua linh năng đối thiên kiều, đi vào duyên khang, cầu kiến duyên phong đế. Duyên phong đế mặc dù vất vả, nhưng trong lòng khó nén vẻ kích động. Duyên khang, rốt cục có có thể cùng thiên đình chống lại đại thế, Trúc Thiếu Bình dẫn dắt thiên hà thủy sư tàn quân, lui lại ba vạn dặm địa, tiểu phu thánh nhân cũng không có dẫn binh truy kích, bởi vì thiên đình chủ lực chưa ra, còn có thiên đình thập vệ, thất công, tam tể, nhị phụ, ngũ đế nội tọa chưa xuất binh. Mà lại, thiên hà thủy sư chỉ là tam sư một trong, mặc dù bị đánh bại, nhưng chủ lực vẫn còn ở đó. Huống chi còn có mặt khác nhị sư. Trận chiến này, đối với vô ưu hương, Duyên Khang cùng nguyên giới tới nói là đại thắng, đối với chư thiên vạn giới tới nói cũng là đại thắng nhưng đối với thiên đình tới nói, chỉ là một trận tiểu bại. Rốt cục, hạo thiên đế cùng thiên đình, văn võ quần thần xuất lĩnh chủ bộ đại quân khoan thai tới chậm, đâm xuống trận doanh, nguy nga trắng lệ, như là đem thiên đình trở tới. Trúc Thiếu Bình vội vàng tiến vào trong cung, bước nhanh đi hướng lăng tiêu điện, quỳ mọp xuống, hướng hạo thiên đế thỉnh tội. Thắng bại là chuyện thường binh ra, nhất thời thắng bại, không thể nói rằng cái gì. Hạo thiên đế hỏa nhã nói, cũng may Trúc Ái Khanh không có tổn thương, trẫm cũng yên lòng chỉ tiếc hao tổn tả thiếu tể, cửu ngục đài cũng rơi vào tay địch. Trận chiến này, tội không ở đây ngươi, là chấm không có dự liệu được duyên khang, biến pháp vậy mà tạo ra nhiều như vậy hiếm lạ đồ chơi. Trong mắt của hắn quang mang chấp động, cười nói, có thể tổ hợp thành đại thiên đình trận đồ, chuyên phá thiên hà phù đồ thuyền lớn, còn có những phi xa cổ cổ quái quái kia. Đây chính là chấm cần duyên khang lý do. Trúc Thiếu Bình không dám nói lời nào. Duyên khang rèn đúc, đã là trên đời này đứng đầu nhất, thiên đình rèn đúc đã trống không đây là chấm nhất định phải cướp đoạt duyên khang lý do. Hạo thiên đế đứng dậy, thản nhiên nói, những loạn thần tặc tử này coi là chỉ là một trận thắng nhỏ, liền có thể giao động thiên đình căn cơ, thật sự là khinh thường thiên đình, khinh thường chấm. Chấm còn lo lắng những loạn thần tặc tử này không dám mạo hiểm ra mặt đến, hiện tại bọn hắn một mạch nhảy ra, liền tránh khỏi chấm đi từng cái thảo phạt. Tiến lên, san bằng vô ưu hương. Thiên đình đại quân từng tòa thần thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, san sát thiên cung lơ lửng, hướng vô ưu hương tới gần. Thiên đỉnh tam sư trận liệt phía trước, hậu phương là long võ nhị vệ, thần sách nhị vệ, vũ lâm nhị vệ, thần uy nhị vệ. Tám vệ này, tựa như tám tôn thiên tôn tọa chấn. Hạo thiên đế nhìn về phía thái sơ, nói, thái thượng hoàng, phá nguyên giới huyền đô màn trời. Thái sơ khom người xưng phải, đứng dậy, đạo thụ bay lên không, nhất khí đại la thiên từ trung cực hư không giáng lâm. Hắn đạo thụ bay vào nhất khí đại la thiên, một tiếng chấn động truyền đến, nguyên giới thiên khung lập tức vỡ ra, hóa thành 49 đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào vô ưu hương hậu phương. 49 đạo quang mang kia rơi xuống chi địa chính là thiên công dựng thẳng lên thiên cương, hóa thành nguyên giới huyền đô địa phương. 49 đạo quang mang rơi xuống, rơi vào thiên công bên cạnh, tranh tranh tranh, hóa thành từng kiện thiên đạo trí bảo cắm ở chung quanh hắn. Màn trời phá toái, treo ở trên bầu trời mặt trời, mặt trăng, quần tinh, hết thảy biến mất không còn tâm tích. Thiên công sắc mặt trắng bệch, xóa đi khóe miệng máu tươi, lấy tay rút lên cắm trên mặt đất thiên cương trí bảo, vung tay áo cuốn một cái, đem mặt khác thiên đạo trí bảo thu hồi. Thái sơ bản lãnh của ngươi vẫn là như thế cường đại. Thiên công ngửa đầu nhìn về phía trên bầu trời đạo thụ, đó là Thái sơ đạo thụ cùng nhất khí đại la thiên, chỉ cần chấn áp trên bầu trời nguyên giới, hắn năm mươi thiên đạo trí bảo cũng đừng mơ tưởng lại lần nữa tế lên. Thiên ngoại đen kịt một màu, không có bất kỳ cái gì mặt trời mặt trăng, cũng không có bất luận cái gì tinh thần toàn bộ nguyên giới lâm vào trong vừa tối vừa lạnh chỉ có từng tòa thần thành cùng chư thiên tản mắt ra ánh sáng yếu ớt thắp sáng bao phủ nguyên giới đêm trong huyền đô tổ thần vương sớm đã che đệ quần tinh rời đi nguyên giới mặt trời cùng mặt trăng để nguyên giới lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở trong vũ trụ tăm tối bây giờ nguyên giới sẽ không có bạch thiên hắc dạ phân chia mọi người từ ban đêm tỉnh lại cũng rốt cuộc không nhìn thấy giống thường ngày dâng lên mặt trời mà tại ban đêm trên bầu trời cũng không có mặt trăng không có tinh thần bảy ngày sau đó hải dương sẽ bắt đầu kết băng nguyên giới trên không sẽ xuất hiện một đóa bao phủ toàn bộ nguyên giới mây đen lớn tuyết lớn từ trên trời giáng xuống sẽ dài đến mấy tháng lâu thẳng đến đem toàn bộ nguyên giới chất để băng tuyết ban ngày về sau cho dù là sâu nhất hải dương cũng sẽ bị đông cứng thành một tảng băng to lớn toàn bộ nguyên giới đều đem hóa thành nơi cực hàn khi đó cho dù là mọi người thành thói quen không khí đều sẽ đông kết một bộ phận không khí sẽ bị đông kết một bộ phận sẽ hóa thành chất lỏng nguyên giới linh năng sẽ không còn lưu động, hết thảy sinh mệnh đều sẽ tử vong. Mà bây giờ, chỉ là đêm thứ nhất. Trong bóng đêm này, đột nhiên duyên khang một tòa thần thành bên cạnh một vầng mặt trời từ từ bay lên, to lớn thái dương thuyền như là mọc ra 12 cái chân cự thú, di chuyển bước chân, dọc theo cố định quỹ đạo vận hành. Lại có một tòa thần thành bên cạnh, thái dương thuyền mới khởi động, đem mặt trời thả. Dần dần, càng ngày càng nhiều thái dương thuyền xuất hiện tại Duyên Khang, vô ưu hương các ngõ ngách, từ trên cao nhìn xuống dưới, như là hắc ám khắp mặt đất dâng lên sáng tỏ ánh nến, nhưng mà ánh nến ánh sáng lại càng ngày càng mạnh, dần dần đem đêm tối xua tan. Trên Thái Dương thuyền, phần lớn là từng vị thần nhân mặc bạch bào, đó là đến từ Huyền Đô thần tộc. Năm đó Huyền Đô chi chiến, Tần Mục cứu thiên công, cứu rất nhiều Huyền Đô thần tộc tộc nhân, đem bọn hắn đưa đến Duyên Khang, bọn hắn vốn là Huyền Đô Thái Dương thủ, bây giờ Huyền Đô Thái Dương thủ đã sớm đổi thành Thiên Đình thần ma, mà bọn hắn thì đến đến Duyên Khang, trở thành nguyên giới Thái Dương thủ những thái dương thủ này đứng trên thái dương thuyền, kéo lấy lấy từng khỏa to lớn mặt trời nhân tạo, cho thế gian lấy quang minh, để thu hoạch sinh trưởng, xua tan rét lạnh. Những thái dương thuyền này mục đích là từng thanh đã sớm bị tu kiến tốt thái dương tỉnh, trong thái dương tỉnh cất giấu từng khỏa mặt trời nhân tạo, lấy thái dương thuyền tốc độ, từ khởi hành chi địa đến mục đích, hoàn toàn là nửa ngày thời gian, đến mục đích, thái dương thuyền đi vào trong thái dương tỉnh. Thiên đình san sát trong thiên cung, từng tôn cường đại đế tọa, Lăng tiêu cường giả xa xa nhìn chăm chú lên một màn này, có một loại phát ra từ tâm linh rung động. Nhiều như vậy Thái Dương Thuyền, Thái Dương Tỉnh, Duyên Khang Hoàng đế Duyên Phong đế đích thật là bất thế chi tài. Trong thời gian thật ngắn, liền làm xong bực này thủ đoạn ứng đối. Trong thất công thượng công trưởng Ngọc Minh lẩm bẩm nói, Duyên Phong đế hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ, có hùng tài vĩ lược. Hẳn không phải là Duyên Phong đế. Duyên Phong đế tại vị thời gian 19 năm, 19 năm không cách nào chuẩn bị kỹ càng nhiều như thế Thái Dương Thuyền cùng Thái Dương Tỉnh. Một người khác thấp giọng nói, muốn kiến tạo nhiều như vậy Thái Dương Thuyền cùng Thái Dương Tỉnh, chỉ cần chuẩn bị 4-50 năm. Là vị tồn tại kia phu nhân ở vị lúc cũng đã bắt đầu kiến tạo. Lúc kia, vị phu nhân kia liền đang mưu đồ ứng đối ra sao mặt trời biến mất. Linh dục tú tại vị trong lúc đó, một lần nữa thiết kế Thái Dương Thuyền Thái Dương Tỉnh, cải tiến khai hoàng thời kỳ mặt trời nhân tạo, bí mật tại Duyên Khang các nơi kiến tạo rất nhiều Thái Dương Tỉnh. Hôm nay, rốt cục phát huy được tác dụng, Thiên Đỉnh Tam Sư cùng các lộ đại quân đến sườn đồi lúc còn chưa tới kịp bảy trận, liền nghe tiếng đàn chuyển đến, một tấm cổ cầm tại hai quân trước trận phi hành, không người tự gảy, lại gặp một cái đồng hồ cát bay tới, treo tại sườn đồi phía trước. Qua không lâu, trên bầu trời đạo quang sáng rõ, một gốc đạo thụ từ trên trời giáng xuống, trên đạo thụ treo lơ lửng đạo quả, chỉ là dưới cây không người. Thiên Đỉnh Tam Sư ngừng, không dám phụ cận. Hạo Thiên Đế cười nhạt một tiếng nói, cường đạo nguyệt thiên tôn, vân thiên tôn cùng thiên âm nương nương đến. Thiên đình trận doanh hậu phương, hai góc đạo thụ một ngụm quy khư đại uyên hiển hiện, định trụ song phương trận thế. Thiên đình trong trận doanh, từng tòa bảo điện bay lên không, tràn ngập vũ trụ quá khứ cường giả khí vận, chấn áp hết thảy. Lại có trong tổ đình các loại trọng bảo nổi lên, khí thế kinh thiên động địa. Đột nhiên, một góc thế giới thụ chặn ngang tới đứng sừng sững ở vô ưu hương hậu phương, 50 chiếc thiên đạo chí bảo từ trên cây bay ra, Phân bố tại vô ưu hương các nơi. Một cây dung nham sừng dài từ thiên đỉnh hậu phương từ từ bay lên, sừng dài dung nham lưu động, tại thiên đỉnh hậu phương hình thành thật dài sông nham tương, lại có minh hà hiển hiện, quay chung quanh sừng dài kia xoay tròn. Lúc này, một chiếc đèn bão từ trong nguyên giới Udo bay ra, treo trên Thái Hoàng Thiên, ánh đèn lờ mờ không rõ. Hai vị thái cực cổ thần liếc nhau, đem thái cực sa bàn tế lên, trên không trung hóa thành thái cực tinh vực, đen trắng xoay tròn. Nhưng vào lúc này, vô ưu hương về sau, một thiếu niên béo tròn trùng trục tung nhảy như bay, từ một ngọn núi nhảy đến một tòa đỉnh núi khác, bỗng nhiên thả người nhảy lên, nhảy đến vô ưu hương trên tầng thứ 33, há mồm phun một cái, đem chính mình xen lẫn trí bảo thanh minh kính treo ở trên thái thanh cảnh chư thiên. Trên thái thanh cảnh thanh minh kính hào quang tỏa sáng, cùng thái cực sa bàn xa xa đối lập, thiên đỉnh đại quân hậu phương trên bầu trời, hiện ra thiên công gương mặt to lớn, che khuất nửa bầu trời. Tuyết trắng trường mi rủ xuống, như là thật dài băng rua màu trắng, từ không trung một mực rủ xuống tới trên mặt đất. Thiên công gương mặt phía sau, là từng vòng mặt trời, mặt trời trước có thần điện, bảo xa, vô số thái dương thủ đem trời Tây thiêu đến xích hồng. ầm ầm Dung động dữ dội từ vô ưu hương hậu phương truyền đến, đại địa vỡ ra, một đạo lại một đạo thần kim cự luân chặn ngang nửa cái nguyên giới, không ngừng một nửa biến mất tại trong nguyên giới u đô, một nửa biến mất tại dương gian. Tần phượng thanh đầu có hai sừng, quanh thân quấn đầy u ma khí biến thành u đô đại đạo, đóng chặt ba con mắt từ trong u đô dâng lên sáu cánh tay mở ra bàn tay cùng lục đạo thiên luân tương xúc vị xúc lục đạo thiên luân riêng phần mình hướng phương hướng khác nhau xoay tròn thoát thai từ u đô đại đạo luân hồi đại đạo bắt đầu vận hành hạo thiên đế thái sơ cùng hóa thành nguyên mẫu phu nhân đế hậu nương nương không khỏi động dung riêng phần mình đứng dậy tiến lên trước một bước cách vô ưu hương thái hoàng thiên hướng lục đạo thiên luân kia xa xa nhìn quanh linh quan điện chủ cũng không nhịn được đi tới hắn hay là không thể phá giải tần mục kiếm đạo để cho mình mọc ra đầu đành phải lấy ngực tam nhãn đi nhìn quanh thấp giọng khen thất công tử không tầm thường ngay cả bực này thần binh đều có thể luyện chế ra đến món bảo vật này không tầm thường quả thực không tầm thường tạo phụ thiên cung tế thần khí ngự thiên tôn hạo thiên đế ra lệnh một tiếng tạo phụ thiên cung cung chủ tinh ngạn thiên tôn mở ra tạo phụ thiên cung môn hộ chỉ gặp từng tôn thần khí ngự thiên tôn thể phách càng ngày càng khổng lồ đứng sừng sững ở trong thiên cung, uy thế kinh người. Không chỉ có như vậy, trong tạo phụ thiên cung còn có đủ loại tứ đế thần khí, thiên công thần khí, thổ bá thần khí. Mặc dù thiên đình tạo hóa thần khí bị hủy, nhưng là tinh ngạn thiên tôn lại là tạo hóa chi đạo kỳ tài, mượn thiên đình tài lực đoán tạo rất cường đại thần khí, rất được hạo thiên đế coi trọng. Nhưng vào lúc này, hạo thiên đế con ngươi đột nhiên co lại, thấy được trong vô ưu hương đi tới một vị thiếu niên. Lam ngự điền. Lam Ngự Điền sau lưng, đứng ra từng tôn Lam Ngự Điền. Đó là Duyên Khang tạo hóa thần khí, chế tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn, mà lại là Lam Ngự Điền tự mình đi đốc tạo nhà máy, mặc cho Duyên Khang thợ khéo vẽ đo, hắn tự mình tham dự thiết kế, sáng tạo ra thần khí Ngự Thiên Tôn. Hạo Thiên Đế cười ha ha, đáp lấy đế liễn lái ra Thiên Đình Đại Quân, cất cao giọng nói, "Mục Thiên Tôn, nếu đã tới, sao không hiện thân một hồi?" Độ Thế Kim thuyền vòng qua Thái Hoàng Thiên ung dung lái tới kim thuyền đầu thuyền tần mục hai tay đặt ở trên mạn thuyền cùng hạo thiên đế xa xa tương đối giữa hai người chính là nguyên giới sườn đồi sườn đồi cao không thể đo dốc đứng không gì sánh được nàng vốn giai nhân làm sao theo tặc hạo thiên đế ánh mắt rơi vào tần mục trên mặt buồn bã nói nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha